ta nghĩ biện pháp, đem kiếp tiên hư không kiếp điểm cố định. Tống Thư Hàng nghe vậy sững sờ. Bạch tiền bối, vãn bối làm không được a. Ta không có chức năng này, cũng không có cường đại như vậy thủ đoạn. Ta liền kiếp tiên hư không tiết điểm cấu tạo cũng còn không rõ ràng, ta làm sao đưa nó cố định. Chớ khẩn trương, chúng ta bây giờ chỉ là nếm thử. Cho nên sơ kỳ, cho phép thất bại. Ấu Bạch an ủi. Tống Thư Hàng nghe được cho phép thất bại, lập tức an tâm rất nhiều. Chỉ là nếm thử, cái kia dù sao đến lúc đó kiếp tiên hư không tiết điểm vừa mở ra, hắn liền đem chính mình sẽ thủ đoạn đều hướng tiết điểm bên trên đổi đi, nhìn xem có thể hay không đem kiếp tiên tiết điểm cho ổn định. Như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu thí nghiệm, Thư Hàng ngươi chuẩn bị xong chưa? Ấu Bạch một mặt nghiêm túc nhảy xuống, tới gần Tống Thư Hàng nguyên thần. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng hai tay ma sát, liền đợi đến Bạch tiền bối mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm. Ấu Bạch nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó hắn đưa tay dắt Tống Thư Hàng đại thủ. Tiểu thủ dắt đại thủ, đi đường không sợ trượt. Thế nào Bạch tiền bối? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói hẳn là biến thành Ấu Bạch về sau, Bạch tiền bối tính cách phương diện cũng biến thành giống hài đồng đồng dạng, thích nắm đại nhân tay. Thật sự là đáng yêu đâu. Trong lúc đang suy tư, Ấu Bạch một cái tay khác bấm một cái kiếm quyết, dùng nhu nhu thanh âm kêu một tiếng, đi ngươi. Tống Thư Hàng. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn lúc, trong lòng của hắn phun lên một loại bất an dự cảm, mà lại một giây sau loại bất an này dự cảm liền biến thành hiện thực. Ấu Bạch nắm hắn ấm áp tiểu thủ vô tình nới lỏng ra. Tại Bạch tiền bối kiếm quyết thao túng bên dưới, Tống Thư Hàng nguyên thần hóa thân thành duy nhất một lần phi kiếm. Bá Tống nguyên thần số 1, siêu một chút, thoát ra Tống ổ chó, hướng phía kiếp tiên hư không đâm vào. Tống Thư Hàng một đợt kêu thảm, thân hình như là xoắn ốc kiếm, một bên bay lên còn vừa không ngừng xoay tròn lấy, tốc độ tật khoái. Vì cái gì có thể như vậy? Ta lần này không có chọc giận Bạch tiền bối a. Lần này ta cầu sinh dục một mực tại tuyến, làm việc càng là khắp nơi cẩn thận cảnh giác, nhẫn nại lấy không có tìm đường chết, vì cái gì ta lại bị Bạch tiền bối phi. Tống ổ chó cung điện bên trong, Ấu Bạch nguyên thần chập chỉ thành kiếm, dọc tại trước mắt mình. Hắn thần thức khóa chặt kiếp tiên hư không, trong đầu trở về chỗ trước đó ngũ kiếm quân chủ đâm vào kiếp tiên hư không tiết điểm tình hình. Một lát sau, Ấu Bạch khẽ quát một tiếng, đi. Bá Tống nguyên thần số 1 phi kiếm điên cuồng xoay tròn, như là mũi khoan, tại kiếp tiên hư không cái nào đó tiết điểm ra sức chuyển động. Đây chính là Bạch tiền bối suy nghĩ sau một lúc lâu, nghĩ ra mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm phương án. Bởi vì nơi này là kiếp tiên hư không, có thể đi vào chính là nguyên thần, Bạch tiền bối chế tác duy nhất một lần phi kiếm nguyên vật liệu cũng truyền tống không tiến vào. Cho nên, hắn trực tiếp đem Tống Thư Hàng chế tác thành duy nhất một lần phi kiếm, cũng phụ lên tai nạn cự quy nhóm cái kia đặc thù không gian độn thuật, đem Tống Thư Hàng nguyên thần trực tiếp cắm vào kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi. Nói cách khác, lần này cũng không phải là Bạch tiền bối tại nhằm vào Tống Thư Hàng, mà là tất cả mọi người muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Một hồi về sau, Trở Vân Tước Tử, Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Huyền Thánh sau khi tỉnh lại, nàng giống như bọn họ, đều muốn bị Bạch tiền bối chế tác thành nguyên thần phi kiếm, toàn bộ bắn ra đi, tại kiếp tiên hư không bên trong chui ra một cái tiết điểm tới. Dù sao một cái kiếp tiên tiết điểm, chỉ có thể gửi cắm một cái nguyên thần. Vừa vặn mỗi người nguyên thần đều cắm một cái kiếp tiên tiết điểm ra, từng bước từng bước. Thậm chí đến cuối cùng, liền chính Bạch tiền bối cũng phải bị chế thành duy nhất một lần phi kiếm. Ấu Bạch Hào, chính mình đem chính mình bắn ra đi. Kiếp tiên hư không bên trong. Tống Thư Hàng nguyên thần điên cuồng xoay tròn, tốc độ nhanh đến thấy không rõ thân hình, nguyên thần của hắn phảng phất biến thành một trận vòi rồng, trong hư không cái nào đó tiết điểm điên cuồng oanh kích. Mà lại cái này khoan tốc độ, còn tại vững bước tăng lên. Muốn nôn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng phát ra hư nhược rên rỉ, kế chứng sợ độ cao cùng sợ nhanh chứng về sau, tương lai hắn khủng bố lại muốn gia tăng một loại sợ xoay chứng, xoay vòng sẽ thành Bá Tống huyền thánh cấm kỵ. Chịu đựng, Thư Hàng, Ấu Bạch tại sau lưng khích lệ nói, ta cũng là lần thứ nhất nếm thử mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm, không có kinh nghiệm. Ngươi kiên trì một chút nữa, chờ ta quen thuộc loại phương thức này, lục lọi ra kinh nghiệm về sau, phía dưới phát xạ Vân Tước Tử tiên tử. Thất Tu cùng Linh Điệp đạo hữu lúc, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tống Thư Hàng. Bất quá, đang nghe một hồi về sau, Linh Điệp tiền bối,
thất tu tiền bối cùng vân tước tử tiên tử cũng phải giống như hắn bị ấu bạch bắn ra đến, tại kiếp tiên hư không bên trong điên cuồng khoan xoay quanh lúc, Tống Thư Hàng tâm thái lập tức liền thăng bằng. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Chỉ cần tất cả mọi người bình quân tiếp nhận đồng dạng tai nạn, tâm tính liền sẽ cân bằng. Ầm ầm, kiếp tiên hư không bên trong, Tống Thư Hàng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như là tại hiện thế bên trong, hắn đầu sắt sọ não nhất định đã cùng không khí ma sát ra hỏa hoa tới. Đồng thời, Thư Hàng đã trải qua không còn kêu thảm. Khi kêu thảm đã không có ý nghĩa thời điểm, còn không bằng chừa chút khí lực làm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Càng quan trọng hơn là, Tống Thư Hàng phát hiện mình đã dần dần thích ứng loại này nguyên thần điên cuồng khoan thống khổ, hắn đã trải qua dần dần bắt đầu miễn dịch loại hiệu quả này. Choáng đầu cùng nôn mửa cảm giác cũng dần dần tán đi. Trong dự đoán sợ xoay trứng còn chưa kịp tới đản sinh ra thế, liền bị Tống Thư Hàng thống khổ tế bào miễn dịch cho tàn nhẫn bóp chết tại cái nôi. Bạch tiền bối, còn không có mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm sao? Tống Thư Hàng một bên nhanh chóng xoay tròn lấy, một bên bình tĩnh hướng ấu bạch trưng cầu ý kiến. Còn thiếu một chút, người có thể kiên trì được sao? Không thể chúng ta liền thoáng nghỉ ngơi một hồi. Sau lưng, bạch tiền bối quan tâm hỏi. Không cần không cần, bạch tiền bối ngươi một mực buông tay đánh cược một lần. Thành công đang nhìn, chúng ta há có thể bỏ dở nửa chừng. Để ta trở thành bạch tiền bối trong tay ngươi sắc bén nhất kiếm, chém ra kiếp tiên hư không đi. Tống Thư Hàng dõng dạc nói. Mặc dù hắn không có kiếm thuật thiên phú, nhưng hóa thân thành kiếm cũng là loại không tệ thể nghiệm nha. Xem ra ngươi đã trải qua thích ứng. Vậy thì tốt, cái kia để chúng ta dắt tay, một hơi phá vỡ kiếp tiên hư không tiết điểm. Ấu bạch thỏa mãn ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Sau đó kiếm quyết trong tay của hắn có chút biến hóa. Rầm rầm rầm. Tống Thư Hàng nguyên thần tốc độ xoay tròn nhanh hơn mấy phần, bởi vì xoay tròn quá nhanh nguyên nhân, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác thân thể của mình chuyển động có chút theo không kịp đầu chuyển động nếu như tại hiện thế biết, nói không chừng cổ của hắn muốn bị xoay thành bánh quai trèo. Cũng may nơi này là kiếp tiên hư không, nguyên thần không có phương diện này lo lắng. Phá cho ta, sau lưng, ấu bạch nổi lên toàn kình, dùng hết lực khí toàn thân, khí thế 10 phần kêu lên. Sau một khắc, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần đầu, rốt cục phá vỡ cái nào đó thứ nguyên bích, một hơi từ kiếp tiên hư không đâm vào đến một cái khác biệt thứ nguyên chiều không gian bên trong đi. Sau đó, Tống Thư Hàng nguyên thần đầu như là trước đó ngũ kiếm quân chủ thân thể đồng dạng, bị kéo dài, kéo mảnh, bị hút vào đến kiếp tiên hư không tiết điểm. Thành công, bạch tiền bối chúng ta thành công, Tống Thư Hàng vui vẻ truyền âm nói. Còn không có. Người mau đem cái này kiếp tiên hư không tiết điểm cố định, nếu không đầu của ngươi tiến vào, thân thể lại muốn ở lại bên ngoài. Ấu Bạch lo lắng nhắc nhở. Cưỡng ép mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm thể tích quá nhỏ, khép kín rất nhanh. Nếu như không nghĩ biện pháp đưa nó củng cố hoặc mở rộng một chút, cái kia không đợi Tống Thư Hàng thân thể toàn bộ tiến vào kiếp tiên hư không tiết điểm liền đã quan bế. Dù sao, tu sĩ nguyên thần dung nhập vào kiếp tiên hư không tiết điểm, tiến hành nguyên thần ký thác, cũng cần giảm sóc thời gian. Hiện tại, Tống Thư Hàng chỉ có đầu đinh vào đến kiếp tiên hư không tiết điểm, thân thể lại còn kẹt tại tiết điểm bên ngoài. Yên tâm đi bạch tiền bối, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng truyền âm trả lời. Tại vừa rồi miễn dịch điên cuồng mũi khoan xoay tròn triệu chứng về sau, hắn liền rất tỉnh táo tại chuẩn bị lấy bước tiếp theo hành động, tỉ như kiếp tiên hư không kiếp tiết điểm ngay từ đầu lúc, hắn muốn làm gì. Cho nên, khi hắn nguyên thần đầu bị hút vào kiếp tiên kiếp điểm hư không đồng thời, Tống Thư Hàng hai tay bắt đầu hành động. Thánh viên luyện giới ngay lập tức kích hoạt phóng thích. Đã muốn củng cố một cái tọa độ không gian, như vậy có thể luyện hóa một giới thánh viên luyện giới tự nhiên là Tống Thư Hàng tốt nhất chọn lựa đầu tiên pháp thuật. Đây cũng là hắn nắm giữ số lượng không nhiều không gian đạo pháp một trong. Tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, 200 con thánh viên hư ảnh đã sớm vận sức chờ phát động. Thánh viên luyện giới một kích sống, bọn chúng liền thu hồi nho ra kinh thư, tại đại thánh viên lãnh đạo bên dưới, từng vòng vây lên, cường thế vây xem đem đầu cắm vào kiếp tiên hư không tiết điểm chủ nhân. Thuận tiện hiệp trợ chủ nhân hoàn thành thánh viên luyện giới đạo pháp. Không gian đạo thuật quang huy rơi vào kiếp tiên hư không tiết điểm phía trên, ý đồ đem cái này tọa độ không gian luyện hóa. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng nguyên thần bộc phát ra cường đại niệm lực, cố gắng mở rộng kiếp tiên hư không kiếp điểm. Niệm lực là loại rất giàu cù là thủ đoạn,
cơ hồ địa phương nào nó đều có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần niệm lực đầy đủ khổng lồ, coi như không có điểm tựa cũng có thể khiêu động địa cầu. Thánh viên luyện giới cộng niệm lực tổ hợp, là Tống Thư Hàng xuất ra đầu tiên đạo thuật, nhưng hắn thủ đoạn còn chưa kết thúc. Bàn tay của hắn điểm nhẹ cổ mình chỗ kiếp tiên hư không thiết điểm, giám định bí pháp kích hoạt. Đồng thời, hai chân của hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, hai cây bá thần trụ bị hắn đá ra mượn dùng hà chỉ tiền bối một câu danh ngôn, phàm là bá thần trụ chỗ cắm, đều là ta quốc độ. Hai cây thuộc tính cơ sở bá thần trụ số 1 đâm vào kiếp tiên thiết điểm đồng thời, Tống Thư Hàng còn tại ẩn chứa bá thần trụ số 2, hắn còn muốn thử một chút có thể hay không luyện hóa ra một cây bá thần trụ. Kiếp tiên thiết điểm trụ ra. Dù sao thử một chút lại không muốn tiền, Tống Thư Hàng một thân thủ đoạn toàn bộ xoa động nếu không phải hắn hiện tại đầu đã trải qua bị hút vào đến kiếp tiên thiết điểm bên trong, hắn còn chuẩn bị dùng bím tóc đến thi triển một giây hơn ngàn phát dưỡng đao thuật chứng kiến chính mình cùng kiếp tiên hư không tình cảm. Một hơi thi triển tứ đại thủ đoạn về sau, Tống Thư Hàng cũng phát hiện chính mình một cái không đủ tỉ như, hắn dưỡng đao thuật quá dựa vào cánh tay loại vật này. Đây là một loại trói buộc, cần đột phá. Đã dùng bím tóc biến thành bàn tay có thể sử dụng dưỡng đao thuật, vậy tại sao không còn mở rộng phương thức tư duy, để cho mình trừ tay, tóc bên ngoài cái khác thân thể bộ phận, cũng có thể thi triển dưỡng đao thuật. Ngẫm lại, toàn thân mình đều có thể phóng thích dưỡng đao thuật tình hình. Đây mới thực sự là vương đạo. Thư Hàng, mau lui lại trở về. Chúng ta thất bại, kiếp tiên thiết điểm không ổn định, lập tức liền muốn khép kín. Lúc này, sau lưng Ấu Bạch lớn tiếng nhắc nhở. Lần thứ nhất thí nghiệm thành công một nửa, Bạch tiền bối thành công mở ra kiếp tiên hư không thiết điểm, nhưng Tống Thư Hàng thánh viên luyện giới, niệm lực, bá thần trụ tam đại thủ đoạn, toàn bộ tuyên cáo thất bại. Thậm chí hai cây bá thần trụ đều bị hút vào đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong. Tống Thư Hàng nghe được cái này chỉ lệnh về sau, vội vàng dùng lực tướng đầu của mình lôi ra ngoài. Đáng tiếc, cái kia lần tiếp theo, được thí nghiệm một chút trưởng tâm lôi sao. Hoặc là, liều mạng đánh cược một keo dưỡng đao thuật hiệu quả. Trong lòng của hắn tiếc nuối nói. Đang lúc Tống Thư Hàng thật vất vả đem một nửa nguyên thần cổ lôi ra kiếp tiên tiết điểm thời điểm. Kiếp tiên hư không tiết điểm, đột nhiên thần tốc quan bế. Tống Thư Hàng nguyên thần cổ cùng đầu bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Không đau, nhưng chàng diện nhìn xem phi thường kinh dị. Tống Thư Hàng đưa tay sờ sờ chính mình nguyên thần cổ, ta kém chút cho là mình phải chết. Hắn truyền âm nói. Cũng may lần trước tại nho ra lúc, Bạch tiền bối từng dùng bí pháp đem hắn đầu lấy xuống, để hắn nắm giữ phi đầu thuật. Đầu của hắn cùng thân thể đã trải qua có thể thuần thục tách ra không chỉ có là nhục thân, liền nguyên thần đầu cũng có thể tùy thời lấy xuống làm cầu để đá. Lúc trước cũng chính may mắn mà có Bạch tiền bối bí pháp, Tống Thư Hàng nguyên thân thể tại thiên phạt hạ hóa thành cho tàn về sau, còn có thể bảo trụ nguyên thần đầu, mới có cơ hội dựa vào thánh viên long lực thần công khôi phục thân thể bộ phận, ngóc đầu trở lại. Cũng may Bạch tiền bối lần thứ nhất thí nghiệm đối tượng là hắn nếu như đổi thành Thất Thu tiền bối hoặc là Linh Điệp tiền bối, hai vị tiền bối nguyên thần bị bẻ gãy đầu, chỉ sợ cũng muốn lành lạnh. Cũng chỉ có hắn cùng Vân Tước Tử tiền bối, có thể chịu đựng lấy loại này chặt đầu tổn thương. Một lát sau, Tống Thư Hàng không đầu nguyên thần vỗ vỗ thân thể, nghênh ngang trở lại chính mình tống ổ chó. Ấu Bạch vươn tay ra, dắt Tống Thư Hàng, đem hắn kéo về trong cung điện, người vẫn tốt chứ, Thư Hàng. Không có việc gì, Bạch tiền bối. Ta rất tốt, hiện tại ta có thể cảm giác được nguyên thần của ta đầu, đã trải qua dung nhập vào kiếp tiên tiết điểm bên trong. Đang cố gắng cùng cái này kiếp tiên tiết điểm dung hợp, hoàn thành nguyên thần ký thác quá trình. Một khi nguyên thần ký thác khâu sau khi hoàn thành, hẳn là có thể đem nguyên thần hình chiếu đến hiện thế nhục thân bên trong đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Từ nay về sau, hắn nguyên thần đầu hóa thành một cái điểm yên lặng ở tại kiếp tiên hư không bên trong. Nếu như không sử dụng chém giết căn nguyên thủ đoạn, chỉ đơn thuần hủy diệt hắn hiện thế nhục thân bên trong nguyên thần đầu hình chiếu, liền không cách nào triệt để giết hắn. Chỉ cần nguyên thần tại, trả giá một chút, vẫn là có hy vọng có thể phục sinh, tái tạo nhục thân. Đây cũng là kiếp tiên cảnh giới, rất khó bị thấp hơn kiếp tiên cảnh giới thủ đoạn giết chết nguyên nhân. Bình thường chỉ có cùng là kiếp tiên, mới có thủ đoạn thuận đối phương nguyên thần hình chiếu, chém ngược căn nguyên. Tiến vào tống ổ chó về sau, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng xuống, truyền âm nói, Bạch tiền bối, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục thí nghiệm. Đồng thời,
trước đó giám định bí pháp kết quả bắt đầu phản hồi tới. Tống Thư Hàng nguyên thần co quắp một trận, nỗ lực giám định kiếp tiên hư không tiết điểm đại giới về sau, ý thức bắt đầu tiếp thu giám định tin tức. Một cái nhỏ bé kiếp tiên hư không tiết điểm, đây là Bạch Thánh dùng bạo lực tại kiếp tiên hư không bên trong mở ra tiết điểm, bởi vì là bạo lực mở ra, kiếp tiên hư không sẽ tiếp nhận to lớn xé rách thống khổ, tại hư không quy tắc tác dụng dưới, kiếp tiên hư không sẽ nhanh chóng đem bạo lực mở ra kiếp tiên tiết điểm chữa trị. Bởi vậy, này kiếp tiên tiết điểm quan bế tốc độ là bình thường kiếp tiên hư không tiết điểm 30 lần. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp giảm xuống kiếp tiên hư không thống khổ sao? Tống Thư Hàng nâng lên trống rỗng cổ, đem chính mình giám định ra tới đáp án nói cho Bạch tiền bối. Âu Bạch hơi suy nghĩ một chút sau nói, hai lựa chọn, hoặc là giảm xuống kiếp tiên hư không thống khổ, hoặc là chúng ta thử nghiệm đem kiếp tiên hư không kiếp điểm mở rộng đến 30 lần. Tốt nhất là 60 lần trở lên. Chỉ cần mở rộng ra tiết điểm đủ lớn, nó tốc độ chữa trị liền theo không kịp. Bạch tiền bối, ta sẽ chết. Tống Thư Hàng nguyên thần nhấc tay, truyền âm nói. Trước đó hắn cái kia đầu sắt sọ não còn tại thời điểm, đem hết toàn lực đều chỉ có thể tại kiếp tiên hư không bên trong chui ra một cái điểm nhỏ tới. Hiện tại, hắn thân thiết nhất sọ não đã trải qua ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong, chỉ bằng lấy hắn nguyên thần thân thể, muốn đi đánh một cái 60 lần lỗ, nguyên thần nhất định sẽ sụp đổ a. Đang khi nói chuyện, hắn nguyên thần đột nhiên giống như là bị điện giật đánh, từng trận tê dại cảm giác vọt tới, vừa đau lại nâng cao tinh thần. Đồng thời, đứt quãng giám định bí pháp tin tức lần nữa tràn vào trong đầu. Đây là đã lâu điểm tạm dừng thức giám định hình thức, bởi vì một loại nào đó tin tức quấy nhiễu nguyên nhân, giám định bí pháp kết quả không có một lần tính toàn bộ truyền tới, mà là theo giai đoạn thức, đau nhức đau xót, truyền lại điểm tin tức lại đau đau xót, lại truyền lại điểm tin tức. Tống Thư Hàng không quá ưa thích loại này theo giai đoạn thống khổ hình thức, hắn tình nguyện duy nhất một lần trả nợ tất cả thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn. Liên quan tới cưỡng ép mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm ưu hóa đề nghị, có lẽ ngươi có thể thử một chút sử dụng ngụy bất hủ hình thức, hóa thành cái kia đột phá chân trời mũi khoan, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Giám định bí pháp đến tiếp sau tin tức truyền tới. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng nguyên thần truyền âm nghi ngờ nói, trận này tê liệt cảm giác thống khổ, đến cuối cùng trừ bỏ thống khổ bộ phận, chỉ để lại tê dại vui vẻ cảm giác. Kết quả, nhanh như vậy liền kết thúc. Đối diện, Âu Bạch hai tay thả lỏng phía sau như cái đại nhân đồng dạng đi qua đi lại, suy tư. Một lát sau, Âu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng nói, vậy ngươi có đề nghị gì sao? Bạch tiền bối một mực tại nghiêm túc suy tư mở rộng kiếp tiên hư không tiếp điểm sự tình. Tiểu đại nhân trạng Âu Bạch cũng tốt thú vị. Đáng tiếc ta dùng quyền hạn thi triển thời gian nghịch chuyển pháp thuật cùng béo cầu đại lão hiệu quả khác biệt, ta thời gian nghịch chuyển chỉ có thể đem Bạch tiền bối thu nhỏ một đoạn thời gian. Qua mấy ngày ấu tiểu Bạch tiền bối liền lại sẽ biến mất. Ta nếu không tìm cơ hội lại cho Bạch tiền bối đến một phát thời gian nghịch chuyển. Một cái to gan ý nghĩ tại Tống Thư Hàng trên cổ trong hư không chợt lóe lên. Cái này lớn mật suy nghĩ vừa mới thoáng hiện, liền bị hiện tại cầu sinh dục chưa từng có mãnh liệt bá tống gắt gao đặt tại đáy lòng, không chút do dự đưa nó chứa vào đến nắp đậy thức quan tài bên trong, cũng ninh bên trên một loạt lớn ninh, không cho nó có xốc lên nắp quan tài khả năng. Lúc này, Tống Thư Hàng nên may mắn đầu của mình đã trải qua ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong, nếu không hắn vừa rồi chợt lóe lên suy nghĩ, nói không chừng liền sẽ bị Bạch tiền bối bắt được. Ước thúc tốt chính mình tìm đường chết nội tâm về sau, Tống Thư Hàng đưa tay đối Bạch tiền bối giơ ngón tay cái lên nói, Bạch tiền bối, trên thực tế vừa rồi ta dám định bí pháp cho ta phản hồi một cái đáng tin đề nghị. Nói một chút, Âu Bạch một mặt nghiêm túc nói. Ngụy bất hủ hình thức, Tống Thư Hàng nói. Giám định bí pháp nhắc nhở ta dùng ngụy bất hủ hình thức hóa thành mũi khoan, lại thử nghiệm phá vỡ kiếp tiên hư không nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bất quá, cho tới nay, ta ngụy bất hủ hình thức đều chỉ là tại nhục thân hình thức lúc thi triển, tại nguyên thần trạng thái lúc, ta còn không có thử qua kích hoạt cái này hình thức. Ngươi thử trước một chút, ta tại bên cạnh thay ngươi giữ cửa ải. Âu Bạch dìu lên trên người mình đạo bào rộng lớn tay áo, lộ ra có chút thịt thịt cánh tay. Sau đó hắn đưa tay đem mái tóc dài của mình đâm thành ba đuôi, thuận tiện hành động. Được, Tống Thư Hàng tập trung tinh thần lực, bắt đầu khống chế chính mình nguyên thần kích hoạt ngụy bất hủ hình thức. Tại trong đầu của hắn, một chút cao thâm vô cùng bất hủ tin tức, không ngừng hiển hiện.
Những tin tức này Tống Thư Hàng xem không hiểu, nhưng không trở ngại Tống Thư Hàng mượn dùng lực lượng của bọn chúng. Người lái xe cũng không hiểu chế tạo ô tô, nhưng không trở ngại bọn hắn lái xe. Sau một lát, Tống Thư Hàng nguyên thần thành công hóa thành một mảnh bất hủ sương mù nơi trọng yếu còn có một đoàn kim sắc công đức chi quang, kia là công đức xà mỹ nhân bị mang theo cùng nhau chuyển hóa. Đuôi ngựa ấu bạch cẩn thận quan sát Tống Thư Hàng trạng thái về sau, khẽ gật đầu nói, xem ra dù cho không tá trợ công đức chi lực, nguyên thần của ngươi chỉ cần kích hoạt ngụy bất hủ hình thức, liền có thể từ trước đó nhị duy tiến hóa đến bây giờ bộ dáng. Cùng bất hủ có liên quan đồ vật, cho dù là mang cái ngụy chữ, cũng vô cùng cao đại thượng. Tống Thư Hàng. Lúc này, đuôi ngựa ấu bạch đi vào Tống Thư Hàng bên người, hắn đưa tay đặt tại sương mù Tống Thư Hàng trên thân, bàn tay tính cả thịt thịt cánh tay cùng nhau xuyên qua sương mù, trực tiếp đặt tại cái kia đoàn công đức chi quang bên trên. Tống Thư Hàng cố gắng duy trì lấy chính mình sương mù chi thân, hắn biết tiếp xuống từng bước phi thường trọng yếu bạch tiền bối đến cùng có thể hay không tại hắn ngụy bất hủ hình thức bên trên kèm theo duy nhất một lần phi kiếm bí pháp, cái này đem quan hệ xuống đến một bước hành động. Xong rồi, Tống Thư Hàng còn không có cảm giác được, đuôi ngựa ấu bạch tiểu thủ đã trải qua rụt trở về. Duy nhất một lần phi kiếm chế tác quá trình, đối bạch tiền bối đến nói giống như hô hấp uống nước đơn giản như vậy. Tiếp xuống xem ta đi, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng bắt đầu lấy công đức xà mỹ nhân vì hạch tâm, sau đó làm cho cả sương mù bất hủ thân xoay tròn. Mấy hơi về sau, một cái bén nhọn mũi khoan hình thức ban đầu liền bị Tống Thư Hàng ngưng tụ ra. Bắt đầu một vòng mới khiêu chiến đi, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng truyền âm nói, chúc chúng ta lần này mã đáo thành công. Khẳng định, lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Ấu bạch tự tin ngẩng đầu, sau đầu đuôi ngựa giật giật. Hắn đưa tay bấm một cái thi pháp kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, đi. Siêu. Tống, công đức hạch tâm, đột phá chân trời bất hủ mũi khoan. Thư Hàng lại một lần nữa phát xạ, thoát ra tống ổ chó, hướng phía kiếp tiên hư không một vị trí khác hung hăng chui vào. So với đầu sắt sọ não đến, mũi khoan quả nhiên càng thích hợp khoan loại này công việc. Mà lại, đang điên cuồng xoay tròn đồng thời, Tống Thư Hàng cũng không có nhàn rỗi. 200 con thánh viên hiện lên ở mũi khoan trên không, tại đại thánh viên dẫn đầu bên dưới, niệm tụng lấy kinh văn, hướng kiếp tiên hư không truyền lại chủ nhân thiện ý. Mặc dù ta muốn ở trên thân thể ngươi đánh cái lỗ ra, nhưng ta không có ác ý, ta cũng chỉ đúng vậy cái lỗ nhỏ, xong việc sau ta sẽ đem nó bù lại, tin tưởng ta. Đồng thời, công đức hạch tâm trên có một cái kim đan mã hai chiều đồ án điên cuồng lấp lóe lúc trước hắn đầu sắt ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm thời điểm. Tống Thư Hàng cảm giác kiếp tiên hư không tiết điểm cũng hẳn là có một bộ đặc thù quy tắc đang vận hành. Mặc dù không biết nó giống hay không mộng giới quy tắc tập hợp thể đồng dạng ra đời thần trí, nhưng thử một chút chuẩn không sai. Cuối cùng, đang điên cuồng xoay tròn mũi khoan khuỷu tay, Tống Thư Hàng cố ý lưu lại hai bàn tay của mình, hai bàn tay không ngừng trong hư không hoạt động phóng thích dưỡng đao thuật. Hiện đại hóa điều khiển kỹ thuật số máy móc mũi khoan, đều mang theo tự động phun nước công năng. Tống Thư Hàng biến thành mũi khoan cũng không yếu thế. Hắn không ngừng trượt ra dưỡng đao thuật chính là vì giảm xuống một hồi bị bạo lực mở lỗ kiếp tiên hư không thống khổ cảm giác. Ông, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, lần này bạch tiền bối thuần thục rất nhiều. Chỉ là 5-6 phút, một cái nho nhỏ kiếp tiên hư không tiết điểm liền đã bị mở ra. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật điên cuồng xoát bên dưới. Đồng thời ngụy bất hủ lực lượng mạnh vọt qua. Lần này Tống Thư Hàng cùng ấu bạch thao tác lựa chọn chính xác. Thành công, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Có thể là dưỡng đao thuật tác dụng, lần này, kiếp tiên hư không tiếp điểm bị cưỡng ép mở ra sau khi, không có lập tức quan bế, mà là có chút dừng lại một chút thời gian. Mà điểm ấy thời gian, liền đầy đủ Tống Thư Hàng cùng ấu bạch làm rất nhiều chuyện. Bất hủ mũi khoan còn tại oanh minh. Tranh thủ đem cái này kiếp tiên hư không tiết điểm mở rộng một số, ít nhất cũng phải mở rộng đến bình thường kiếp tiên hư không tiết điểm lớn nhỏ. Đồng thời, Tống Thư Hàng bất hủ sương mù chi thân khuếch tán ra đến, chống đỡ kiếp tiên hư không tiết điểm, củng cố tiết điểm lỗ nhỏ. Bất hủ lực lượng, cấp độ quá cao. Cho dù là ngụy bất hủ lực lượng, tại cấp độ bên trên cũng phải cao hơn kiếp tiên hư không mấy cái đẳng cấp. Ngụy bất hủ sương mù một mực đem kiếp tiên hư không tiết điểm chống đỡ. Không cho hắn khôi phục. Bạch tiền bối, chúng ta bây giờ trước đem thất tu tiền bối nguyên thần lôi ra đến, cho vùi vào đi thôi.
Tống mũi khoan một bên xoay tròn, một bên kêu lên. Lúc đầu theo Bạch Tiền Bối kế hoạch, là muốn đem Vân Thước Tử, Thất Tu, Linh Điệp chờ đạo hữu nguyên thần đều giống như Tống Thư Hàng, chế tác thành duy nhất một lần phi kiếm phát xạ đến kiếp tiên hư không, chui cái tiết điểm đi ra, lại đem các đạo hữu đều đưa vào đi. Nhưng vấn đề là, bây giờ muốn tại kiếp tiên hư không chui cái động, cần dùng đến Tống Thư Hàng ngụy bất hủ hình thức, sở dĩ hiện tại tốt nhất phương án chính là do Tống Thư Hàng đến phụ trách tại kiếp tiên hư không khoan, cũng đem kiếp tiên hư không tiết điểm củng cố xuống tới, thừa cơ đem mặt khác đạo hữu nguyên thần đưa vào đi. Mặc dù cứ như vậy, tất cả tai nạn đều bị Tống Thư Hàng vác đi, nhưng bây giờ Tống mũi khoan làm sao có thời giờ so đo những vật này. Thời gian có hạn, kỳ ngộ chớp mắt là qua, há có thể lãng phí. Lại nói, Bạch Tiền Bối mộng giới tạo thần kế hoạch. Thế giới thụ chấp hành quá trình cùng giai đoạn trước chuẩn bị, đều là Linh Điệp Tiền Bối, Thất Thu Tiền Bối, Vân Tước Tử đang giúp đỡ. Lúc này, cũng là bọn hắn thu hoạch thành quả thời điểm. Hết thảy tai nạn đều để ta tới gánh chịu đi, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Không hổ là có được minh mông công đức chi quang nam nhân, ở lúc mấu chốt, nội tâm của hắn giác ngộ tràn đầy. Tốt, Âu Bạch nhẹ gật đầu, hắn một bên tiếp tục duy trì lấy kiếm quyết, một bên thân hình lui ra phía sau, đi vào Thất Thu Thánh Quân bên người, duỗi tay đem ngủ say bên trong Thất Thu Thánh Quân dắt. Xảo chính là, lúc này Thất Thu Thánh Quân vừa vặn thanh tỉnh lại. À, chúng ta đã tiến vào kiếp tiên hư không sao? Thất Thu Thánh Quân nghi ngờ nói. Đồng thời, hắn cảm ứng được Ấu Bạch tay nhỏ bắt hắn lại, cũng ở trên người hắn in dấu lên kiếm quyết. Đợi đã, Bạch đạo hữu người muốn làm gì? Thất Thu Thánh Quân vội vàng hỏi. Không kịp giải thích Thất Thu đạo hữu cắn chặt răng. Ấu Bạch thanh âm chát chúa, êm tai vô cùng. Sau một khắc, Thất Thu Thánh Quân thân thể siêu một chút bay ra ngoài, đâm về hư không. Mà tại trước mặt của hắn, có một cái điên cuồng mũi khoan tại cuồng bạo chuyển động mà nguyên thần của hắn, lúc này chính vọt tới cái này điên cuồng mũi khoan. Thất Thu Thánh Quân nguyên thần trừng to mắt. Tại ta ngủ say trong lúc đó bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này mũi khoan là cái gì? Đụng vào ta đi lời nói, nguyên thần đều sẽ bị xoắn nát Thư Hàng, lui, Bạch Tiền Bối nhu nhu thanh âm kêu lên. Đến liệt Tống Thư Hàng ứng một. Mũi khoan lui về phía sau. Ngay sau đó, Thất Tu Thánh Quân nguyên thần liền bị nhét vào cái kia mở rộng kiếp tiên hư không tiếp điểm. Kiếp tiên tiết điểm, Thất Tu Thánh Quân sững sờ, hắn cửu tu Phượng Hoàng đao truyền thừa bên trong đối kiếp tiên hư không tiết điểm có tương ứng ghi chép. Tại ta hôn mê trong lúc đó, Bạch đạo hữu cùng Tống tiểu hữu cứ nhiên đem kiếp tiên hư không tiết điểm đều mân mê đi ra rồi. Bạch đạo hữu cộng Tống tiểu hữu tổ hợp gây sự năng lực, chỉ sợ tại chư thiên vạn giới đều có thể sắp xếp lên danh hào đi. Khó trách, Bạch đạo hữu lần này xuất quan, sẽ gặp phải Tống Thư Hàng tiểu hữu. Có lẽ là Bạch đạo hữu trong cõi u minh may mắn, đang hấp dẫn Tống Thư Hàng tiểu hữu. Đang lúc Thất Thu Thánh Quân suy tư thời khắc, nguyên thần của hắn đã bị kiếp tiên hư không tiết điểm hút lại, bị kéo dài xoa thành một đầu diện dạng nhánh, sau đó bị hút chạy tới kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong, cũng lưu lại một chuỗi tiếng kêu, Sau lưng, bất hủ hình thức Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, xòe bàn tay ra tại bản thân nguyên thần ngụy bất hủ thân thể bên trên chia ra một khối nhỏ. Đây là thuộc về nguyên thần móng tay. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, khối này nguyên thần móng tay bị chuyển hóa, ngưng tụ làm một cây nho nhỏ bá thần trụ nguyên thần trụ. Móng tay trụ. Ngưng tụ sau khi thành công, Tống Thư Hàng tiện tay đem căn này nguyên thần trụ ném vào đến Thất Tu Thánh Quân kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi. Hắn đây là lo lắng vạn nhất Thất Tu Tiền Bối vô thần không cách nào ký thác hư không, sau đó bị vây ở tiết điểm bên trong ra không được, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Mà có hắn căn này nguyên thần trụ, móng tay trụ vì tọa độ về sau, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, hắn cùng Bạch Tiền Bối còn có thể đồng tâm hiệp lực, lần nữa đem Thất Tu Thánh Quân sở tại kiếp tiên hư không tiết điểm oanh mở, đem Thất Tu Tiền Bối lại vớt đi ra. Cuồng Đao Tam Lãng nói đúng. Chân chính tìm đường chết người kỳ thật đều có một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Không có một khỏa tinh tế tỉ mỉ nội tâm tìm đường chết tuyển thủ, đều đã trải qua thật sự ngỏm củ tỏi. Tống Thư Hàng có đôi khi, nội tâm liền đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Đợi Thất Tu Thánh Quân nguyên thần cùng nguyên thần trụ, móng tay trụ cùng một chỗ toàn bộ dung nhập vào kiếp tiên tiết điểm về sau, Tống Thư Hàng thu hồi bản thân chống đỡ kiếp tiên tiết điểm bất hủ sương mù. Sau đó,
hắn đối kiếp tiên tiết điểm liền quét hơn 10 phát dưỡng đao thuật. Kiếp tiên tiết điểm có chút dừng lại về sau, Mỹ từ từ đóng kín. Làm không tệ, Thư Hàng. Sau lưng, Ấu Bạch cố gắng bày ra vẻ người lớn tung hoành tư thái khích lệ nói. Tạ ơn Bạch tiền bối khích lệ, Tống Thư Hàng phối hợp trả lời, luôn cảm giác dạng này trêu chọc Ấu Bạch chơi rất vui. Cần nghỉ ngơi sao? Ấu Bạch đuôi ngựa nhảy lên tiếng hỏi. Hoàn toàn không cần, ta cảm giác ta hiện tại trạng thái tốt không được. Tống Mũi Khoan trong hư không dạo qua một vòng trả lời. Tiên tử, anh. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải Tống Thư Hàng cái kia không hiểu thấu thống khổ sức miễn dịch đến cùng là nguyên lý gì, nàng đều sắp chuyển tới phun, Tống Thư Hàng lại một chút việc đều không có. Vậy chúng ta tiếp tục, Ấu Bạch duỗi ra ngón tay nói, tranh thủ hôm nay liền đem đại gia toàn bộ đưa vào đến kiếp tiên tiết điểm bên trong đi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Tống Mũi Khoan trả lời. Đang khi nói chuyện, hắn tâm thần hơi chấn động một chút. Ngoại trừ bá tống đầu sắt sọ não bên ngoài, lại một cái kiếp tiên tiết điểm ẩn ẩn cùng hắn sinh ra liên hệ, chính là vừa rồi thất tu tiền bối kiếp tiên tiết điểm. Thất tu tiền bối nguyên thần khi tiến vào kiếp tiên tiết điểm về sau, cũng rất tu nhanh vào đến dung hợp trạng thái, cũng không có cảm giác bài xích. Cửu tu phượng hoàng đao truyền thừa, là thiên đạo cẩu đản cha một tay sáng lập, huyền diệu vô cùng. Xem ra, Tống Thư Hàng không cần vì thất tu tiền bối lo lắng. Tống Thư Hàng thu hồi tâm thần cảm ứng, chung chuẩn bị sẵn sàng, cùng Bạch tiền bối phối hợp, bắt đầu mới khoan hành động. Đồng thời, một cái to gan ý nghĩ đột nhiên nhảy lên trong lòng hắn. Đầu của hắn, nguyên thần móng tay, có thể tách ra tổn chữ. Trong này, tựa hồ có càng lớn tao thao tác không gian. Tìm đường chết người đều có được một khỏa tinh tế tỉ mỉ nội tâm, bởi vì nội tâm không đủ tinh tế tỉ mỉ lời nói. Liền không thể phát hiện rất nhiều người khác không cách nào phát hiện tìm đường chết điểm. Tại người bình thường cũng có thể nghĩ ra được điểm đi lên tìm đường chết, căn bản không tính là gì bản sự. Tại tất cả mọi người không ngờ trước được điểm bên trên tú một thanh, đây mới thật sự là cao thủ. Ấu Bạch cùng Tống Thư Hàng tiếp tục đồng tâm hiệp lực, đổi cái tọa độ về sau, lần nữa bắt đầu ở kiếp tiên hư không bên trong khoan. Mới tọa độ đổi vị trí không xa. Tống Thư Hàng cùng Ấu Bạch nghĩ đến cùng một chỗ đi, bọn hắn chuẩn bị đem Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên đều nhét vào cùng một mảnh khu vực. Một đám người nguyên thần đương nhiên cũng phải ký thác đến một khối khu vực, mới có thể ra vẻ mình hợp quần. Tại Tống Thư Hàng cố gắng công tác thời điểm, Tống ổ chó bên trong, Linh Điệp Huyền Thánh cũng chậm rãi tỉnh lại. Linh Điệp tiền bối cùng thất tu thánh quân thực lực của hai người không kém bao nhiêu, tỉnh lại thời gian cũng 10 phần tiếp cận. Sau khi tỉnh lại, Linh Điệp Huyền Thánh khuếch tán chính mình thần thức, sau đó liền phát hiện Ấu Bạch chính bóp lấy kiếm quyết, mà Tống Thư Hàng tiểu hữu thì hóa thành mũi khoan, trong hư không điên cuồng xoay tròn lấy. Đây là tại náo cái gì đâu? Trừng phạt trò chơi. Xem ra, chúng ta đã trải qua thuận lợi đến kiếp tiên hư không? Bạch đạo hữu, Thư Hàng lại phạm vào cái gì sai sao? Dạng này xoay tròn cường độ sẽ có hay không có điểm quá mạnh rồi? Nếu như hắn phạm vào cái gì sai? Linh Điệp Thánh Quân có chút dừng lại lúc, trêu ghẹo nói, Bạch đạo hữu không cần cho ta mặt mũi, một mực dùng sức xoay tròn. Linh Điệp tiền bối người dạng này sẽ mất đi vãn bối. Tống Thư Hàng truyền âm trả lời. Ấu Bạch xoay đầu lại, giải thích nói, ta cùng Thư Hàng ngay tại vì Linh Điệp đạo hữu chui một cái kiếp tiên tiết điểm ra, một hồi liền đem Linh Điệp đạo hữu ngươi vùi vào đi. Linh Điệp Huyền Thánh. Mở ra kiếp tiên tiết điểm cũng đem nguyên thần của mình ký thác đi vào. Rõ ràng là một kiện rất vui vẻ sự tình, vì cái gì bị Bạch Thánh hình dung bắt đầu, liền cảm giác phải chết hạ táng đồng dạng. Vất vả Thư Hàng tiểu hữu, Linh Điệp Huyền Thánh có chút dừng lại, lên tiếng nói. Trên thực tế trừ yêu châm châm so đo bên ngoài, Linh Điệp tiền bối tại cái khác phương diện đều là một cái hoàn mỹ nam nhân, đẹp trai, có tiền, có khí chất, thực lực cao cường, có xinh đẹp đạo lữ cùng xinh đẹp nữ nhi, sự nghiệp tình yêu song bội thu. Linh Điệp tiền bối ngươi như thế chứng trạc đàng hoàng cảm tạ ta ngược lại lão. Tống Thư Hàng một bên xoay tròn lấy, một bên trả lời. Cùng Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối thân quen về sau, hắn họa phong bị bóp méo, chứng trạc đàng hoàng cảm tạ cũng rất ít phát sinh. Linh Điệp tiền bối mỉm cười, nhắm mắt suy tư. Một lát sau, Linh Điệp tiền bối đột nhiên hỏi, Thư Hàng tiểu hữu, Vũ Nhu Tử trước mấy ngày một mực cùng với ngươi sao? Không có sự tình, Vũ Nhu Tử không phải một mực ở tại Linh Điệp đảo sao?
Tống Thư Hàng cơ trí trả lời. Lưu tại Linh Điệp đảo cũng không phải Vũ Nhu Tử. Linh Điệp tiền bối từ từ mở mắt, nói, nàng một quyền liền đem ta đánh thành trọng thương, để ta hôn mê đến nay. Liền xem như hiện tại, nhục thể của ta vẫn còn hôn mê giai đoạn. Tống Thư Hàng. Thiên đế ngươi quá phận đát. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng nội tâm kêu gọi âm thanh. Ninh ngươi hồ bằng cầu hữu thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một giọt năng lượng, phụ lời, Tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đát. Tống Thư Hàng. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có loại mình bị thiên đế bao nuôi ảo giác. Mặt khác, hắn mẫn duệ cảm giác ra thiên đế lần này truyền tới năng lượng, cùng dĩ vãng có rất lớn khác nhau. Giọt này năng lượng càng thêm tinh khiết, đã trải qua triệt để không có viễn cổ thiên đình chi đạo hương vị, nhưng là ở giữa lại thêm quen thuộc Vũ Nhu Tử hương vị. Linh Điệp thiền bối ngài sai, tiếp thu được thiên đế một giọt năng lượng về sau, Tống Thư Hàng ở trong lòng chuẩn bị xong một phần lời kịch nói, kỳ thật đó cũng là con gái của ngươi Vũ Nhu Tử không sai, ngươi có thể đem nàng coi là Vũ Nhu Tử đặc thù phân thân. Cuối cùng cũng có một ngày, khi nàng thuộc tính đặc biệt rút đi về sau, ngươi liền có thể thu hoạch một cái Vũ Nhu Tử số 2, không đúng là số 3. Số 2 Vũ Nhu Tử là da đen. Thiên đế bây giờ đã bỏ đi viễn cổ thiên đình chi đạo, buông xuống quá khứ. Cái kia tương lai, một ngày nào đó nàng muốn lần nữa khôi phục nhục thân, sẽ không một mực chiếm cứ lấy Vũ Nhu Tử linh quỷ. Quả nhiên là thiên đế sao? Linh Điệp Thánh Quân thông qua Tống Thư Hàng ngữ, xác định chính mình suy đoán. Hiện tại Linh Điệp Thánh Quân nội tâm phi thường xoắn xuýt, hắn không biết mình muốn thế nào đối mặt thiên đế Vũ Nhu Tử. Linh Điệp tiền bối không cần phiền não rồi, quá khứ phiền não liền đem nó vứt bỏ, tương lai phiền não liền để cho tương lai giải quyết. Chúng ta bây giờ phải đối mặt là hiện tại, tới, kiếp tiên hư không tiết điểm đã trải qua mở ra, không cần lãng phí cơ hội. Tống Thư Hàng trong miệng nói phóng khoáng lời kịch. Cùng lần trước đồng dạng, hắn dùng dưỡng đao thuật cùng Ngụy Bất Hủ chống lên kiếp tiên hư không tiết điểm. Mau đi đi, Linh Điệp đạo hữu. Ấu Bạch nhẹ nhàng tại Linh Điệp huyền thánh trên thân đập một cái, Linh Điệp tiền bối liền siêu một chút, chui vào đến Tống Thư Hàng chui đằng trước kiếp tiên tiết điểm bên trong. Liền xem như lại soái khí tiền bối, đối mặt kiếp tiên hư không tiết điểm lúc, đều như thế sẽ bị kéo dài thành mảnh mì sợi, lại bị kiếp tiên hư không tiết điểm hút trượt một chút hút đi vào. Mà lại vô luận là cao thấp mập ốm, tại kiếp tiên tiết điểm chuyển hóa bên dưới, đều sẽ bị áp xúc kéo dài thành cùng một kích thước mảnh mì sợi. Kiếp tiên tiết điểm trước, người người bình đẳng. Chuẩn bị đem chính mình cắt nát bá tống ngoại trừ. Thư Hàng, chuẩn bị rút lui. Ấu Bạch nhắc nhở. Được. Tống Thư Hàng đưa tay lần nữa tế ra một cây nguyên thần trụ. Móng tay trụ, đưa nó nhét vào Linh Điệp Thánh Quân chỗ kiếp tiên tiết điểm bên trong, cũng tại một chuỗi dưỡng đao thuật về sau, nhẹ nhàng rút lui. Kiếp tiên tiết điểm bên trong. Linh Điệp huyền thánh nguyên thần núp ở cái này một cái điểm nhỏ bên trong, hóa thành một cái chỉ có điểm và đường trạng thái. Tống Thư Hàng nguyên thần trụ, thì hóa thành khác một đoạn tuyến đi theo Linh Điệp huyền thánh đằng sau, yên lặng chú ý Linh Điệp tiền bối trạng thái. Tại nguyên thần trụ quan sát bên trong, Linh Điệp huyền thánh nguyên thần đồng dạng bắt đầu cùng toàn bộ kiếp tiên hư không tiết điểm dung hợp, tiến vào ký thác nguyên thần giai đoạn. Nhưng là cùng thất tu tiền bối khác biệt, Linh Điệp huyền thánh nguyên thần bên trên, tựa hồ còn kèm theo lấy những vật khác. Là trước kia chúc phúc, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Linh Điệp huyền thánh nguyên thần bên trên, tựa hồ có Vũ Nhu Tử mụ mụ lưu lại chúc phúc. Mượn kiếp tiên tiết điểm không gian trạng thái đặc thù. Tống Thư Hàng nguyên thần trụ lặng lẽ chú ý cái kia đạo chúc phúc. Sau đó, có một cái hình tượng truyền lại trở lại Tống Thư Hàng trong ý thức. Hắn nhìn thấy một vị tóc dài như tơ lụa rủ xuống thần nữ, ôn nhu lơ lửng ở Linh Điệp huyền thánh sau lưng, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn. Theo tích thấy được nàng bộ dáng cùng Vũ Nhu Tử giống nhau đến mấy phần, Vũ Nhu Tử cái kia mang tính tiêu chí chân dài hẳn là di truyền từ nàng mẫu thân. Bất quá! Tống Thư Hàng tiềm thức luôn cảm giác vị này thần nữ trạng thái tựa hồ có chút đặc thù. Bởi vì hắn tiếp xúc qua cùng loại tồn tại. Tỷ như, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen Vũ Nhu Tử, thậm chí là hắn linh quỷ tiên tử. Đầu tiên bài trừ cùng loại công đức xà mỹ nhân cùng da đen Vũ Nhu Tử loại tồn tại này phương thức, chỉ ít các nàng hiện tại trạng thái là không thể nào mang thai sinh hạ hài tử. Mà Vũ Nhu Tử mụ mụ là chân chính thông qua mang thai phương thức sinh ra Vũ Nhu Tử, mặc dù mang thai thời gian tựa hồ rất dài.
cái kia chẳng lẽ là cùng loại tạo hóa tiên tử tồn tại phương thức, hoặc là tính chất đặc thù linh quỷ. Linh quỷ trên nguyên tắc là sẽ không sinh con, nhưng không bài trừ giống trình cầu đản như thế đặc thù thể. Tống Thư Hàng trong đầu tổng kết quy nạp một chút. Đặc thù sẽ xảy ra hài tử linh quỷ, lại cùng Vũ Nhu tử dáng dấp rất tương tự, có tượng trưng đôi chân dài, thực lực lại viễn siêu linh điệp huyền thánh, thần thần bí bí một mực không có hiện thân, thậm chí trước kia một mực chưa có trở về qua linh điệp đảo. Mấy cái này điều kiện một thêm, Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiển hiện một cái phi thường hoang đường suy đoán. Bạch tiền bối, lại nói người gặp qua Vũ Nhu tử mụ mụ sao? Tống Thư Hàng hỏi. Mụ mụ mụ, Ấu Bạch nghiêng đầu, đuôi ngựa trên dưới nhảy lên. A, phải chết, phải chết. Thể nội công đức xà mỹ nhân hai tay dâng gương mặt, dùng Tống Thư Hàng thanh âm truyền lại tâm tình của mình lúc này. Quay xuống, chúng ta đem hình tượng này quay xuống. Đến lúc đó bán cho Cửu Châu nhất hào quần tiên tử tiền bối nhóm. Tống Thư Hàng nội tâm lặng lẽ đối công đức xà mỹ nhân truyền âm nói. Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiên tử tiền bối nhóm khẳng định nguyện ý giao linh thạch mua màn này. Đúng rồi, đến lúc đó cũng không thể rơi xuống Hoàng Sơn Ma Ma, Hoàng Sơn Ma Ma nói không chừng cũng sẽ rất vừa ý màn này, dù sao hắn cũng có một viên ma ma tâm thái. Lúc này, Ấu Bạch lại vẻ người lớn tung hoành nói ra, bất quá, ta cũng không có gặp qua Vũ Nhu tử mụ mụ. Ta lần trước khi bế quan, linh điệp đạo hữu vẫn là cái thất phẩm độc thân tôn giả. Lần này vừa xuất quan, mới biết được nữ nhi của hắn Vũ Nhu tử đều đã trưởng thành xinh đẹp tiểu cô nương. Bế quan rất tốt, chính là có thời gian sẽ dễ dàng bỏ lỡ một chút chuyện thú vị. Cho nên ta cảm thấy giống ta dạng này bế quan tầm vài ngày liền rất tốt. Tống mũi khoan có chút chỉ vào mũi khoan đầu nhọn, nói. Ấu Bạch nghi ngờ nói, người đây không phải là đang ngủ sao? Công đức xà mỹ nhân trong miệng đúng lúc đó phát ra trình lâm lời kịch, đáp ứng ta, xin đừng cho bế quan cái từ này bôi đen được không? Tống Thư Hàng. Nguyên lai người đó chính là đang bế quan rồi. Ấu Bạch tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống mũi khoan, an ủi, đừng thất lạc, Thư Hàng. Người đã trải qua rất cố gắng, người chỉ là không có bế quan thiên phú mà thôi. Tống Thư Hàng bi thương cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi thăm Vũ Nhu tử mụ mụ vấn đề? Ấu Bạch có chút hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng đem vừa rồi chính mình thông qua nguyên thần trụ, tại kiếp tiên hư không tiết điểm nhìn thấy linh điệp tiền bối sau lưng thần nữ bộ dáng Vũ Nhu tử mụ mụ sự tích, hướng Bạch tiền bối miêu tả một lần. Mà lại theo hắn biết, Vũ Nhu tử mụ mụ mang thai sinh hạ Vũ Nhu tử thời điểm, một mang chính là 7-8 cái na cha lâu. Thất phẩm tôn giả sinh dục khó khăn xác thực sẽ thay đổi khó khăn, nhưng cũng sẽ không để mang thai chu kỳ kéo dài đến gần 30 năm lâu, cho nên. Vũ Nhu tử mụ mụ chủng tộc hẳn là rất đặc thù. Tựa hồ rất có ý tứ. Loại kia quay đầu, chúng ta hỏi một chút linh điệp đạo hữu. Ta đều đối với hắn đạo lữ đều sinh ra tò mò. Ấu Bạch xoa cằm nói. Linh điệp tiền bối đem hắn đạo lữ giấu tốt như vậy. Cũng không biết có bỏ được hay không đem đạo lữ giới thiệu cho chúng ta. Tống Thư Hàng đạo, nói, hắn thuận tay điểm mở tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong hồ bằng cầu hữu thiên đế tiên tử, hỏi ngươi sự kiện. Không có ý tứ, Tống tiền bối, ta đã không phải là thiên đế đát thiên đế vui sướng trả lời truyền vị thành công, một cái khác họ Tống gia hỏa không có tới quấy rầy kế hoạch của nàng, cái này khiến nàng thể xác tinh thần vui vẻ. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút. Về giúp nói, cái kia, đã không phải là thiên đế tiên tử. Thiên đế tiên tử. Tống tiền bối người thật đúng là lấy tên quỷ tài. Có chuyện gì không, thiên đế tiên tử đối Tống Thư Hàng lấy tên thiên phú tuyệt vọng, trực tiếp tránh đi đề tài này, chuyển tới đề tài chính. Ta có thể hỏi một chút, người đang chiếu cố thụ thương linh điệp tiền bối lúc, có hay không yêu hắn? Tống Thư Hàng thử dò xét nói. Phim truyền hình cùng trong phim ảnh đều là như thế đập nha. Anh hùng trọng thương, mỹ nhân chiếu cố anh hùng, chiếu cố trong lúc đó, không khỏi ngầm sinh tình cảm. Thiên đế tiên tử. Nàng tại kết nối Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm tin tức thời điểm, trong đầu liền muốn rất nhiều Tống Thư Hàng có thể sẽ hỏi nàng vấn đề tỉ như liên quan tới viễn cổ thiên đình sự tình hoặc bí mật loại hình, lại tỉ như nàng lúc nào đem Vũ Nhu tử linh quỷ trả lại loại hình vấn đề, đồng thời trong lòng nàng cũng dự bị một chút hồi phục đáp án. Nhưng mà, coi như tại đầu của nàng bên trên mở động, cũng không nghĩ tới Tống Thư Hàng sẽ hỏi nàng vấn đề này. Tống tiền bối,
Người có tin ta hay không hiện tại liền đến người bản thể nơi đó đi, gõ mở ngươi sọ não, nhìn xem ngươi sọ não bên trong là không phải nước vào rồi. Thiên đế tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thư Hàng trầm mặc chỉ chốc lát, quả quyết xin lỗi, thật có lỗi, đã không phải là thiên đế tiên tử. Có thể là bởi vì sọ não của ta bây giờ bị khí thác đi ra nguyên nhân, cho nên ta hiện tại có chút suy nghĩ không có trải qua đầu óc. Quấy dày, gặp lại. Tống Thư Hàng phát hiện, tại đem đầu ký thác đến kiếp tiên hư không thiết điểm về sau, mặc dù nguyên thần thân thể cùng đầu liên hệ vẫn tồn tại như cũ, nhưng một chút suy nghĩ truyền lại cho đầu lúc, tựa hồ sẽ phát sinh một chút trì hoãn tình trạng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn coi như trong lòng có chỗ nghi hoặc, cũng đoạn không có khả năng trực tiếp không còn che giấu đi hỏi thăm thiên đế tiên tử vấn đề này. Thiên đế tiên tử, cái này chư thiên vạn giới cũng chỉ có Tống Thư Hàng có thể sảng khoái như vậy thừa nhận mình bây giờ tạm thời không có đầu óc loại chuyện này, mà lại là vật lý trên ý nghĩa không có đầu óc. Thở thật dài một cái về sau, thiên đế tiên tử lại cho Tống Thư Hàng hồi phục cái tin, Tống tiền bối, không có việc gì liền hảo hảo tu luyện, đừng suốt ngày nghĩ đến những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Ta còn đang chờ ngươi tấn thăng cửu phẩm, nguyên thần ký thác hư không, lại hợp tác với ngươi một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Tống Thư Hàng hỏi, mặc kệ thiên đế tiên tử muốn làm cái gì, hắn phải có điểm phòng bị mới được. Việc này, chờ Tống tiền bối ngươi đem nguyên thần ký thác đến kiếp tiên hư không sau rồi nói sau. Thiên đế tiên tử trả lời. Tốt a, vậy ta ngày mai liên hệ ngươi. Tống Thư Hàng trả lời. Thiên đế tiên tử. Ngày mai liên hệ ta. Đừng nói cho ta, Tống tiền bối hiện tại đã trải qua đang nghiên cứu làm sao đem nguyên thần ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi. Nàng biết Tống Thư Hàng bởi vì mộng giới kỳ ngộ, cùng Bạch Thánh một đám, tạm thời đem nguyên thần đưa vào đến kiếp tiên hư không bên trong. Trước mấy ngày, Tống Thư Hàng nhập mộng bạch bào kim quái lúc, nhắc qua muốn tại kiếp tiên hư không lập nhà sự tình. Nhưng tiến vào kiếp tiên hư không cùng đem nguyên thần ký thác đến kiếp tiên tiết điểm có thể là hai khái niệm. Kiếp tiên hư không tiết điểm, không có đạt tới thuộc khóa này kiếp tiên tiêu chuẩn, là không thể nào mở ra. Cũng không khả năng mở ra a. Thiên đế tiên tử nội tâm có chút không xác định. Bất quá, nếu là Tống Thư Hàng thật đem nguyên thần ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi, cái kia nàng liền phải sớm làm chút chuẩn bị, mà không phải tiếp tục thảnh thơi tại thần bí đảo uống trà. Thiên đế tiên tử kết thúc cùng Tống Thư Hàng trò chuyện, mở to mắt đứng lên, ta phải đi, Kim Long đạo hữu, kim quái. Ngươi sau đó phải làm gì? Bạch Long tỉ tỉ quét thiên đế một chút. Không nghĩ tới Kim Long đạo hữu sẽ đối ta cảm thấy hứng thú đát. Thiên đế tiên tử ngượng ngập nói. Bạch Long tỉ tỉ. Tiếp xuống, ta được tìm một chỗ an tĩnh, sau đó lựa chọn một cái thê mỹ kiểu chết. Thiên đế tiên tử tay trái nhẹ nhàng đặt tại chính mình tim, nói. Ta muốn ở trong tay của hắn, kết thúc chính mình cái này bi ai cả đời, dùng nhất thê mỹ phương thức chết trong ngực hắn, để hắn một mặt mộng bức thêm hoài nghi nhân sinh. Bạch Long tỉ tỉ, ngươi muốn tìm chết. Đúng, không sai, thiên đế vui sướng nói, không chỉ có là muốn tìm chết, hơn nữa còn muốn chết oanh oanh liệt liệt. Thiên đế cái này cấp bậc đại lão nói oanh oanh liệt liệt, sẽ không là muốn nổ rớt một cái tinh cầu a. Chết có nhẹ tựa lông hồng. Cũng có nặng như Thái Sơn. Mà giống thiên đế loại này trường sinh giả cao cấp nhất cấp đại lão, tử vong lúc không nổ mấy vì sao chôn cùng tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Nói không chừng ít nhất phải nổ cái hằng tinh hệ, mới đủ náo nhiệt. Phảng phất là đoán được Bạch Long tỉ tỉ nội tâm ý nghĩ, thiên đế tiên tử khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, Kim Long đạo hữu. Ta cũng không phải là một cái thích phá hư người, liền xem như oanh oanh liệt liệt chết, ta cũng sẽ không nổ mấy vì sao. Bạch Long tỉ tỉ. Nàng duỗi ra móng vuốt nhỏ cố gắng trong hư không gãi gãi, Bạch Long tỉ tỉ muốn bắt khuôn mặt của mình, nhìn xem chính mình có phải hay không bị Tống Thư Hàng lây bệnh bộ mặt phụ đề mau bệnh. Gần nhất luôn cảm giác mình tâm tư, rất dễ dàng bị người đoán được khẳng định là A Thập Lục cô nàng này cùng Tống Thư Hàng ngốc lâu, dẫn đến nàng bị gián tiếp truyền nhiễm. Có lẽ ta được vì chính mình chế tác một khối mặt rồng mặt nạ. Bạch bào kim quái sửng sốt nửa ngày về sau. Đột nhiên hỏi, không phải nói đùa, là thật muốn chết. Đương nhiên, nếu như không chết lên một lần, ta là vĩnh viễn không cách nào đạt được chân chính tự do. Thiên đế tiên tử nói, coi như ta đem viễn cổ thiên đình chi đạo truyền cho ngươi, cũng còn chưa đủ. Cho nên, ta nhất định phải chân chính chết một lần.
Tốt nhất là có thể làm được đến gần vô hạn tại thần hình câu diệt trình độ, triệt để chặt đứt nhân quả mới được. Đến gần vô hạn thần hình câu diệt, nhưng lại không thể thật thần hình câu diệt, cái này độ cũng không dễ dàng nắm chắc. Bạch bào kim quái. Như vậy, lần sau gặp lại lúc, nếu như ta đã trải qua chết hẳn, mời các ngươi nhớ kỹ tại ta đế mộ bên trên, vì ta thả một nhánh hoa tươi. Thiên đế tiên tử tiêu sái khoát tay. Dù là quyết định muốn đối mặt tử vong kết quả, nàng mặt cũng không đổi sắc. Yên tâm đi, hàng năm ngày giỗ của ngươi, ta không bao giờ quên. Bạch Long tỉ tỉ bàn thành một đoàn, cố gắng băng lấy chính mình mặt rồng, không cho biểu lộ tin tức tiết ra ngoài. Thiên đế tiên tử tự tin cười một tiếng, Kim Long đạo hữu, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Ta ngày giỗ, mới sẽ không là mỗi năm, mà là một năm 365 ngày, hàng ngày là ngày giỗ đúng không? Bạch Long tỉ tỉ đoạt đáp. Thiên đế tiên tử. Nàng có thể xác định cũng 10 phần khẳng định, Kim Long thủy tổ gần nhất thật học xấu. Không chỉ có não mạch kín đả kết, hơn nữa còn sẽ đoạt người khác lời kịch, để người khác không có lời kịch có thể giảng. Tóm lại, để chúng ta còn sống gặp lại, cũng thay ta cùng vị này Tô thị đạo hữu tạm biệt, ta chờ mong lần sau cùng nàng gặp mặt, hảo hảo uống một chén. Thiên đế tiên tử đá một cái bay ra ngoài không gian chi môn, thân hình chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tô thị đạo hữu, bạch bào kim quái nghi hoặc nhìn về phía Tô thị A thập lục. Nơi này Tô thị chỉ có tiểu cô nương này đi. Vị này Tô thị A thập lục tiểu tiên tử trên thân mặc dù treo bát phẩm Tô Sơn Huyền Thánh Thánh Hào, nhưng nàng chân thực cảnh giới xác định chỉ có ngũ phẩm không thể nghi ngờ. Ngũ phẩm tiểu tiên tử, thiên đế lại xưng nàng là đạo hữu. Bạch bào kim quái nghi hoặc không có ẩn tàng, Bạch Long tỷ tỷ lập tức liền nghe ra hắn lời nói bên trong nghi hoặc. Nhà ngươi Thái Thượng Hoàng Thiên Đế đã từng còn gọi một cái chỉ có 4-5 phẩm tiểu tu sĩ tiền bối đâu, thậm chí còn gọi một vị bát phẩm tu sĩ ba, gọi một vị ngũ phẩm tu sĩ đạo hữu lại có cái gì kỳ quái. Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt. Bất quá. Hai lần. Thiên Đế trước sau hai lần, xưng hô Tô thị A thập lục vì Tô thị đạo hữu. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi cuộn tại A thập lục trên thân, cau mày. Hẳn là A thập lục trên thân, phát sinh liền nàng cũng không có chú ý tới biến hóa sao. Tống Thư Hàng bị thiên đế xưng là tống tiền bối, thứ nhất là có vũ nhu tử ảnh hưởng, thứ hai là thiên đế gọi đùa thành phần chiếm đa số. Linh Điệp Huyền Thánh lần kia cũng là ngoại lệ. A thập lục bị thiên đế xưng là đạo hữu, rất có thể là thực lực phương diện đạt được thiên đế thừa nhận. Bạch Long tỉ tỉ hơi suy nghĩ một chút về sau, thân hình của nàng dung nhập vào Tô thị A thập lục thể nội. Bắt đầu một tấc kiểm tra. Một bên khác, Tống Thư Hàng tại xác định mình bây giờ bởi vì cùng đầu ở giữa tin tức có trì hoãn về sau, càng cẩn thận e dè hơn bắt đầu, miễn cho chính mình đột nhiên liền tác cái đại tử. Tiếp xuống đến phiên vân tước tử tiên tử đi, Tống mũi khoan truyền âm nói. Ấu Bạch nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật ta cảm giác, vân tước tử đạo hữu có lẽ không cần đến chúng ta hỗ trợ. Bất quá. Vẫn là cho nàng chui một cái kiếp tiên tiết điểm ra đi. Vậy ta chuẩn bị xong, bạch tiền bối, sử dụng ta đi. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói thế gian rất nhiều cực khổ, liền từ hắn bá tống một mình gánh chịu đi. Ấu Bạch hơi suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu nói, lần này không cần ngươi đến chui cái này kiếp tiên tiết điểm, vân thức tử đạo hữu tương đối đặc thù, chúng ta trực tiếp dùng chính nàng nguyên thần đến chui kiếp tiên hư không. Kể từ đó, chui ra ngoài kiếp tiên tiết điểm sẽ cùng nguyên thần của nàng càng thêm xứng đôi. Ngươi chỉ cần ở một bên hiệp trợ, đến lúc đó củng cố hạ kiếp tiên hư không tiết điểm là đủ. Bạch tiền bối lựa chọn, thường thường đều là hành tẩu tại có lợi đại đạo bên trên. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bất hủ mũi khoan hình thức tản ra, hóa thành một đoàn sương mù. Sau đó, hắn ý tưởng đột phát nói, bạch tiền bối. Ngươi nói chúng ta dùng vân tước tử tiên tử nguyên thần chui kiếp tiên hư không tiết điểm, có thể hay không đem nho gia thánh nhân kiếp tiên tiết điểm cho chui ra ngoài. Nho gia thánh nhân tại khi còn sống, vì vân tước tử bày ra tầng tầng lớp lớp chuẩn bị ở sau, luôn cảm giác thánh nhân tựa như là cái ba đồng dạng, cố gắng đem nữ nhi tương lai hết thảy đều làm nền hoàn thành. Nói không chừng liền kiếp tiên hư không bên trong, cũng có nho gia thánh nhân bố trí chuẩn bị ở sau, vân tước tử tiên tử nguyên thần vừa chui. Liền đem nho ra thánh nhân nguyên thần thiết điểm cho mở ra. Ấu Bạch đuôi ngựa nhảy lên, nói, nho ra thánh nhân mặc dù thần thần bí bí, nhưng năm đó hắn nhưng là thần hình câu diệt, cho nên tại kiếp tiên hư không bên trong,
như thế nào lại có hắn nguyên thần ký thác? Thần hình câu diệt, liền đại biểu cho Nho Gia thánh nhân ký thác tại kiếp tiên hư không bên trong nguyên thần, cũng sớm đã bị thể lỏng quả cầu kim loại cho chém ngược hư không, cái gì cũng không có lưu lại. Âu Bạch nói, đưa tay tại vân tước tử tiên tử trên thân nhẹ nhàng nhấn một cái, in dấu xuống duy nhất một lần phi kiếm đặc thù phù văn, đưa nàng nguyên thần chế tác thành duy nhất một lần vân tước tử phi kiếm số 001. Cùng Tống Thư Hàng xoắn ốc thức đột tiến phi kiếm loại hình khác biệt, Ấu Bạch trên người vân tước tử in dấu xuống chỉ là nguyên thủy nhất phá phòng tối bản phi kiếm lạc ấn. Ấu Bạch đưa tay, bấm một cái kiếm quyết. Tống Thư Hàng tại bên cạnh phối âm nói, quyết định chính là ngươi, vân tước tử tiên tử. Siêu! Vân tước tử tiên tử nguyên thần như kiếm, hướng phía hư không đâm vào. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng nguyên thần cũng đồng bộ bị bắn ra đi, theo sát tại vân tước tử nguyên thần sau lưng. Dù sao một hồi, hư không tiết điểm mở ra lúc, còn cần Tống Thư Hàng lực lượng đến củng cố tiết điểm. Quyết định chính là ngươi, bá Tống Hào. Công đức xà Mỹ nhân đem Tống Thư Hàng vừa rồi lời kịch sửa lại cái tên, lớn tiếng nói ra. Nhân quả báo ứng, tới là nhanh như vậy. Đánh mặt đừng nói là không cách đêm, quả thực là không cách giây. Đâm. Tại hối hả phi hành một khoảng cách về sau, vân tước tử tiên tử nguyên thần phi kiếm tại kiếp tiên hư không bên trong vẽ một vòng tròn, lại một đầu quấn tới thất tu, linh điệp cùng ngũ kiếm quân chủ hư không tiết điểm bên cạnh, nhẹ nhàng linh hoạt đâm ra một cái tiết điểm. Toàn bộ quá trình là như thế hời hợt, tiên khí 10 phần. Tống, đột phá chân trời mũi khoan, Thư Hàng nhìn thấy một màn này, nội tâm thật lâu không cách nào cân bằng. Hắn hóa thân thành mũi khoan. Tại kiếp thiên hư không lại là chui, lại là vẩy dưỡng đao thuật, lại là phóng thích ngụy bất hủ chi lực, thật vất vả mới giày vò ra một cái kiếp tiên tiết điểm ra. Nhưng nhìn vân tước tử tiên tử, nàng biến thành duy nhất một lần vân tước tử phi kiếm số 001 tựa như là chân chính kiếm tiên đang xuất thủ, xoáy khí vạch vòng, sau đó nhẹ nhàng như vậy một đâm, liền tại kiếp thiên hư không bên trong mở ra một cái tiết điểm tới. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Thư Hàng, đừng lo lắng, Ấu Bạch thanh âm thanh thúy kia tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng vội vàng đi theo, đưa tay phóng thích chính mình ngụy bất hủ xương mù lực lượng, chống tại vân tước tử tiên tử đâm ra hư không tiết điểm chỗ, cực nhanh củng cố tiết điểm. Sau một khắc, vân tước tử tiên tử nguyên thần cũng cùng thất tu, linh điệp tiền bối đồng dạng, bị hút vào đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong. Tống Thư Hàng lần nữa đưa tay tại nguyên thần của mình lên bóp tiếp theo điểm nhỏ. Để nó hóa thành nguyên thần trụ, đưa nó chứa vào đến vân tước tử kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi. Mặc dù vân tước tử tiên tử không sợ tử vong, dù cho bị kiếp tiên hư không tiết điểm vây khốn, chờ tự nhiên sau khi chết, nàng liền có thể thông qua bất hủ chi cốt triệt để phục sinh. Nhưng tử vong chung quy không phải chuyện gì tốt, cho nên Tống Thư Hàng vẫn là cho vân tước tử tiên tử lưu cái về nhà mở cửa tọa độ. Mặt khác, hắn đối vân tước tử tiên tử mở ra tới kiếp tiên hư không tiết điểm rất hiếu kỳ. Đến cùng cái này kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong, sẽ có hay không có Nho Gia thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Lại hoặc là, có thể hay không gặp gỡ điểm Nho Gia thánh nhân di vật cái gì, tỉ như thánh nhân con mắt còn lại. Tống Thư Hàng nguyên thần trụ đi theo vân tước tử tiên tử nguyên thần, tiến vào tiết điểm bên trong. Kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong tình hình, cùng hắn tại thất tu tiền bối. Linh điệp tiền bối nơi đó nhìn thấy giống nhau như đúc, không cũng không khác biệt gì. Không có cái gì thánh nhân thủ đoạn, vân tước tử tiên tử nguyên thần cũng chỉ là bình thường tiến vào ký thác hư không tiết tấu. Cái này khiến Tống Thư Hàng có chút ít thất vọng. Nếu như hắn là Nho Gia thánh nhân, khẳng định phải tại kiếp tiên hư không bên trong chừa chút thứ gì, chờ lấy vân tước tử chứng đạo kiếp tiên về sau, mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm, hai người nguyên thần cùng gửi một tiết điểm. À, Chờ chút, có phải hay không là Nho Gia thánh nhân có cho vân tước tử lưu lại qua kiếp tiên cấp chuẩn bị ở sau, nhưng bởi vì vân tước tử tiên tử lần này là cùng chúng ta cùng một chỗ đường dễ vượt qua, dựa vào bạo lực mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm, cho nên thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau không có thể mở khải. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, suy đoán nói. Nếu thật là như vậy, liền có chút đáng tiếc. Não đại động là chuyện tốt. Nhưng sau một khắc đầu của ngươi liền muốn không có rồi công đức xà Mỹ nhân bóp ra một cái kinh điển lời kịch, hồi phục Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Đã vân tước tử tiên tử kiếp tiên hư không tiết điểm cũng không có dị thường, Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu lui cách, chỉ để lại cái kia nguyên thần trụ vì tọa độ. Nhưng vào lúc này,
Vân Tước Tử tiên tử nguyên thần lên đột nhiên hiện lên dị thường trạng thái. Một trận bất hủ lực lượng vượt không mà đến, có được chư thiên vạn giới đẳng cấp cao nhất lực lượng bất hủ chi lực thoải mái mà xuyên qua kiếp tiên hư không tiết điểm, rơi vào Vân Tước Tử nguyên thần trên thân. Là bất hủ chi cốt lực lượng, Tống Thư Hàng nói. Bất hủ chi cốt lực lượng, bao phủ Vân Tước Tử tiên tử nguyên thần, sau đó lấy Vân Tước Tử tiên tử nguyên thần làm trung tâm, có một trận hình ảnh bắt đầu dựng. Kia là cùng loại chân thực huyễn tượng lực lượng, tại Vân Tước Tử tiên tử bên người ngưng tụ làm một tòa hư ảo kiến trúc. Cái này hư ảo kiến trúc, hoàn toàn không nhận kiếp tiên hư không tiết điểm một chiều thế giới hạn chế, đem Vân Tước Tử tiên tử nguyên thần một mực bảo hộ trong đó. Cái này hình chiếu lực lượng, cực kỳ giống chân thực huyễn tượng lực lượng. Cái kia, ta tại kiếp tiên hư không bên trong mân mê ra tống ổ chó, có phải là cũng có thể đưa vào đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi? Tống Thư Hàng thấy thế trong lòng hơi động. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy chính mình nguyên thần ký thác hư không về sau, chính mình tống ổ chó nên xử lý như thế nào, có phải là muốn để nó tung bay ở kiếp tiên hư không bên trong, trở thành một cái bồng bềnh nhà. Bây giờ thấy Vân Tước Tử tiên tử nguyên thần bên cạnh biến hóa sau khi, tâm hắn nghĩ liền hoạt lạc. Hoa! Bất hủ chi cốt lực lượng, hóa thành kiến trúc đem Vân Tước Tử tiên tử bảo hộ hoàn tất về sau. Lại có bộ phận dư thừa bất hủ chi cốt lực lượng, tại kiếp tiên tiết điểm bên trong dạo qua một vòng. Cuối cùng, bọn chúng hình chiếu đến Tống Thư Hàng nguyên thần trụ trên thân. Bất hủ chi cốt lực lượng, cũng không bài xích Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cùng bất hủ chi cốt ở giữa có quá nhiều lần tiếp xúc, đồng thời trên người hắn có rất nhiều truyền thừa, trong lúc mơ hồ cũng cùng bất hủ chi cốt có quan hệ. Tỷ như hắn lúc trước từ Hắc Long thế giới bên trong mang ra phục sinh thủ đoạn Long Phù chuyển sinh trong lúc mơ hồ liền cùng bất hủ chi cốt truyền thừa có quan hệ. Cái kia Long Phù chuyển sinh phục sinh cơ hội mặc dù tiêu hao, nhưng cái kia phù văn cũng không có biến mất, ngược lại cùng Tống Thư Hàng Nguyên Anh dung hợp. Bất hủ chi cốt lực lượng, hình chiếu đến Tống Thư Hàng Nguyên Thần Trụ lên về sau, bắt đầu đem Nguyên Thần Trụ bao vây lại, tại nó bên cạnh cũng hóa ra một cái ổ. Ổ rất nhỏ. Dù sao bộ phận này bất hủ chi lực là Vân Tước Tử tiên tử kiến trúc xong phế liệu năng lượng. Cái này mới thật sự là tống ổ chó a, Tống Thư Hàng nhịn không được nói. Vân Tước Tử tiên tử bên người cái kia là nhà, mà hắn nguyên thần trụ cái này chính là ổ chó. Bất hủ chi lực tại kiến tạo xong nhà cùng ổ về sau, liền kết thúc hình chiếu. Tống Thư Hàng ý thức từ Vân Tước Tử tiên tử hình chiếu tiết điểm bên trong rời khỏi. Vừa lui ra về sau. Hắn liền vui sướng trở lại tống ổ chó cung điện bên trong, đối ấu bạch kêu lên, bạch tiền bối, kế tiếp là không phải muốn vì thân thể của ta đánh cái kiếp tiên hư không tiết điểm rồi. Ta hiện tại có ý kiến hay? Ấu bạch nghi hoặc ngẩng đầu. Chúng ta đem toàn bộ tống ổ chó đem đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi thôi. Tống Thư Hàng truyền âm nói, để chúng ta mỹ mỹ tại kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đâm cái ổ, trở thành hộ không chịu di rời. Tương lai cho dù có một ngày, ta thần hình câu diệt, ta cái này kiếp tiên tiết điểm vẫn như cũ có thể bị tống ổ chó chiếm cứ. Đắc ý. Ấu Bạch dùng nhu nhu thanh âm trách nói, thần hình câu diệt loại sự tình này, không nên nói lung tung. Một khi thật thần hình câu diệt, trừ Vân Tước Tử đạo hữu bất hủ chi cốt bên ngoài, đương kim rốt cuộc tìm không ra loại phương án thứ hai làm ngươi phục sinh. Loại này trò đùa, không nên tùy tiện đi mở. Vâng, Bạch tiền bối. Ta nhớ kỹ. Tống Thư Hàng thân thể thẳng tắp đứng vững, nghiêm túc truyền âm hồi phục. Mặt khác, tiếp xuống kỳ thật chúng ta đứng trước một vấn đề. Ấu Bạch có chút phiền não nói, tiếp xuống, nếu như đưa trước cho ngươi lại chế tạo một cái tiết điểm, tặng cho ngươi nhục thân trở ra. Không có ngươi trợ giúp, ta liền không cách nào củng cố kiếp tiên hư không tiết điểm. Nhưng nếu như trước vì ta chế tạo kiếp tiên hư không tiết điểm, nhục thể của ngươi cũng không có cách nào dựa vào mình lực lượng đánh xuyên qua kiếp tiên hư không. Mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm cần Tống Thư Hàng cùng Ấu Bạch đồng tâm hiệp lực, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên tiếp xuống, vô luận ai trước tiến vào kiếp tiên hư không tiết điểm, một người khác liền phải lưu tại kiếp tiên hư không bên trong. Tống Thư Hàng nghe đến đó, hơi suy nghĩ một chút nói, cái kia bạch tiền bối, chúng ta có thể nếm thử đem tống ổ chó cho nhét vào một cái kiếp tiên hư không tiết điểm, sau đó hai chúng ta đều tiến vào tống ổ chó bên trong, hai người dùng chung một cái kiếp tiên hư không tiết điểm. Một cái kiếp tiên tiết điểm bên trong ký thác một cái nguyên thần, nếu như xâm nhập hai cái hoàn chỉnh nguyên thần, có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì dị biến, tính nguy hiểm quá cao, cho nên không đề cử.
Ấu Bạch lắc đầu nói. Tống Thư Hàng trước đó hướng Thất Thu Thánh Quân, Linh Điệp Huyền Thánh cùng Vân Thước Tử Tiên Tử kiếp tiên tiết điểm bên trong, cũng chỉ là nhét vào nguyên thần móng tay trụ, phi thường nhỏ bé, sẽ không khiến cho dị biến. Nhưng nếu như hai cái tiếp cận hoàn chỉnh nguyên thần, cùng nhau tiến vào cùng một cái kiếp tiên tiết điểm, liền Bạch Tiền Bối cũng không dám suy đoán sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Loại sự tình này mặc dù nghe rất thú vị, nhưng nếu như xảy ra bất chắc, hắn khả năng bình yên vô sự, nhưng Thư Hàng nhất định phải chết. Cho nên tại không xác định tình huống dưới, Bạch Tiền Bối bác bỏ Tống Thư Hàng đề nghị này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng nguyên thần quay về hình người, ngồi xếp bằng xuống. Ấu Bạch bắt đầu rơi vào trầm tư. Một lát sau, Ấu Bạch đề nghị, chúng ta tận lực để một cái kiếp tiên tiết điểm bên trong, ký thác một phần nguyên thần phân lượng. Lấy cái này làm cơ sở đến triển khai tư duy, ta cộng một bộ phận ngươi tiến vào chiếm giữ một cái kiếp tiên tiết điểm, sau đó ngươi cộng một bộ phận ta, lại tiến vào chiếm giữ một cái khác kiếp tiên tiết điểm. Có kinh nghiệm Tống Thư Hàng nháy mắt liền minh bạch Ấu Bạch lời nói bên trong ý tứ, tựa như ta đem đầu cùng thân thể chia cắt ra đến đồng dạng, ta phân chia ra một bộ phận nguyên thần, cung cấp Bạch Tiền Bối một hồi mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm về sau, dùng Ngụy Bất Hủ lực lượng củng cố tiết điểm sử dụng. Sau đó Bạch Tiền Bối ngươi cũng chia cắt một bộ phận nguyên thần, trợ giúp ta thi triển duy nhất một lần phi kiếm thủ đoạn, mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm, đúng không? Đúng, chính là như vậy. Ấu Bạch trên mặt tiếu dung, cứ như vậy, hai người chúng ta có thể cùng một thời gian mở ra hai cái kiếp tiên tiết điểm, lấy một phần nguyên thần đơn vị tiến vào kiếp tiên tiết điểm bên trong đi. Như vậy, muốn đem nguyên thần của ta đầu lại vớt ra sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn nguyên thần, chỉ có đầu cùng thân thể có thể tách ra. Ngụy Bất Hủ trạng thái lúc, thân thể ngược lại là có thể tùy ý cắt chém. Nhưng một khi rời khỏi Ngụy Bất Hủ trạng thái, cắt chém thân thể nếu như không khôi phục lời nói, sẽ chết. Không cần phiền toái như vậy, thừa dịp còn có chút thời gian, ta hôm nay đến dạy bảo hai người pháp thuật. Ấu Bạch hai tay thả lỏng phía sau nói, người bây giờ đã là chân chính huyền thánh cảnh giới, đều đã đuổi kịp cảnh giới của ta, trong tay dù sao cũng phải học tập mấy cái pháp thuật mới được. Tống Thư Hàng đưa tay nghĩ lúng túng gãi gãi đầu, nhưng lại bắt hụt. Kỳ thật, nếu như lại cho hắn chút thời gian đến góp mấy cây lợi hại hơn bá thần trụ, hắn cùng Hà Chỉ Ma Đế đồng dạng, dựa vào bá thần trụ liền có thể đánh thiên hạ. Dù sao bá thần trụ thực tế là dầu cù là năng lực, có thể nãi, có thể công, có thể phòng, có thể phụ trợ, có thể bày trận, có thể xung làm không gian tọa độ, quả thực liền không có bá thần trụ không thể làm sự tình. Tống ổ chó cung điện bên trong. Ấu Bạch ngồi tại trên giường, không đầu Tống Thư Hàng đoan chính ngồi trên mặt đất, dùng thần thức bao phủ Ấu Bạch, nghiêm túc nghe giảng. Vì tiếp xuống hành động thuận tiện, ta hiện tại dạy bảo hai người pháp thuật. Một cái là kiếp tiên cấp đại chiến có thể phát huy được tác dụng nguyên thần liệt giải chân kinh, môn công pháp này liền có thể lấy đối địch, lại có thể đối với mình sử dụng. Vận dụng trên người mình lúc, có thể đem nguyên thần của mình chia cắt số tròn khối. Lại có thể bảo hộ chính mình nguyên thần bình yên vô sự. Nếu là vận dụng tại đối thủ nguyên thần phía trên, trực tiếp có thể liệt giải nguyên thần của bọn hắn hoặc là nguyên thần hình chiếu. Tu luyện tới cực hạn lúc, càng là có thể làm được chém ngược căn nguyên, tại liệt giải địch nhân nguyên thần hình chiếu về sau, còn có thể trực tiếp tác dụng tại kiếp tiên tại hư không tiết điểm bên trong ký thác nguyên thần. Ấu Bạch chậm rãi nói, đối với mình sử dụng lúc là bảo mệnh vô thượng bí pháp, đối với địch nhân sử dụng lúc là trảm thảo trừ căn bí thuật, cái này nguyên thần liệt giải chân kinh quả thực là nghiêm mà đối đãi địch, rộng lấy đối mình. Sáng tạo ra pháp thuật này tuyệt đối là cái nhân tài. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Đem tàn khốc một mặt hiện ra cho địch nhân, đem ôn nhu lưu cho chính mình, cũng không biết là vị nào có cùng tiền bối, sáng tạo ra như thế một môn bí pháp. Là ta cùng cửu U-A Bạch cùng một chỗ thảo luận sau nghiên cứu ra được bí pháp. Ấu Bạch chậm rãi nói. Trên thực tế, không đau nhức không gì chứng phân liệt nguyên thần thủ đoạn. Trước mắt cũng chỉ có Bạch Tiền Bối nơi đó mới có phương pháp, Tống Thư Hàng đầu chính là chứng minh. Nguyên lai là Bạch Tiền Bối người cùng Bạch Tiền Bối sáng tạo pháp thuật, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Tống Thư Hàng vội vàng bù đắp lại nho nhỏ mông ngựa còn tốt vừa rồi, hắn tại bình luận pháp thuật này thời điểm, không nhiều hơn nói bừa. Không có đánh giá pháp thuật này kỳ hoa loại hình. Mặt khác, ta sẽ còn dạy bảo ngươi duy nhất một lần phi kiếm. Phá kiếp tiên hư không tiết điểm bản phương pháp khống chế, phi kiếm phủ văn chữa trị, kích hoạt cùng đình chỉ.
Ấu Bạch lại bổ sung. Đây là vì để phòng vạn nhất. Vạn nhất đến lúc, hắn nguyên thần trước một bước tiến vào kiếp tiên hư không tiết điểm, lại đột nhiên tiến vào cấp độ sâu bế quan trạng thái, liền không cách nào bận tâm đến Tống Thư Hàng tình huống bên kia. Bạch tiền bối đối với mình rất có tự mình hiểu lấy, cho nên lưu cái chuẩn bị ở sau. Có phía trên tri thức thủ đoạn về sau, dù cho ra quyết bên ngoài, Tống Thư Hàng có thể bằng vào hắn cái kia bộ phận nguyên thần, tới đón duy nhất một lần phi kiếm thuật thức khống chế, tại kiếp tiên hư không bên trong chui cái tiết điểm ra. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng tại phù văn, trận pháp cái này một hạng lên cơ sở quá kém, mà lại cũng thiếu khuyết đối không gian lực khống chế. Nếu không bạch tiền bối hoàn toàn có thể trực tiếp đem hoàn chỉnh nhất tính phi kiếm. Phá kiếp tiên tiết điểm bản dạy bảo cho hắn, liền có thể giảm bớt phiền toái nhiều như vậy. Thời gian không nhiều, cho nên tại ta giảng giải pháp thuật thời điểm, người cố gắng nhớ, nghiêm túc học. Ấu Bạch một mặt chân thành nói. Ta sẽ cố gắng, Tống Thư Hàng trả lời, bất quá nếu có thể. Ta hy vọng bạch tiền bối có thể sử dụng bạch thức dạy học pháp đến truyền thụ cho ta nguyên thần liệt giải chân kinh. Cái gọi là bạch thức dạy học pháp, chính là đem vô cùng phức tạp kiểu pháp, thông qua bạch tiền bối áp xúc, đơn giản hóa vì một viên hoặc là mấy viên phù văn nội dung. Tống Thư Hàng chỉ cần học được nguyên lý về sau, lại nắm giữ cái này một viên hoặc mấy viên phù văn, liền có thể nắm giữ một cái phức tạp pháp thuật. Tỷ như Tống Thư Hàng hiện tại dùng nhất trượt lôi pháp trưởng tâm lôi chính là bạch thức dạy học pháp kiệt tác. Bạch tiền bối. Ta có phải hay không không cẩn thận, đem Thư Hàng tiểu hữu cấp sướng phế đi. Cái này cá ướp muối đồng dạng hy vọng, hắn vậy mà có thể không chút do dự nói ra. Chủ yếu là ta có tự mình hiểu lấy. Tống Thư Hàng nói, quá mức phức tạp pháp thuật, ta đối với mình không có lòng tin. Tống Thư Hàng ở phương diện này rất có bức số, trừ phi hắn nhập mộng Nho Gia Thánh Nhân, sau đó từ đầu tới đuôi kỹ càng kinh lịch một lần Nho Gia Thánh Nhân hoàn chỉnh nhân sinh, thu hoạch được Nho Gia Thánh Nhân tất cả tri thức, vì chính mình đánh xuống kiên định tu chân tri thức cơ sở. Nếu không, dựa vào hắn tu chân lý luận, muốn nắm giữ phức tạp pháp thuật, quả thực là người si nói mộng. Tri thức loại vật này liền phải từng bước một đi học, hảo hảo đánh xuống cơ sở, một bước một cước ấn. Hắn loại này tốc thành ban, thực tế không có cái này thời gian. Kỳ thật Tống Thư Hàng cũng muốn học tập, mà lại hắn cũng không chán ghét học tập. Thậm chí bản thân hắn vẫn là cái tiểu học bá, yêu quý đọc sách. Chỉ là thời gian không cho phép. Càng quan trọng hơn là, Tống Thư Hàng hiện tại đầu không tại, thân thể cùng đầu ở giữa có mạng lưới trì hoãn, năng lực học tập một. Ấu Bạch lên tiếng an ủi, Thư Hàng ngươi không cần phải gấp, ngươi tại học tập lên kỳ thật vẫn là rất có thiên phú. Ngươi chỉ là thiếu khuyết học tập thời điểm, chờ tương lai, chúng ta mới hảo hảo đưa ngươi thiếu khuyết tri thức cơ sở cho bổ sung. Hắn được vì Tống Thư Hàng chừa chút lòng tin, miễn cho hắn tự bế. Tương lai còn dài đằng đẵng, chờ tương lai có rảnh về sau, hắn dành thời gian thay Tống Thư Hàng bù lại hạ tu chân kiến thức căn bản liền tốt. Người khác học tập là vì tấn cấp. Vì thu hoạch được càng dài rằng giặc thọ nguyên cùng lực lượng. Tống Thư Hàng là có được càng dài rằng giặc thọ nguyên cùng lực lượng về sau, dùng thời gian dài hơn đi học tập. Ta trước dạy bảo ngươi duy nhất một lần phi kiếm khống chế thủ pháp, kích hoạt, đình chỉ các kỹ xảo. Sau đó ta lại từ từ đơn giản hóa hạ nguyên thần liệt giải chân kinh. Ngươi bây giờ trước nghiêm túc nghe, Ấu Bạch ho nhẹ một tiếng, nói. Vâng, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng ngồi thẳng tắp, khiêm tốn nghe giảng bài. Ấu Bạch bắt đầu dùng truyền âm phương thức, êm tai giảng giải, kỹ càng miêu tả duy nhất một lần phi kiếm thao tác thủ pháp. Tống Thư Hàng phát hiện, Ấu Bạch thanh tuyến cùng tạo hóa tiên tử ca hát thanh tuyến có dị khúc đồng công chi diệu, đều sẽ cho người ta một loại tiếng trời cảm giác. Ấu Bạch giảng thông tục dễ hiểu, liền Tống Thư Hàng cũng có thể rất nhanh lý giải khống chế duy nhất một lần phi kiếm thủ pháp chi tiết mặt khác, vì để phòng vạn nhất, hắn còn để công đức xà mỹ nhân toàn bộ hành trình mở ra ghi âm công năng. Đem Ấu Bạch giảng bài ghi lại tới. Một lúc lâu sau, đều nhớ kia, Ấu Bạch giảng giải hoàn tất về sau, hỏi. Tống Thư Hàng điểm một cái cổ, toàn bộ nhớ kỹ, mà lại công đức tiên tử đã trải qua thay ta ghi lại đến, ta tùy thời có thể nghe lại một lần. Nếu như là tại hiện thế, trên người hắn rất nhiều vật trang sức, có thể dùng càng nhiều phương thức chia sẻ hắn học tập áp lực, làm hắn càng nhanh nắm giữ các loại tri thức điểm. Tống. Tương lai muốn trở thành vạn pháp chi chủ nam nhân, Thư Hàng. Người bây giờ trước nghe lại mấy lần, ta trước đem nguyên thần liệt giải chân kinh sửa lại. Ấu Bạch dứt lời, nhắm mắt lại,
trong đầu thôi diễn lên nguyên thần liệt giải chân kinh. Tống Thư Hàng đồng dạng nhắm mắt lại, ở trong ý thức mời công đức xà mỹ nhân thay hắn phát ra bạch tiền bối giảng bài ghi âm. Thể nội, công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tại Tống Thư Hàng trong ý thức, hiện ra một cái vàng óng ánh quảng trường. Tại một trận sáng mù mắt người thất thải tia chớp bên trong, công đức xà mỹ nhân hiện thân, trên cổ của nàng treo một cái nhìn qua rất chuyên nghiệp tai nghe. Đồng thời, tại trước người của nàng xuất hiện một cái DJ đánh đĩa cơ. Tống Thư Hàng, công đức tiên tử ngươi làm gì vậy? Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân đã trải qua nhuyễn đến đánh đĩa cơ trước mặt, hai tay bắt đầu thuần thục xoa bàn. Mặc dù nàng họa phong đã sớm vặn vẹo không được, nhưng hôm nay nàng họa phong lại một lần nữa vỡ nát. Sống động âm nhạc vang lên, thỉnh thoảng sẽ còn phối hợp công đức xà mỹ nhân đánh đĩa xoa bàn âm thanh. Ngay sau đó, ấu bạch giảng bài ngày đó lại thanh âm vang lên. Công đức xà mỹ nhân vì ấu bạch giảng bài phối hợp bối cảnh âm nhạc, lại từ đầu đến đuôi tiến hành điều âm, ngạnh sinh sinh đem ấu bạch giảng bài biến thành một bài hoàn chỉnh âm nhạc. Cái này thủ sống động có thiết tấu giảng bài âm nhạc, tại Tống Thư Hàng trong đầu bắt đầu quanh quẩn, ma tính đến cực điểm. Công đức xà mỹ nhân còn mở ra lặp đi lặp lại tuần hoàn công năng, dạng này hát cái mấy lần về sau, hoàn toàn không cần lo lắng Tống Thư Hàng sẽ không nhớ được khống chế duy nhất một lần phi kiếm khiếu môn. DJ công đức xà mỹ nhân xoa bàn kỹ thuật cao siêu khiến người chấn kinh, rõ ràng là nàng lần thứ nhất nếm thử, lại thuần thục như là xoa bàn vài chục năm lão DJ. Mà lại ấu bạch giảng bài khúc nhịp trống mãnh liệt, sống động có truyền nhiễm lực. Cho nên, không đầu Tống Thư Hàng tại tuần hoàn nghe hát quá trình bên trong, thân thể không tự chủ được theo ấu bạch giảng bài khúc tiết tấu bắt đầu đung đưa. Mới đầu vẫn chỉ là nho nhỏ lắc lư. Tuần hoàn hai lần về sau, Tống Thư Hàng thân thể đã trải qua nhớ kỹ cái này âm nhạc tiết tấu, thân thể của hắn theo âm nhạc bắt đầu sống động lắc lư. Hôm nay, bá Tống Huyền Thánh cũng là này đến không được. Đây mới thật sự là học tập mở ra phương thức, để khô khan học tập biến vui vẻ. Đối diện, ấu bạch tại từng lần một suy tính về sau, rốt cục đem nguyên thần liệt giải chân kinh đơn giản hóa đến 16 cái phủ văn trình độ. Không sai biệt lắm, lại đơn giản hóa đi xuống cần suy tính thời gian quá dài, 16 cái phủ văn đối bây giờ Tống Thư Hàng đến nói là có thể trong thời gian ngắn nắm giữ trình độ. Dù sao nói thế nào cũng là cái chính hiệu bát phẩm huyền thánh, cảnh giới có bổ trợ. Sau đó, ấu bạch mở mắt. Hắn vừa mở mắt lúc, liền nhìn thấy Tống Thư Hàng cả người này đến không được, kịch liệt theo tiết tấu lay động. Ấu bạch, ta để ngươi học tập cho giỏi, ngươi đang làm gì? Ấu bạch ngón tay vẩy một cái, in dấu trên người Tống Thư Hàng duy nhất một lần phi kiếm trận văn bị kích hoạt, sau một khắc Tống Thư Hàng thân thể liền phóng lên tận trời, đè vào tống ổ chó trên trần nhà, không ngừng xoay tròn. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch tiền bối, thế nào? Người đang làm gì? Ấu bạch hỏi ngược lại. Ta đang cố gắng học tập, Tống Thư Hàng trả lời. Ấu bạch, thật, bạch tiền bối ngươi tin tưởng ta. Ngươi vừa rồi giảng khống chế duy nhất một lần phi kiếm yếu điểm ta đã toàn bộ nắm giữ, hơn nữa còn có thể một chữ không kém hát ra. Tống Thư Hàng tự tin nói. Hát ra, là Thư Hàng đặc thù học tập phương thức sao? Ấu bạch nghĩ tới đây, duỗi ngón vẩy một cái. Đem Tống Thư Hàng kéo lại. Sau đó, hắn đưa tay trong hư không khẽ vỗ, có hạ 6 cái phủ văn sắp xếp thành trận hình, xuất hiện tại Tống Thư Hàng thần thức phạm vi bao trùm bên trong. Đây chính là nguyên thần liệt giải chân kinh đơn giản hóa sau phủ văn, mỗi một mai phủ văn, ngươi cũng một mực nhớ kỹ, không cần nhớ lầm bất kỳ một cái nào chi tiết. Một khi nhớ lầm, đến lúc đó nguyên thần liệt giải chân kinh dùng trên người mình lúc, nói không chừng liền phải để ngươi nguyên thần chia 5 xẻ 7. Ấu bạch nghiêm túc nói. Vâng, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng dùng thần thức đem 16 cái phủ văn bao khỏa, tinh tế quan sát, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tống Thư Hàng tại học tập đao pháp thời điểm, học tập rất nhanh. Tiếp theo, chính là tại học tập bạch học đơn giản hóa phủ văn thời điểm, cũng trượt vô cùng. Không lâu sau đó, hắn cũng đã đem 16 cái phủ văn nhớ kỹ ở trong lòng. Nguyên thần liệt giải chân kinh lý luận. Nắm giữ thành công. Bước tiếp theo, chính là thực tiễn khâu. Ta trước vì ngươi làm mẫu một lần. Ấu bạch từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến mặt đất. Làm mẫu, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động hiện tại, tống ổ chó bên trong cũng chỉ có bạch tiền bối cùng hắn. Bạch tiền bối muốn làm mẫu pháp thuật,
là muốn ở trên người hắn làm mẫu cái này nguyên thần liệt giải chân kinh sao? Thế là, Tống Thư Hàng yên lặng đem chính mình ngụy bất hủ chi thân cho kích hoạt, dưới trạng thái này, coi như bị nguyên thần liệt giải, hẳn là cũng có thể lại dính trở về. Lúc này, Ấu Bạch duỗi ra hai tay của mình cánh tay nhỏ, tựa hồ đang trầm tư. Tới đi, Bạch tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Tống Thư Hàng cắn răng nói, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ấu Bạch, hôm nay Thư Hàng tiểu hữu, trên cổ tất cả đều là không khí, hắn đều có chút theo không kịp Thư Hàng tiết tấu. Sau đó, hắn lại xoay đầu lại, một lần nữa nhìn lấy mình cánh tay nhỏ, trong lòng tính toán muốn dùng nguyên thần liệt giải chân kinh cắt xuống vị trí phân lượng. Không thể cắt quá nhiều, bằng không mà nói đến lúc đó rất có thể sẽ ảnh hưởng Tống Thư Hàng nguyên thần ký thác hư không khâu. Nhưng cũng không thể cắt chém quá ít liền không cách nào khống chế duy nhất một lần phi kiếm tại kiếp tiên hư không khoan quá trình. Bạch tiền bối lại tại trong lòng mơ hồ suy tính một lần về sau, đưa tay tại hư không khẽ vỗ. 16 cái nguyên thần liệt giải chân kinh phù văn ngưng tụ thành hình, hóa thành nguyên thần liệt giải pháp thuật. Vậy liền đến cánh tay nhỏ khuỷu tay vị trí đi. Bạch tiền bối lại quay đầu đối Tống Thư Hàng nói, tiếp xuống, nhìn kỹ ta thi pháp quá trình, ta chỉ biểu thị một lần. Vâng, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng vội vàng ngưng tụ thần thức, khóa chặt Ấu Bạch, thần thức đem Ấu Bạch nguyên thần bao trùm, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ chi tiết. Ấu Bạch chỉ tay một cái, sau đó nguyên thần liệt giải pháp thuật nhẹ nhàng rơi vào Bạch tiền bối tay trái cánh tay nhỏ khuỷu tay chỗ liền cùng Tống Thư Hàng phi đầu thuật đồng dạng, Bạch tiền bối tay trái cánh tay nhỏ bị chia cắt ra tới. Nhưng cũng không phải là bị chặt đứt, mà là ở vào ngẫu nứt tơ còn liền trạng thái, bị phân chia ra đi tay trái cánh tay nhỏ còn hoàn toàn ở vào Bạch tiền bối phạm vi khống chế bên trong. Nguyên thần tay trái nhẹ nhàng bấm tay, bày ra kết kiếm quyết động tác. Không sai, ước chừng trình độ này như vậy đủ rồi. Bạch tiền bối gật đầu, lại đối Thư Hàng nói, thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tống Thư Hàng nguyên thần truyền âm trả lời. Hiện tại Bạch tiền bối đối với tự thân mị lực khống chế, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Tống Thư Hàng phát hiện chính mình vừa rồi dùng thần thức toàn tâm toàn ý bao trùm Ấu Bạch lúc, đều không có bị cái kia đặc thù mị lực ảnh hưởng mà phân tâm. Phải chết, phải chết. Ngược lại là thể nội công đức xà mỹ nhân, lúc này nàng tại Tống Thư Hàng không gian ý thức bên trong lăn lộn, trong miệng bóp lấy Tống Thư Hàng lời kịch nàng cảm giác lại cùng Ấu Bạch tiếp xúc xuống dưới. Nàng một ngày nào đó sẽ trở thành Ấu Bạch tiểu mê muội. Được, tiếp xuống ngươi đối với mình thử một chút. Ấu Bạch nói, ta ở một bên thay ngươi hộ pháp. Được rồi Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đáp. Hắn không có tản ra chính mình ngụy bất hủ trạng thái. Thí nghiệm pháp thuật là chuyện rất nguy hiểm. Hắn không phải pháp thuật thiên tài. Không cách nào làm được tiếp xúc pháp thuật liền có thể rất nhanh hoàn toàn nắm giữ. Cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hắn phải dựa vào lấy ngụy bất hủ hình thức thí nghiệm mấy lần. Sương mù ngưng tụ làm Tống Thư Hàng một tay nắm, nhẹ nhàng trong hư không khẽ vỗ. 16 cái phù văn bị Tống Thư Hàng ngưng tụ ra. Không có vấn đề, tiếp tục, Bạch tiền bối ở một bên nói. Tống Thư Hàng ngón tay có chút một điểm, 16 cái phù văn hóa thành nguyên thần liệt giải chân kinh thuật pháp, vận sức chờ phát động. Tiếp tục, Bạch tiền bối tiếp tục nói. Tống Thư Hàng khống chế nguyên thần liệt giải chân kinh pháp thuật, tại nguyên thần của mình lên nhẹ nhàng một cắt. Xoát một chút, hắn ngụy bất hủ hình thức nguyên thần, bị cắt xuống một khối. Bị cắt xuống đi cái kia một khối trong hư không tùy ý du động một vòng về sau, lại trở về Tống Thư Hàng nguyên thần, hợp hai làm một. Người tại cắt chém chính mình phương diện này, rất có thiên phú nha. Ấu Bạch lên tiếng nói. Cái này nguyên thần liệt giải chân kinh thuật pháp. Cùng Tống Thư Hàng tương tính tựa hồ rất không tệ, Tống Thư Hàng lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công. Có thể là bởi vì ta có qua bạo thể mà chết, thịt nát xương tan, bị bạch tiền bối ngươi cắt thành khối vụn, bị thiên phạt phân thây các loại kinh nghiệm, cho nên thay vào những kinh nghiệm này về sau, liền cảm giác nguyên thần liệt giải chân kinh nắm giữ bắt đầu thuận lợi ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng đáp, Ấu Bạch, tiếp xuống ta khôi phục lại trạng thái bình thường, thử một lần nữa. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời khỏi ngụy bất hủ sương mù hình thức. Không đầu Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không khẽ vỗ, 16 cái phủ văn lần nữa sắp hàng chỉnh tề. Không có vấn đề, Ấu Bạch bình luận. Tống Thư Hàng tiếp tục, đem 16 cái văn hóa vì nguyên thần liệt giải chân kinh thuật pháp. Có thể, lần này đồng dạng thành công.
Ấu Bạch mỉm cười, khích lệ nói, cho nên chỉ cần nghiêm túc học, Thư Hàng ngươi vẫn là có thể. Tại Bạch tiền bối khó được tán dương bên trong, Tống Thư Hàng lòng tin tăng gấp bội. Vậy ta giống như Bạch tiền bối, đem khuỷu tay bộ phận cắt đi. Hắn lên tiếng hỏi. Ấu Bạch trả lời, đúng vậy, khuỷu tay bộ phận như vậy đủ rồi. Không nhiều, cũng không ít. Tống Thư Hàng hít sâu, khống chế nguyên thần liệt giải chân kinh thuật pháp, hướng tay mình khuỷu tay vị trí nhẹ nhàng như vậy vạch một cái. Hoa! Sau một khắc, trong tay hắn nguyên thần liệt giải chân kinh pháp thuật nổ lên ánh sáng chói mắt. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Trước đó cũng không thấy được cái này pháp thuật thi triển lúc, sẽ có như thế hào quang chói sáng a. Ra bạo kích rồi, trong thức hải công đức xà mỹ nhân nghi ngờ nói. Đây rõ ràng là pháp thuật ra may mắn bạo kích hiệu quả ký thị cảm. Tại công đức xà mỹ nhân suy đoán âm thanh bên trong, Tống Thư Hàng thân thể nháy mắt bị cắt chém thành 15 bộ phận nếu như không phải đầu của hắn đã trải qua ký thác đến kiếp tiên hư không bên trong, vậy bây giờ hắn hẳn là bị chia làm 16 bộ phân, có một đạo nguyên thần liệt giải chân kinh quang huy là rơi vào trên cổ hắn không? Vậy mà thật ở thời điểm này ra may mắn bạo kích. Ta đây coi như là may mắn, vẫn là bất hạnh, Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Ấu Bạch xoa cằm, đánh giá trước mắt 15 chia đều bá tống, nói, nguyên thần liệt giải chân kinh đối với mình sử dụng thời điểm, không có pháp thuật bạo kích loại này khái niệm. Có thể là ngươi tại cắt chém chính mình trong chuyện này, có được cực mạnh thiên phú. Thư Hàng, ngươi là lang nhân. Chỉ có đối với mình so ngoan nhân ác hơn, mới có thể có được cường đại như vậy cắt chém chính mình thiên phú năng lực. Tống Thư Hàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá dù sao là thành công, ngươi lưu lại tay trái khuỷu tay, còn lại bộ phận chính mình chậm rãi dính trở về đi. Bạch tiền bối đưa tay đem Tống Thư Hàng tay trái khuỷu tay lấy tới. Việc này, hắn cũng rất quen. Từng tại soát bát phẩm thiên kiếp đạn hạt nhân lúc, Bạch tiền bối liền mượn qua Tống Thư Hàng khuỷu tay. Sau đó, Bạch tiền bối tại chính mình nho nhỏ tay trái khuỷu tay lên kèm theo một bộ khống chế duy nhất một lần phi kiếm trận pháp, cũng đưa nó giao cho Tống Thư Hàng. Bước tiếp theo, chúng ta chia ra hành động, tìm hai cái khác biệt hư không tọa độ, chui ra tiết điểm tới. Ấu Bạch nhắc nhở nói. Cái kia, Bạch tiền bối, đang hành động trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, ta muốn làm sao dính trở về. Tống Thư Hàng hỏi. Hắn vừa rồi thử dùng ý niệm khu xử, nhưng thập lục đẳng phân bá tống thân thể, cũng không có dính về. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, bên cạnh Ấu Bạch đã siêu một chút, từ bên cạnh hắn vọt qua, hướng phía kiếp tiên hư không đã đâm tới. Bạch tiền bối đây là trực tiếp đem bản thân chế tác thành duy nhất một lần phi kiếm A Bạch bản, trực tiếp lấy nguyên thần của mình tại kiếp tiên hư không đâm cái tiết điểm. Tống Thư Hàng vốn đang coi là Bạch tiền bối phải dùng hắn lớn khuỷu tay đi chui hư không tới. Bạch tiền bối, trước về ta một chút a. 16 phần Tống Thư Hàng khống chế bản thân khuỷu tay phải, vươn hướng Bạch tiền bối, lớn tiếng kêu lên. Ông hư không bên trong, Ấu Bạch nguyên thần bên cạnh ngưng tụ ra một thanh anh tuấn nguyên lực thần kiếm, đem hắn nguyên thần bao khỏa đồng dạng là tại kiếp tiên hư không chui cái tiết điểm, vân tước tử tiên tử cùng Bạch tiền bối họa phong đều muốn xong bạo Tống Thư Hàng mũi khoan. Tại có chút gia tốc về sau, Ấu Bạch nguyên thần chi kiếm nhắm chuẩn một cái điểm, thân kiếm như thiên ngoại lưu tinh, đột nhiên đâm một cái. Một cái nho nhỏ kiếp tiên hư không tiết điểm nở rộ ra, phảng phất như là đang nghênh tiếp Ấu Bạch đến. Đồng thời, Bạch tiền bối trong tay bá tống khuỷu tay trái phóng xuất ra ngụy bất hủ chi lực, mở rộng củng cố chỗ này kiếp tiên tiết điểm. Cả cái quá trình như nước chảy mây trôi, trôi chảy thư thái. Mắt thấy Bạch tiền bối nguyên thần sắp tiến vào kiếp tiên hư không tiết điểm, Tống Thư Hàng vội vàng truyền âm hỏi, Bạch tiền bối, phân liệt nguyên thần muốn làm sao dính trở về. Từ từ người tốt, nơi này là A Bạch bế quan chỗ, cự ly bế quan kết thúc còn có 6 ngày 6 giờ 6 phút đồng hồ. Mời kiến nhẫn chờ, từ Bạch tiền bối nơi đó, có một cái treo máy phục vụ thanh âm phản hồi tới. 16 phần Tống Thư Hàng. Đã lâu Bạch tiền bối dây độn bế quan pháp, không nghĩ tới ở cái này thời điểm mấu chốt xuất hiện. Ngoại trừ vì Bạch tiền bối điểm 666 cùng vọng thiên bên ngoài, Tống Thư Hàng không có cái gì biện pháp. Trước đó Bạch tiền bối lo lắng là chính xác, nếu như hắn không có dạy bảo Tống Thư Hàng khống chế duy nhất một lần phi kiếm thủ pháp. Hiện tại lưu tại kiếp tiên trong hư không 15 phần bá tống thân thể, liền muốn một mực tại kiếp tiên hư không bên trong phiêu đãng.
Tại Ấu Bạch bế quan treo máy hồi phục âm thanh bên trong, Ấu Bạch thân thể tính cả Tống Thư Hàng khuỷu tay trái cùng một chỗ, bị soái khí cuốn vào đến kiếp tiên tiết điểm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tống Thư Hàng trong cổ họng phát ra thanh âm nghiêm túc. Công đức xà mỹ nhân đúng lúc đó xuất hiện, vì Tống Thư Hàng đọc thuộc lòng tâm linh độc canh gà, chỉ có thể dựa vào bản thân, bất kể là ai cũng sẽ có một ngày rời xa ngươi. Gần nhất công đức xà mỹ nhân bóp lời kịch, đều là một số nghe tới mây phi thường cao đại thượng, tựa hồ rất có đạo lý từ ngữ. Nhưng đại đa số, đều là độc canh gà, uống nhiều rồi sẽ trúng độc cái chủng loại kia. Gần nhất có thể là không có cùng thông nương cùng một chỗ truy kịch truyền hình nguyên nhân, nàng sử dụng kịch truyền hình lời kịch tần suất bắt đầu giảm xuống. Công đức tiên tử ngươi sai rồi, sở vị ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Mặc dù bằng hữu bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời rời đi ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thật bằng hữu số lượng đủ nhiều, luôn có một cái có thể dựa vào được. Tống Thư Hàng phản bác. Sau đó hắn mở ra tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu, tìm ra sổ đen bên trong tiểu ban ban, cho hắn phát cái tin, cậu đản cha, nguyên thần chia ra thành 16 phần, dính không trở lại làm sao bây giờ. Tại tuyến chờ, rất cấp bách. Nguyên thần cắt như thế nát, ngươi lại còn có thể còn sống. Ban Văn Long đại lão trả lời. Nhất định, ta còn có thể sống bính nhảy loạn, nhưng không đem bọn chúng dính trở lại, hành động có chút không tiện. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Liên quan tới thế nào dính hồi nguyên thần, ngươi nên đến hỏi một cái khác Trình Cầu Đản. Ban Văn Long đại lão nhắc nhở, phương diện này Trình Lâm là chuyên gia. Nàng năm đó vỡ đầy đất, nát phi thường triệt để, to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ tán khắp chư thiên vạn giới. Đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn thu thập trở về. Tạ ơn cậu đản cha, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn tiếp thông Trình cậu đản tiên tử, gửi đi tin tức, Trình Lâm tiên tử, ta lại tới. Cha nam, Trình Lâm tiên tử trả lời, ta không cùng đem bản thân cắt thành bã vụn cha nam nói chuyện. Trình cậu đản tiên tử đang cùng cậu đản cha cùng một chỗ, thông qua cậu đản cha nàng đã biết Tống Thư Hàng đem bản thân cắt thành mười mấy khối sự. Tống Thư Hàng, Tống, vật lý cha nam, Thư Hàng, không gian ý thức bên trong, công đức xà mỹ nhân miễn cưỡng ghé vào một chương trên ghế nằm, dùng nàng vốn âm lên tiếng nói. Nàng thích xem đến Tống Thư Hàng cùng Trình Cẩu Đản nói chuyện phiếm bộ dáng. Nguyên thần sát nhập lời nói, ngươi chỉ dùng đưa chúng nó kẹt đến cùng một chỗ, chờ đã đến giờ bọn chúng bản thân liền sẽ dán lại đến cùng một chỗ. Ta là làm như vậy, Trình Lâm tiên tử nói. Ta đã thử qua, nhưng dính không quay về. Tống Thư Hàng trong lòng thở dài. Đừng hoảng hốt, mặc dù không biết nguyên thần của ngươi là thế nào phân liệt, nhưng chỉ cần không chết được liền không có vấn đề. Ngươi bây giờ trước dành thời gian đem nguyên thần ký thác đến kiếp tiên thiết điểm, đừng lãng phí bạch thánh cho các ngươi mân mê ra cơ hội. Chờ ngươi nguyên thần ký thác sau khi thành công, nếu như một mực không có dính trở về, đưa qua đoạn thời gian tìm một cơ hội, ta lợi dụng bản thân trường sinh chi đạo. Đem ngươi trùng sinh một lần. Cam đoan nguyên thần của ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục. Trình Lâm tiên tử trả lời, sau đó, ngươi liền có thể gọi ta Trình Lâm mụ mụ. Tống Thư Hàng. Ta đương tiên tử là bạn tốt, ngươi cứ nhiên muốn làm mẹ ta. Tống Thư Hàng kết thúc cùng Trình Lâm tiên tử trò chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 15 phân bá tống thân thể hóa thành ngụy bất hủ xương mù thể. Nhưng liền xem như ngụy bất hủ xương mù trạng thái dưới. 15 phân thân thể cũng vô pháp triệt để dung hợp. Đừng có lại lãng phí thời gian, tương lai tại trong phần mộ có đầy đủ thời gian để ngươi ngủ. Công đức xà mỹ nhân nhắc nhở. Ta biết lời này là Franklin nói. Tống Thư Hàng trả lời. Công đức xà mỹ nhân. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, cuốn lên ấu bạch cánh tay, khống chế 15 đoàn xương mù bất hủ thể, bước vào kiếp tiên hư không. Đã nguyên thần không thể dung hợp. Như vậy vừa vặn có thể thử một chút trước đó hắn một cái lớn mật tưởng tượng. Hư không bên trong, Tống Thư Hàng trong đầu hồi ức một lần ấu bạch dạy bảo khống chế duy nhất một lần phi kiếm kỹ xảo. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không tự chủ được liền hừ hừ lên. Một bên hừ phát ấu bạch giảng bài khúc, một bên khống chế ấu bạch cánh tay, kết động kiếm quyết. Ông Tống Thư Hàng 15 phần nguyên thần xoay tròn, phân biệt tại 15 cái tiết điểm bắt đầu chui vào lên. Đúng vậy. Không phải một cái tiết điểm, mà là một hơi muốn chui 15 cái tiết. Đã thân thể đã bị chia làm 16 phần,
như vậy vì sao không đem bọn chúng phân tán tại 16 cái tiết điểm bên trong đi? Kiếp tiên hư không tiết điểm chỉ quy định một cái kiếp tiên hư không tiết điểm chỉ ký thác một cái kiếp tiên nguyên thần, nhưng không có quy định nói một cái kiếp tiên không thể chiếm cứ 16 cái tiết điểm đúng không? Người khác là một người một bộ phòng, nhưng hắn Tống Mỗ liền muốn không đi đường thường, hắn muốn một cái người ở 15 bộ lâu. Ầm ầm tiếng không ngừng nổ vang lên. Ấu Bạch cánh tay bóp lấy kiếm quyết, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật. Hơn nửa canh giờ. Rầm rầm rầm. Kiếp tiên hư không liên tiếp phát ra 15 tiếng rên rỉ, trên người nó bị bạo lực mở ra 15 cái tiết điểm. Công đức xà mỹ nhân đều âm thầm vì kiếp tiên hư không đau lòng, ai bảo hắn gặp gỡ Tống Thư Hàng loại này thô bạo dã man cha nam. 15 cái kiếp tiên tiết điểm, hơn nữa còn là đồng thời mở ra, đây là 15 bội thống khổ. Càng quan trọng hơn là, bá Tống cái này nam nhân đáng sợ, tại chui tiết điểm thời điểm. Trong miệng còn không ngừng ngâm nga lấy Ấu Bạch giảng bài khúc đây là vừa lái lấy BGM, một bên mang cho kiếp tiên hư không nặng nề tổn thương. Mỉm cười đâm người đau, mới là đau nhất, công đức xà mỹ nhân tức thời bóp câu lời kịch. Bên cạnh, Tống Thư Hàng nguyên thần ngụy bất hủ chi thân đã thật nhanh dùng ngụy hủ lực lượng, ngăn chặn kiếp tiên tiết điểm, cũng bắt đầu củng cố bọn chúng. Đồng thời Tống Thư Hàng còn không quên trở về công đức xà mỹ nhân một câu, câu nói này ta cũng biết. Hắn khẳng định là thụ nhân giảng. Có cái gì danh ngôn, làm ngươi không biết hắn đến cùng là vị nào danh nhân giảng lúc. Vậy nó rất có thể chính là lỗ đại lão giảng. Lời này là ta nói bừa, công đức xà mỹ nhân nhịn không được nói, những lời này là bản âm, nàng lời kịch trong kho tìm không ra thích hợp lời kịch ghi chép. Tống Thư Hàng gật đầu nói, hừm, ta đã biết, lời này là công đức tiên tử giảng. Công đức xà mỹ nhân. Hôm nay Thư Hàng là thế nào phì sự a, làm sao ngược lại kẹt nàng sách không ra lời nói tới. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đã bắt đầu thống nhất vì kiếp tiên tiết điểm phóng thích dưỡng đao thuật, củng cố tốt từng cái kiếp tiên tiết điểm. Chuẩn bị xong, công đức tiên tử, chúng ta muốn đi vào. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân. Trước kia ngươi là một phần, ngươi vô luận muốn tới chỗ nào, ta đều có thể bồi tiếp ngươi, hiện tại ngươi là 16 phần. Ta muốn đi theo cái nào một phần ngươi cùng đi. Đi theo ta tay phải đi, tay phải của ta sẽ cuối cùng tiến vào kiếp tiên tiết điểm. Đến lúc đó, còn muốn mang theo bạch tiền bối cánh tay đi vào chung. Cuối cùng còn có hơn một cái dư kiếp tiên tiết điểm, ta chuẩn bị lưu cho Tống ổ chó. Tống Thư Hàng truyền âm nói. Hắn vừa rồi hết thảy chui 15 cái kiếp tiên tiết điểm, vì Tống ổ chó dự bị một cái. Hắn 16 điểm thân thể bên trong. Đầu đã dung nhập vào kiếp tiên tiết điểm, tay trái lớn khuỷu tay đã cùng Ấu Bạch tiến vào một cái tiết điểm, sở dĩ hiện tại ở lại bên ngoài có 14 phần nguyên thần. Đang khi nói chuyện, trừ bỏ tay phải bên ngoài Tống Thư Hàng còn lại nguyên thần bộ phận, toàn bộ bị kiếp tiên tiết điểm hút tiến vào đi, dung nhập vào tiết điểm, cũng thuần thục tiến vào nguyên thần ký thác kiếp tiên hư không khâu. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba lần kiếp tiên tiết điểm chính là ta nhà mình. Đợi những thứ này nguyên thần toàn bộ tiến vào kiếp tiên tiếp điểm về sau, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khu xử Tống ổ chó đến đây. Theo thường lệ, hắn trước trong Tống ổ chó lưu lại một cây nguyên thần trụ. Móng tay trụ nếu không phải là người có 10 ngón tay, hắn móng tay trụ nói không chừng đều không đủ dùng. Có nguyên thần móng tay trụ vì tọa độ về sau, Tống Thư Hàng lại khu xử Tống ổ chó, đem hắn rời đến thứ 14 cái tiếp điểm. Tại hắn chờ đợi bên trong, Tống ổ chó tính cả bên trong cây kia nguyên thần móng tay trụ cùng một chỗ, được thành công hút vào đến 10 tứ kiếp tiên kiếp điểm. Thành công, Tống Thư Hàng vui nói. Vì cái gì dạng này, vì cái gì dạng này, thật sự vì sao lại dạng này công đức xà mỹ nhân bóp thủ ngoại ngữ ca khúc, hát nói. Tốt tại Tống Thư Hàng miễn cưỡng có thể nghe hiểu câu này ca từ. Ngươi là hỏi ta tại sao phải đơn độc vì Tống ổ chó chuẩn bị một cái kiếp tiên hư không tiếp điểm sao? Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, ta đây thật ra là tại vì tương lai Cửu Châu nhất hào quần mưu phúc lợi. Công đức xà mỹ nhân. Tống ổ chó là ta lưu tại kiếp tiên tiết điểm bên trong phòng trống, bên trong còn không có nguyên thần ký thác hư không. Kể từ đó, tương lai chờ ta không gian tu vi đạt tới bạch tiền bối cảnh giới, có thể cưỡng ép xâm nhập đến kiếp tiên hư không về sau, liền có thể mang theo khách nhân đến cái này kiếp tiên tiết điểm làm khách. Tống Thư Hàng đắc ý nói. Lại hoặc là. Nếu ta hạch tâm thế giới lại tăng mấy cấp, có thể trực tiếp liên tiếp đến chỗ này kiếp tiên hư không bên trong tiết điểm,
vậy chúng ta cũng có thể thông qua cái này tống ổ chó vì trạm trung chuyển, đem Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, từng cái trở vào đến kiếp tiên hư không bên trong tới. Tống Thư Hàng lại nói, tương lai cuối cùng cũng có một ngày, Cửu Châu nhất hào quần bên trong chỉ cần là ngưng tụ ra nguyên thần thành viên, đều có thể sớm hưởng thụ cửu phẩm kiếp tiên nguyên thần ký thác hư không phúc lợi. Tống Thư Hàng không muốn một cái người đương hàng lởm, mục tiêu của hắn là làm cho tất cả mọi người giống như hắn, trở thành hàng lởm. Công đức xà mỹ nhân. Từ khi trên cổ tất cả đều là không khí về sau, Tống Thư Hàng não động biến lại biến càng lớn, căn bản phanh lại không được. Nhưng là, công đức xà mỹ nhân cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, lại phát hiện Tống Thư Hàng nói phương án, thật là có khả năng thực hiện hạch tâm thế giới là thiên đạo cẩu đản tra kiệt tác, phi thường đặc thù. Đừng nhìn hắn hiện tại vừa gặp bên trên đỉnh tiêm đại lão liền lập tức lập túng, nhưng đây chỉ là cấp bậc của nó không đủ, bị đỉnh tiêm đại lão không gian cấm cố thủ đoạn khắc chế nguyên nhân. Chờ cấp bậc của nó đi lên về sau, nói không chừng liền kiếp tiên hư không cũng vô pháp ngăn cản hắn. Đến lúc đó, Cửu Châu nhất hào quần thành viên vừa ra tới, thuần một sắc nguyên thần ký thác hư không, đơn giản sẽ làm địch nhân tuyệt vọng. Xem ra, kế quần hàng lởm huyền thánh phúc lợi về sau, tương lai Cửu Châu nhất hào quần hàng lởm nguyên thần ký thác hư không phúc lợi cũng sinh đẩy ra. Có thể tưởng tượng, tương lai cái này nho nhỏ Cửu Châu nhất hào quần sẽ thành chư thiên vạn giới tu luyện giả hâm mộ thánh quần. Tốt, thừa dịp sau cùng kiếp tiên hư không thiết điểm không đóng, chúng ta nhanh đi vào. Tống Thư Hàng khuỷu tay phải duỗi tay nắm lên ấu bạch cánh tay. Công đức xà mỹ nhân công đức chi lực đem bọn hắn bao quanh bao khỏa, chuyển rời đến sau cùng tọa độ không gian cửa vào. Hút trượt, Tống Thư Hàng tay phải, bạch tiền bối tay trái, công đức xà mỹ nhân bị một hơi hút vào kiếp tiên thiết điểm. Đến tận đây, 16 điểm Tống Thư Hàng, phân biệt an trí tại 16 cái kiếp tiên thiết điểm bên trong, hoàn chỉnh không thiếu sót. 16 bộ phận nguyên thần, toàn bộ tiến vào ký thác hư không giai đoạn. Cùng hắn kiếp tiên khác biệt, một cái người chiếm cứ lấy 16 chỗ kiếp tiên hư không bất động sản Tống Thư Hàng, nguyên thần ký thác hư không tiến độ. Cũng là phổ thông kiếp tiên 16 bội. Người khác là một tuyến trình ký thác, Tống Thư Hàng là 16 tuyến trình tề đầu tịnh tiến, nhanh không biên giới. Mấy ngày sau, năm 2020 ngày 17 tháng 1, thứ 6, ngày Tết Ông Táo. Tống Thư Hàng nguyên thần đầu, dẫn đầu hoàn thành ký thác hư không quá trình. Cả cái hư không tiết điểm cùng Tống Thư Hàng nguyên thần đầu hòa làm một thể, chỗ này kiếp tiên tiết điểm, nhiễm lên Tống Thư Hàng khí tức. Thành hắn nguyên thần đầu tại kiếp tiên hư không bên trong nhà. Một cái đầu lâu chiếm cứ cả một cái kiếp tiên tiết điểm, thoáng cảm giác có chút trống trải. Nguyên thần ký thác hư không quá trình sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng liền cảm giác mình nguyên thần đầu nhiều hơn một loại năng lực thiên phú hình chiếu hiện thế. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ký thác tại kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong nguyên thần, liền có thể đem một đạo hình chiếu, ném trở lại hiện thế nhục thân bên trong đi. Cái này đạo hình chiếu có được nguyên thần tất cả công năng. Chỗ bất đồng duy nhất là, từ đó, chỉ muốn kiếp tiên tiết điểm bên trong nguyên thần không chết, hình chiếu ra nguyên thần coi như bị hủy diệt vô số lần, vẫn như cũ có thể trùng sinh. Không chỉ có như thế, tại Tống Thư Hàng đầu hoàn thành nguyên thần ký thác về sau, hắn liền cảm giác đến bản thân thể nội kiếp tiên sinh cơ. Cùng công đức xà mỹ nhân phì kình tọa kỵ thể nội kiếp cốt, bắt đầu cùng nguyên thần của hắn đầu cộng minh lên. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, Minh Sĩ Đồ Thị Thiên Thư Hàn Ngu Chi Mã Tư Khắc Vị Diện Siêu Cấp Đại Giả Trí Tôn Kiếm Hoàng Ta Muốn Làm Thủ Phụ Võ Đạo Thiên Hạ Ngân Hồ Tuyệt Thế Võ Tôn Ăn Quỷ Nam Hài. Không nghĩ tới nguyên thần ký thác hư không lại muốn thời gian lâu như vậy. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Lúc đầu hắn cho là mình đem nguyên thần chuyển rời đến kiếp tiên hư không tiết điểm về sau, đi xuống lưu trình thăng cấp một chút. Rất nhanh liền có thể hoàn thành nguyên thần giả lập hư không quá trình. Không nghĩ tới nguyên thần ký thác một hơi liền tiêu hao hắn vài ngày thời gian. Gia Châu thổi phá, vốn đang cùng thiên đế nói ngày thứ hai liền hoàn thành nguyên thần ký thác đi cùng nàng tiếp xúc, không nghĩ tới nhiều ngày như vậy đi qua, ta mới ký thác xong một cái đầu. Nói, Tống Thư Hàng sử dụng nguyên thần mới tăng năng lực thiên phú hình chiếu hiện thế công năng. Hắn nguyên thần đầu trực tiếp từ kiếp tiên hư không tiết điểm. Hình chiếu đến hiện thế bản thân treo ở thông thiên đại thụ đỉnh thân thể bên trong cả cái quá trình cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao, phi thường tiện lợi. Một cái hình chiếu nguyên thần đầu tại nhục thân bên trong thành hình. Đồng thời,
Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác mình nguyên thần lại mạnh mẽ thật nhiều lần, có lẽ đã đạt đến chân chính kiếp tiên cấp cường độ. Mà cái này, vẫn chỉ là hắn một cái nguyên thần đầu khối lượng. Nguyên thần ký thác hư không quá trình bên trong, nguyên thần sẽ một mực bị kiếp tiên hư không thoải mái, cường hóa. Chờ hắn còn lại 15 phần nguyên thần toàn bộ hoàn thành nguyên thần ký thác, cũng hình chiếu đến nhục thân bên trong, hóa thành hoàn chỉnh nguyên thần hình chiếu về sau, hoàn chỉnh nguyên thần cường độ chỉ sợ muốn so phổ thông mới vào kiếp tiên tu sĩ còn mạnh hơn ra mấy lần, thậm chí là hơn 10 bội. Đương nhiên, đây chỉ là Tống Thư Hàng bản thân đại khái tính ra. Cụ thể bên trên hắn nguyên thần trở về sau sẽ có mạnh cỡ nào, vẫn phải cùng chân chính kiếp tiên so một lần mới có thể thu được chi tiết cặn kẽ. Bất quá bây giờ, không phải tính toán bản thân nguyên thần cụ thể mạnh bao nhiêu thời điểm. Tống Thư Hàng thu liễm suy nghĩ, bắt đầu chú ý bản thân thể nội đang tại cộng minh kiếp tiên sinh cơ, kiếp cốt cùng nguyên thần hư không hình chiếu. Ba cái này, chính là kiếp tiên tối đại đặc thù. Chỉ có vượt qua ngàn ngày chi kiếp kiếp tiên, mới có thể có được cái này ba loại thuộc tính. Đặc biệt là trong đó kiếp tiên sinh cơ cùng nguyên thần ký thác hư không hai bước, trực tiếp đem kiếp tiên thân thể cùng nguyên thần đều tiên hóa, để kiếp tiên từ sinh mệnh trên bản chất cùng bát phẩm huyền thánh kéo ra cấp bậc. Bát phẩm vẫn chỉ là thế gian chi thánh, cửu phẩm chính là kiếp hậu chi tiên. Chân chính tới nói, kiếp tiên đã là chư thiên vạn giới tất cả hệ thống tu luyện điểm cuối cùng. Trường sinh giả cảnh giới này, cũng chỉ là tại kiếp tiên trên cơ sở, lại tiến nửa bước mà thôi. Ba loại kiếp tiên thuộc tính, tại Tống Thư Hàng thân thể bên trong không ngừng cộng minh lấy, phảng phất muốn tiến hành một loại nào đó thuế biến. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu triệu hoán công đức xà mỹ nhân. Tại thứ 15 chỗ hư tiên hư không tiết điểm bên trong. Tống Thư Hàng khuỷu tay phải, ấu bạch trái tay nhỏ hóa thành hai đầu nguyên thần chi tuyến. Công đức xà mỹ nhân ngáp một cái, thân thể của nàng cuốn một cái, rơi vào Tống Thư Hàng khuỷu tay cùng ấu bạch cánh tay ở giữa, sau đó nàng bắt đầu hiến tế bản thân, tự sát về thành. Nàng dùng lực lượng cuối cùng, xúc tiến Tống Thư Hàng cùng ấu bạch cánh tay ký thác nguyên thần tốc độ. Hiến tế sau khi hoàn thành, lại qua trong chốc lát, công đức xà mỹ nhân tại hiện thế Tống Thư Hàng trên thân thể trùng sinh. Cuối cùng từ nhàm chán kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong đi ra về sau, công đức xà mỹ nhân tâm tình vui vẻ, lớn tiếng phát ra một đoạn lời kịch, ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Câu nói này ta biết, là Caesar nói. Lúc này, có một thanh âm tiếp lời nói. Nhưng đây không phải Tống Thư Hàng thanh âm. Công đức xà mỹ nhân. Nàng nhất chuyển quay đầu lại, liền nhìn thấy sở các chủ ngốc mau nhàm chán xoay quanh vòng, vừa rồi chính là nàng mở miệng tiếp lời nói gốc dạ. Thấy là sở các chủ ngốc mau tiếp chủ đề, công đức xà mỹ nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải bị Tống Thư Hàng kẹt lời nói gốc dạ liền tốt. Hoan nghênh trở về, tiên tử. Sở các chủ ngốc mau lười biếng nói. Công đức xà mỹ nhân hai tay nâng mặt, đột nhiên ngượng ngùng. Sở các chủ ngốc mau. Lời của ta mới vừa rồi có gì không ổn địa phương sao? Vì cái gì tiên tử đột nhiên một mặt thẹn thùng bộ dáng? Mà lúc này, Tống Thư Hàng thân thể từ từ mở mắt. Bởi vì chỉ trở về một cái nguyên thần đầu nguyên nhân, trong thời gian ngắn hắn chỉ có thể khống chế thân thể của mình đầu, cần một chút thời gian thích ứng, mới có thể khôi phục toàn thân khống chế chỉ dùng bộ phận nguyên thần liền có thể khống chế toàn bộ thân thể. Đây cũng là Tống Thư Hàng ẩn tàng thiên phú, những người khác không học được. Mở to mắt về sau, Tống Thư Hàng hướng bên cạnh mắt liếc. Vân Tước Tử tiên tử cùng Thất Tu tiền bối, Linh Điệp tiền bối, cùng sau lưng Bạch tiền bối, cũng còn không có thức tỉnh. Dù sao tất cả mọi người là cả cái nguyên thần cùng một chỗ ký thác, không có khả năng giống Tống Thư Hàng dạng này chia 16 phần, 16 bội gia tốc ký thác nguyên thần. Sở các chủ, đại gia có khỏe không? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Long đạo hữu mang theo Tô thị tiểu cô nương bỏ chạy, bây giờ còn chưa trở về. Quy đạo hữu mang theo Thông nương tại Cửu U đi dạo hai ngày sau, lại dẫn Vũ Nhu Tử xuyên thẳng qua đến mộng giới, hiện tại hẳn là tại mộng giới một chỗ mạo hiểm đi. Chuột hamster trông coi Cửu U Bạch chúa tể đùi, tại Cửu U thế giới phụ trách tiếp ứng ngươi cửu tu chi mộ, da đen Vũ Nhu Tử được an bài đến ngươi cái bóng bên trong, phụ trách chiếu cố ngươi. Sở các chủ ngốc mau nói. Tống tiền bối, ta ở chỗ này nha. Da đen Vũ Nhu Tử nổi lên, khoát tay áo. Tống ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử thanh âm đồng thời vang lên, biểu thị nàng cũng tại. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cũng đi theo. Tống Thư Hàng hỏi.
Sở Các Chủ ngốc mau cuốn cái vòng nói, ta để nó đi theo Vũ Nhu Tử đi, để nó trợ giúp chiếu khán tốt Vũ Nhu Tử. Tạ ơn Sở tiền bối, Tống Thư Hàng nói. Sở Các Chủ tâm tư tỉ mỉ, mấy ngày nay, đem tất cả mọi người chiếu cố an bài tốt, dù sao nàng hiện tại chính là phát. Người ký thác nguyên thần thành công. Lúc này, Sở Các Chủ ngốc mau nhạy cảm giác được Tống Thư Hàng nguyên thần biến hóa. Lúc này ở Tống Thư Hàng sọ não bên trong nguyên thần, không phải bản thể, mà là nguyên thần hình chiếu. Nhưng là, vì cái gì chỉ có một cái đầu, thân thể đâu? Ngươi sẽ không lại đem nguyên thần thân thể dày vò không có đi? Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Không, thân thể của ta còn tốt đây. Ta đem chọn cái nguyên thần cắt thành 16 phần, tạm thời chỉ có đầu ký thác hư không hoàn tất. Tiếp xuống 15 phần thân thể, hẳn là cũng rất nhanh sẽ hoàn thành ký thác hư không quá trình. Tống Thư Hàng trả lời. Sở Các Chủ ngốc mau. Liên quan tới Thư Hàng, nàng đã không có gì tốt đậu đen rau muống, đã không có gì tốt sợ hãi. Lại nói, Sở Các Chủ, nguyên thần của ta hình chiếu về hiện thế về sau, tự cùng thể nội kiếp tiên sinh cơ, kiếp cốt một mực tại cộng minh. Nhưng lại không có tiến một bước biến hóa. Đây là có chuyện gì? Tống Thư Hàng trưng cầu nói. Trên người có đại lão vật trang sức chính là thuận tiện, có một ít trên việc tu luyện vấn đề, tùy tiện hỏi vị nào đại lão đều có thể được đến đáp án. Ngươi còn cần để thiên kiếp cho ngươi bổ một bổ. Sở Các Chủ ngốc mau trả lời. Kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp trung kiếp, là đem kiếp tiên tam đại đặc thù xoa bóp đến cùng một chỗ, sinh ra các loại khác biệt kiếp tiên thần thông, cùng kiếp tiên nhất rõ rệt đặc thù không gian lực lượng. Thiên kiếp bổ một bổ, trung kiếp, Tống Thư Hàng cố gắng suy tư, hắn luôn cảm giác bản thân bắt được mỗ đầu manh mối. Oanh! Lúc này, tại phía xa cửu U Ma Hải thế giới bên trong Tống Pho nơi đó, có tin tức phản hồi tới. Tống Pho cọ sát lâu như vậy. Rốt cục chuẩn bị độ kiếp trả nợ, đây là Tống Thư Hàng đã dự chi nhân tiền hiển thánh, thánh hào, huyền thánh giảng pháp cái kia một kiếp. Dự chi chỗ tốt đã tới tay, hôm nay, chính là hoa thôi pháp tắc trả khoản ngày. Nên tới, cuối cùng vẫn là sẽ đến. Tống Pho Ma Hải thiên kiếp, kiếp tiên tam đại đặc thù, diệu a. Tống Thư Hàng nói, Tống Pho thiên kiếp, là hắn sau cùng một lần bát phẩm thiên kiếp. Độ kiếp địa điểm Ma Hải thế giới hiện tại lại là thuộc về hắn địa bàn, thậm chí trên người hắn cửu U Chúa Tể Lâm thời quyền hạn cũng còn không có dỡ xuống. Chờ tại nói, cái này sau cùng bát phẩm thiên kiếp, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Từ trên lý luận mà nói, hắn có thể thử nghiệm lợi dụng một số thủ đoạn, đem Ma Hải thế giới bát phẩm thiên kiếp cường độ cho điều chỉnh đến cái nào đó cực hạn điểm, để nó có được cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp uy năng, đem bản thân phách lên một bổ. Kể từ đó lời nói không chừng có thể đem trong cơ thể hắn kiếp tiên tam đại đặc thù lực lượng thăng hoa, nhượng hắn tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới lúc, liền triệt để nắm giữ không gian thủ đoạn. Vậy liền thử một lần đi, Tống Thư Hàng nói. Da đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói, Tống tiền bối muốn thử cái gì? Thử một chút có thể hay không tăng lên một chút bát phẩm thiên kiếp uy lực. Tống Thư Hàng cố gắng một lần nữa khống chế thân thể của mình. Cũng từ hạch tâm thế giới bên trong lấy điện thoại di động ra. Tiếp lấy hắn lại lợi dụng cửu U Chúa Tể quyền hạn, tại mộng giới, cửu U thế giới, hiện thế. Địa cầu ở giữa, mở ra một đầu tin tức thông đạo. Sau đó, hắn thuần thục mở ra điện thoại, đem cửu châu nhất hào quần mở ra. Có hay không vị tiền bối nào gần nhất muốn độ kiếp rồi? Muốn hay không cân nhắc cùng ta tổ cái đoàn? Tống Thư Hàng tại đưa vào khung bên trong đưa vào hàng chữ này. Sở Các Chủ ngốc mau. Tống Thư Hàng đây là muốn thừa dịp bản thân một lần cuối cùng độ kiếp, tranh thủ đem bát phẩm huyền thánh nhân tiền hiển thánh cái này sau cùng phúc lợi đóng gói cấp cho. Quá tàn nhẫn, bát phẩm hiển thánh pháp tắc đã bị ngươi đè xuống đất ma sát, mời cho hắn lưu lại cuối cùng một tia tôn nghiêm đi. Sở Các Chủ cũng liền chỉ là như thế đậu đen rau muống thức vừa chuyển động ý nghĩ, đã thấy Tống Thư Hàng thật sự duỗi tay, đem khung chat bên trong hàng chữ này xóa bỏ sạch sẽ. A, à, không định tai họa bát phẩm nhân tiền hiển thánh khâu rồi. Sở Các Chủ ngốc mau nghi ngờ nói. Ta khả năng nội tâm lại bành trướng. Tống Thư Hàng nói khẽ, coi như ta kết nối xuống tới muốn độ bát phẩm thiên kiếp có được năng lực trưởng khống, đồng thời có lòng tin có thể nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp, nhưng vẫn tồn tại như cũ vạn nhất khả năng. Dù là chỉ là một phần ngàn tỷ khả năng, ta cũng không thể đem cửu châu nhất hào quần tiền bối cuốn vào. Nội tâm của hắn chỗ sâu. Tại mãnh liệt bài xích động tác này.
Tống tiền bối ngươi làm đúng. Da đen vũ nhu tử gật đầu đồng ý nói. Bất quá, nàng cảm giác cửu châu nhất hào quần bên trong, có một vị tiền bối, nhất định sẽ rất muốn cùng tống tiền bối thành đoàn độ kiếp, dù là quá trình này rất nguy hiểm, vị tiền bối kia cũng nhất định sẽ không lùi bước đại lực cư sĩ tiền bối, hắn vẫn muốn tại nhân tiền hiển thánh khâu, trở thành chư thiên vạn giới chói mắt nhất nam nhân. Đáng tiếc, hiện tại cả cái vô cực ma tông thành viên, đều đã trải qua thành công nhân viên của ta. Bằng không mà nói, ta hoàn toàn có thể từ vô cực ma tông trong thành viên bóp mấy cái sắp độ kiếp thành viên, kéo lên bọn hắn tổ cái sau cùng bát phẩm thiên kiếp đoàn, đến để thăng bát phẩm thiên kiếp cường độ. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Vô cực ma tông các đệ tử năm nay lựa chọn chính xác nhất, khả năng chính là gật đầu nguyện ý trở thành bá tống huyền thánh nhà miễn phí người làm công. Bằng không mà nói không chừng bọn hắn liền muốn hóa thành cho bụi. Đốt ngươi hồ bằng cẩu hữu thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một tích năng lượng, phụ lời, tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đắt tống tiền bối quả nhiên là đại móng heo, nói xong rồi ngày mai liền liên hệ ta, cái này cũng bao nhiêu cái ngày mai rồi. Đang lúc Tống Thư Hàng trầm tư thế nào tăng lên thiên kiếp cường độ lúc, đã không phải là thiên đế tiên tử hướng hắn gửi đi một giọt năng lượng. Cho dù ở Tống Thư Hàng bế quan trong vòng vài ngày, Thái Thượng Thiên Đế Tiên Tử vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì đánh kẹt. Tống Thư Hàng lại nói, nếu như dùng tiền nhiệm Thiên Đế Tiên Tử đến can thiệp một chút bát phẩm thiên kiếp lời nói, sẽ đem thiên kiếp cường độ tăng lên tới trình độ gì? Ma hải thế giới bát phẩm thiên kiếp không giống bình thường, hắn không có chuyên môn độ kiếp không gian, sở dĩ trên lý luận có thể tại độ kiếp sau đó không lâu, lại bị từ bên ngoài đến lực lượng can thiệp cường hóa. Không đúng, thiên đế xuất thủ can thiệp lời nói, trời mới biết cái thiên kiếp này cường độ sẽ tăng lên đến cấp bậc gì. Ta chỉ là muốn đem thiên kiếp uy lực tăng lên một chút, cũng không phải muốn tự tìm đường chết. Tống Thư Hàng kịp thời thanh tỉnh. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn cho tiền nhiệm thiên đế tiên tử phát đầu giọng nói hồi phục, ta đã ký thác nguyên thần trở về, thiên đế tiên tử. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ký thác nguyên thần thành công. Mặc dù trước đó đoán được tống tiền bối ngươi khả năng tại mân mê vấn đề này. Nhưng thật sự nghe được ngươi thành công ký thác nguyên thần tại kiếp tiên hư không lúc, ta vẫn như cũ muốn báo cáo ngươi. Thiên đế tiên tử đồng dạng dùng giọng nói trả lời. Tiên tử nghe nói như thế lúc, nhãn tình sáng lên. Sau đó, thiên đế tiên tử nhận được một đầu hệ thống tin tức. Hệ thống nhắc nhở, cảm tạ ngài đối chung cực vui vẻ hội viên bá tống báo cáo, trải qua xác nhận. Hội viên bá tống hoàn toàn chính xác tồn tại mở treo hành vi. Ngài đã bị phong hào, cảm tạ ngài sử dụng bổn hệ thống, gặp lại. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử. Lúc này, tiên tử lại gửi đi cái tin, Tiền nhiệm thiên đế tiên tử. Nguyên lai là tiên tử đang làm trò quỷ. Nhà nàng viễn cổ thiên đình năm đó đình hoa, cái kia yêu nhã dáng vẻ đã triệt để vừa đi không phản phục. Tống tiền bối người bây giờ còn tại mộng giới sao? Ta ngay mặt cùng ngươi tâm sự chuyện hợp tác đi, thiên đế tiên tử lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời, thiên đế tiên tử ngươi chờ một lát, ta bên này chuẩn bị lại độ cái bát phẩm thiên kiếp trả nợ. Độ xong một kiếp này, chúng ta lại nhạt chuyện hợp tác. Độ kiếp, diệu a, ta lập tức liền tới, tiền nhiệm thiên đế tiên tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, ngươi muốn đối ta thiên kiếp làm cái gì? Ngươi không được qua đây a. Hoa. Tại Tống Thư Hàng ngay phía trước, không gian đẩy ra một tầng gợn sóng. Gợn sóng bên trong, thiên đế vũ nhu tử đôi chân dài một bước bước ra. Ta thì không nên cùng thiên đế tiên tử nhắc lên độ kiếp sự tình. Tống Thư Hàng nội tâm một trận xoắn xuýt. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử đạp không mà đến về sau, nhìn về phía bị treo ở ngọn cây bên trên Tống Thư Hàng, cười vẫy vẫy tay, nha, Tống tiền bối, người treo ở ngọn cây bên trên dáng vẻ, tựa như là bị phơi lên cá ướp muối. Không hiểu xoái khí. Người đây là sai lầm khích lệ mở ra phương thức. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trên thế giới này làm sao lại tồn tại anh tuấn cá ướp muối. Dù sao cũng chỉ là lời khách sáo, tùy tiện ứng phó một chút không được sao. Thiên đế tiên tử chân đạp hư không, mặt đối mặt nhìn qua Tống Thư Hàng. Sở các chủ ngốc mau có chút cuốn một cái, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở dĩ Tống tiền bối, lời khách sáo loại hình chúng ta thì miễn đi. Đón lấy đến chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề, tâm sự chúng ta tiếp xuống thiên kiếp. Thiên đế tiên tử nhếch miệng lên. Là ta thiên kiếp, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Không phải chúng ta thiên kiếp. Từ xưa đến nay,
thiên kiếp đều là một kiện rất tư nhân sự tình. Độ kiếp là muốn lặng lẽ meo meo tiến hành, cấm chỉ thành đoàn. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Cự tuyệt thành đoàn độ kiếp, ta phải theo luật thôi. Tống, hôm nay lên cự tuyệt thành đoàn, Thư Hàng. Từ hôm nay trở đi, Tống Thư Hàng quyết định thay đổi triệt để, làm một cái cự tuyệt thành đoàn độ kiếp bình thường tu sĩ. Tóm lại, thiên kiếp là rất tư nhân sự tình, ta tương lai chỉ muốn một cái người an tĩnh trong góc, lặng lẽ độ kiếp. Tống Thư Hàng dùng tăng cường ngữ khí đọc lên một cái người, lặng lẽ mấy cái này từ, để bày tỏ đạt bản thân kiên định nội tâm. Tống lặng lẽ ngốc tạo hóa tiên tử vì Tống Thư Hàng cổ vũ trợ thế. Xem ra Tống tiền bối ngươi là nghiêm túc, là ta sơ sót. Đối diện tiền nhiệm thiên đế tiên tử đột nhiên 10 phần khéo hiểu lòng người gật gật đầu, nói, hiểu, ta tôn trọng Tống tiền bối quyết định. Cái kia Tống tiền bối, ngươi liền hảo hảo độ kiếp. Ta lần này tuyệt đối sẽ không nhúng tay ngươi tại ma hải thế giới muốn tiến hành thiên kiếp đát. Thiên đế khéo hiểu lòng người hành vi, khiến cho Tống Thư Hàng sững sờ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều hoài nghi trước mắt thiên đế có phải hay không tên giả mạo. Hoặc là bị người xuyên qua rồi. À, người biết Tống tiền bối muốn tại ma hải thế giới độ kiếp. Người đang dám thì Tống tiền bối. Lúc này, da đen vũ nhu tử đột nhiên cảnh giác lên tiếng nói. Thân là huyết thống thuần chính tâm ma, nàng am hiểu dùng xấu nhất ác nhất góc độ đi phỏng đoán nhân tâm. Loại chuyện này, căn bản không cần giám thị. Ta chỉ cần nhìn Tống tiền bối một chút, liền có thể nhìn thấy hắn bây giờ cùng cửu u thế giới bên trong ma hải thế giới xa xa tương liên, có thiên kiếp tại ma hải thế giới trở lấy Tống tiền bối. Gia đen tử, người quá coi thường trường sinh giả cộc. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử mỉm cười. Gia đen vũ nhu tử, ta là điệp Tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng, không phải gia đen tử a. Đại gia không muốn càng ngày càng quá mức. Điểm ấy nàng không có nói sai, loại chuyện này. Trường sinh giả cấp tồn tại, một chút liền có thể nhìn ra liên hệ tới. Sở các chủ ngốc mau chậm rãi nói. Như vậy, ta cùng Tống tiền bối hợp tác, liền chờ Tống tiền bối ngươi độ kiếp sau khi kết thúc lại thương lượng với ngươi đi. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử lộ ra sán lạn vũ nhu tử tử thức dương quang tiếu dung. Sau đó, nàng thon dài hai chân rút lui một bước về đằng sau, thân hình như là dung nhập mặt nước một dạng, dung nhập vào trong không gian. Đó có thể thấy được. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử không gian thủ đoạn, đã tự thành một phái, không lại câu thúc tại cổng không gian, đối không gian lực lượng vận dụng càng thêm nhu hòa. Đợi đã không phải là thiên đế tiên tử, người đến cùng muốn hợp tác với ta cái gì? Dù sao cũng phải để cho ta trong lòng có chút số A. Tống Thư Hàng kêu lên. Ta nghĩ cùng Tống tiền bối hợp tác, đi giết một cái người. Thiên đế tiên tử thân hình dần dần biến mất. Giết người. Tại sao phải tìm ta hợp tác? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nói thật, thiên đế nếu như muốn đi chém người lời nói, dưới tay nàng có vài vị trường sinh giả có thể cung cấp thúc đẩy, tại sao phải tìm tới bản thân? Mà lại, hắn Tống Thư Hàng ưa thích xảy ra án mạng, lại không thích xảy ra án mạng. Bởi vì phải giết người kia tương đối đặc thù, nàng hy vọng mình có thể chết ở Tống tiền bối trong tay của ngươi đát thiên đế tiên tử đáp, đang khi nói chuyện, thân hình của nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Tống Thư Hàng một mặt mê mang, có người, hy vọng chết ở trong tay của ta. Cái này nội dung cốt truyện nghe giống như là hơn 20 năm trước cẩu huyết võ hiệp tình cảm kịch. Tung hoành thiên hạ vô địch tại thế đại ma đầu, lại hy vọng có thể chết ở hắn yêu tiểu cô nương kia trong tay. Sở các chủ ngốc mau nhàm chán vung vẩy xoáy chuyển, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu mô phỏng ra trong chóng che hiệu quả. Sở các chủ, ta cảm giác đầu của ta muốn bay lên. Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử, Tống người phụ tình ngốc. Tiên tử ngươi đừng làm rộn, kỳ thật chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thiên đế tiên tử cùng ta cộng đồng người quen biết bên trong, có cái nào sẽ muốn chết trong tay ta? Căn bản không có, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, sở dĩ, thiên đế tiên tử lại tại nói dối. Nữ nhân càng xinh đẹp, liền càng sẽ gạt người bay, một vị nào đó không muốn lộ ra danh tự họ trương nam tử mụ mụ. Da đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút về sau. Suy đoán nói, Tống tiền bối có ý tứ là, thiên đế tiên tử rất có thể sẽ còn giấu ở chỗ tối. Sau đó, đương Tống tiền bối bắt đầu độ kiếp thời điểm, nàng liền đi ra quấy rối. Bất quá, nàng đã nâng lên muốn hợp tác với ngươi, có lẽ là thật sự rút đi, chờ ngươi vượt qua thiên kiếp sau mới có thể lại đến. Hợp tác loại chuyện này tổng là muốn song phương hỗ động.
Sở các chủ ngốc mau đưa ra một cái khác khả năng. Tóm lại, ta đến lúc đó độ kiếp lúc, lưu thêm cái tâm nhãn. Tống Thư Hàng nói. Mà lại, tại cửu u thế giới ma hải thế giới bên trong độ kiếp lúc, hắn cũng không sợ thiên đế tiên tử. Nơi đó hiện tại là địa bàn của hắn, có một đám thái cổ cửu phẩm tà ma thủ hộ, có bạch tiền bối kim đại thối ở bên, có cẩu đản cha cùng cẩu đản tiên tử trong bóng tối canh gác, lại có cửu tu chi mộ cùng bia đá đạo hữu trấn thủ, còn có cửu u chúa tể quyền hạn có thể kích hoạt sử dụng. Đội hình như vậy phía dưới, thiên đế tiên tử coi như thật sự muốn tới quấy rối, cũng không có dễ dàng như vậy. Chính đang khi nói chuyện, đột nhiên từ kiếp tiên hư không bên trong, lại có một đạo lực lượng nguyên thần hình chiếu tới, dung nhập vào Tống Thư Hàng thân thể bên trong. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng ra, Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ lại tăng lên một mảng lớn, bất quá bởi vì không đầu bá thần nguyên thần là bị 15 đẳng phân, phân lượng càng nát càng cặn bã, sở dĩ nguyên thần tăng lên tổng thể cường độ không có đầu nguyên thần khổng lồ như vậy. Xem ra, ta cái kia 15 đẳng phân nguyên thần thân thể, cũng bắt đầu từng bước hoàn thành ký thác. Tống Thư Hàng nói. Cha nam, tiên tử vui vẻ kêu lên. Tống Thư Hàng phản bác, ta mặc dù bị cắt thành 16 phần, nhưng trình cầu đàn tiên tử nhưng so với ta nát nhiều. Nàng đây mới thực sự là vỡ đầy đất nát cặn bã, cụ thể mảnh vỡ căn bản là không có cách thống kê. Nếu như ta là cha nam lời nói, cái kia nàng tính là gì? Tiên tử lập tức nghẹn lời. Đại cặn bã, tạo hóa tiên tử lên tiếng nói. Tạo hóa tiên tử phối hợp xinh đẹp. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm vì tạo hóa tiên tử điểm tán. Đồng thời, hắn khống chế Tống Pho, nhưng hắn nhịn thêm một chút, áp chế thiên kiếp chờ bản thể nguyên thần toàn bộ hình chiếu tới về sau, lại đem thiên kiếp dẫn hạ. Mặt khác thừa dịp điểm ấy thời gian, Tống Pho bắt đầu nghiên cứu thế nào đem ma hải thế giới thiên kiếp uy lực lại đề thăng một chút, nhìn xem có thể hay không mân mê ra cửu phẩm cấp trung kiếp tới. Một bên khác, tiền nhiệm thiên đế tiên tử lui về không gian về sau. Cũng không trở về thần bí đảo, mà là trực tiếp thông qua không gian lực lượng, đi tới hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực. Trong chòm sao này, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, liền ngay cả hằng tinh hào quang cũng ảm đạm phai màu. Thiên đế tiên tử lấy chỉ làm bút, trong hư không cấu họa phù văn. Từng mai đế văn từ nàng chỉ ở giữa rơi xuống dù cho đem thiên đình chi đạo chuyển di ra ngoài, nhưng đế văn là chuyên thuộc về nàng năng lực cùng tri thức, cũng sẽ không bị tước đoạt. Một chuỗi đế văn ngưng tụ về sau, hư không bên trong hiển hiện một cái to lớn không gian truyền tống trận pháp. Sau đó, một cái mặt trời nhỏ từ truyền tống trận pháp bên trong nhảy ra, chiếu sáng cái này ảm đạm tĩnh mịch thế giới. Mặt trời nhỏ bên trong, có một đạo sắt thép tạo thành thân hình, như ẩn như hiện. Còn tốt lần trước Tống tiền bối bản thân tác một thanh, ta không có đem cái này sắt thép phân thân trả lại hắn. Thiên đế tiên tử hé miệng cười một tiếng. Tống tiền bối. Lần này, ta lại bản thân đến tìm cái chết cọc. Lại, mộng giới, hiện lên thập tự trạng bị treo ở ngọn cây trên ngọn Tống Thư Hàng, trên thân thỉnh thoảng lóe lên hào quang chói sáng. Kia là hắn tại kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong phân liệt nguyên thần nhóm, tại một phần phần quy vị. Nguyên thần không ngừng quy vị đồng thời, tiên tử cùng tạo hóa tiên tử đồng tâm hiệp lực, vì Tống Thư Hàng phối hợp BGM. Đương 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 ta đến tạo thành đầu. Ngơ ngác ta đến tạo thành bả vai cùng ngực. Thận bộ phận để ta tới biến hóa. Chân trái quy vị. Đùi phải gọi đến. Chân trái của ta nha là hoàng kim chân trái. Chân phải của ta hoành tảo thiên nhai. Những thứ này tràn đầy niên đại cảm giác lời kịch, tổng cho người ta một loại tuế nguyệt tang thương cảm giác. Tống Thư Hàng tuyệt vọng vọng thiên hai vị tiên tử, các ngươi không cần lại tú á. Van cầu các ngươi. Trừ đầu bên ngoài 15 phân bá tống thân thể. Liên tiếp quy vị, cổ, bả vai, ngực, phần bụng cùng thận, hai chân các loại tổ hợp, một đường hình chiếu tới, tại Tống Thư Hàng trong thân thể tổ hợp, chuyển hóa thành một cái hoàn chỉnh nguyên thần. Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ không ngừng tăng lên, lúc này đơn thuần nguyên thần cường độ, đã trải qua thật to vượt qua phổ thông vừa tấn cấp kiếp tiên. Ngươi lại đường dễ vượt qua, sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng chuyển động nói. Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ vẫn luôn không thể so nhục thân cảnh giới chênh lệch, thiên kiếp tôi luyện, thiên phạt tai kiếp, hắc long thế giới tạo hóa, thánh viên long lực thần công tổng cương thiên các loại, mỗi một loại kỳ ngộ đều là tăng cường nguyên thần đại cơ duyên. Nguyên bản tại chính thức tấn thăng bát phẩm huyền thánh lúc, Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ kỳ thật liền không kém gì kiếp tiên bao nhiêu.
Hiện tại nguyên thần cường độ lại nâng cao một bước, trực tiếp đường dễ vượt qua. Khuỷu tay đâu, ta để ở chỗ này lớn như vậy một cái khuỷu tay đâu. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên kêu lên. Tống khuỷu tay tạo hóa tiên tử đồng dạng đi theo hát lên. Tống Thư Hàng còn lại bộ phận nguyên thần toàn bộ quý vị, nhưng hắn một đôi nguyên thần cánh tay nhưng không có trở về. Đừng hoảng hốt, cánh tay của ta là cuối cùng tiến vào kiếp tiên hư không tiết điểm, ký thác kiếp tiên hư không hoàn thành thời gian khẳng định phải trễ một chút. Mà lại, sau cùng kiếp tiên tiết điểm bên trong, có ta cùng bạch tiền bối hai cánh tay, so cái khác kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong muốn bao nhiêu ra một phần nguyên thần đến, ký thác nguyên thần tiêu hao thời gian khẳng định cũng sẽ càng dài một chút. Tống Thư Hàng trả lời. Về phần một cái tay khác cánh tay, càng là cùng ấu bạch nguyên thần cùng một chỗ tiến vào một cái kiếp tiên hư không tiết điểm, khẳng định sẽ chỉ chậm hơn. Đang khi nói chuyện, trong hư không có hai đạo nguyên thần hình chiếu chiếu dọi tới, dung nhập vào Tống Thư Hàng trong thân thể. Một con là hắn nguyên thần cánh tay phải. Một cái khác là ấu bạch cánh tay trái. Hai con nguyên thần cánh tay một trái một phải, hình chiếu tới, hợp thành một cái hoàn chỉnh Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu. Tống Thư Hàng trừng to mắt. Bạch tiền bối cánh tay, làm sao hình chiếu đến ta nơi này rồi? Chẳng lẽ bạch tiền bối lạc đường? Tống Thư Hàng lập tức thông qua tu chân nói chuyện phiếm nói chuyện riêng công năng, liên hệ bạch tiền bối. Nhưng đạt được lại là ấu bạch tự động treo máy nhắn lại. Tống Thư Hàng. Xảy ra chuyện gì rồi? Sở các chủ ngốc mau hỏi, nàng cảm giác được Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ ẩn ẩn tăng lên một điểm. Tay trái của ta cánh tay còn tại bạch tiền bối kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong, khoảng cách ký thác hư không hoàn thành còn cần một chút thời gian. Sau đó, bạch tiền bối tay trái cánh tay nguyên thần, hình chiếu đến nhục thể của ta bên trong. Tống Thư Hàng giơ lên tay trái của mình, nhẹ nhàng nắm tay. Cái này sao có thể? Sở các chủ ngốc mau nói, nguyên thần của mình chỉ có thể hình chiếu đến nhục thân của mình bên trong, đây là kiếp tiên hư không nguyên thần hình chiếu cơ bản nhất quy tắc. Trừ phi, đoạt xá. Lại hoặc là, tống tiền bối cánh tay của ngươi có thể hay không không phải chính ngươi, mà là bạch tiền bối. Da đen vũ nhu tử nhấc tay suy đoán nói. Làm sao có thể, ta không có khả năng ngay cả mình cánh tay đều nhận lầm. Mà lại, ta trước đó huyền thánh giảng pháp lúc, vừa bạo thể mà chết qua một lần, sống lại một lần. Tống Thư Hàng nói. Có lẽ, cùng trên người ngươi mang theo cửu u bạch quyền hạn có quan hệ. Tại cái này quyền hạn ảnh hưởng dưới, khí tức của ngươi bị thừa nhận làm là cửu u bạch. Sở các chủ ngốc mau thuận miệng đoán mò nói. Nàng đã bỏ đi nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại đừng nói Tống Thư Hàng trên thân xuất hiện bạch thánh nguyên thần, coi như Tống Thư Hàng trên thân lại biến ra cái ngàn con đạo hữu khác nguyên thần hóa thân thiên thủ Tống, nàng cũng sẽ không chấn kinh. Quen thuộc là loại rất đáng sợ lực lượng, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, nó có thể để ngươi tiếp nhận một chút rất hoang đường sự tình. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ, bạch tiền bối đây là muốn giúp ta. Hắn tiếp xuống, đang chuẩn bị đem Tống Phò bát phẩm huyền thánh kiếp tăng lên tới trung kiếp cường độ, mà mang theo bạch tiền bối một bộ phận nguyên thần tiến vào ma hải thế giới bát phẩm huyền thánh kiếp, nhất định có thể tăng lên rất nhiều thiên kiếp cường độ. Người vui vẻ là được rồi, tiên tử niệm tụng lời kịch nói. Tống Tư Duy dần dần bạch hóa tạo hóa tiên tử bổ sung hát nói. Ngươi bây giờ liền muốn đi độ kiếp rồi sao? Sở các chủ ngốc mau hỏi, mặc dù tay trái chứa chính là bạch thánh nguyên thần hình chiếu, nhưng Tống Thư Hàng hiện tại miễn phí cũng coi như lắp ráp thành nhân dạng, thỏa mãn độ kiếp điều kiện cơ bản. Tống Phò nơi đó đã đè nén không được. Sở các chủ, tiếp xuống làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán một chút bạch tiền bối, Vân Tức Tử tiên tử bọn hắn, ta đi một chút liền đến. Tống Thư Hàng thân hình có chút giãy giụa một chút, từ ngọn cây trên ngọn thoát thân. Bao trên người ta đi, sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng xoay tròn, như là trong chóng tre đồng dạng, bay đến bạch thánh trên đầu, cắm rễ tại bạch thánh đỉnh đầu. Da đen tử, người muốn lưu lại vẫn là đến ma hải thế giới bên cạnh, nhìn ta độ kiếp. Tống Thư Hàng lại đối cái bóng hỏi. Da đen vũ nhu tử nhấc tay nói, nhiệm vụ của ta là chiếu khán tống tiền bối, cũng định kỳ gửi đi tống tiền bối video trạng thái hồi phục bản thể. Cho nên, ta đến ma hải thế giới bên cạnh. Vì tống tiền bối thu độ kiếp trực tiếp đi. Tạo hóa tiên tử đâu? Tống Thư Hàng lại hỏi. A ngốc ngốc tạo hóa tiên tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cũng được,
cái kia tạo hóa tiên tử ngươi đến lúc đó chính mình chú ý an toàn. Dứt lời, Tống Thư Hằng quay người tiện tay tại ngọn cây thượng chiết dưới một cây nhánh cây. Tại sở các chủ ngốc mao, da đen vũ nhu tử, tạo hóa tiên tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tống Thư Hằng thuần thục một gọt, đem nhánh cây trẻ thành phi kiếm bộ dáng. Đồng thời hắn tay trái tại trên mộc kiếm nhẹ nhàng khẽ vỗ, liên tiếp phức tạp trận pháp, phù văn liên xuất hiện tại trên mộc kiếm, qua trong giây lát đem kiếm gỗ hóa thành duy nhất một lần phi kiếm bộ dáng. Sau đó, Tống Thư Hằng tay trái bấm một cái kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, tật. Siêu. Duy nhất một lần phi kiếm mang theo Tống Thư Hằng, xuyên qua mộng giới cùng cửu u thế giới thông đạo, cấp tốc hướng ma hải thế giới vị trí bay đi. Tống Thư Hằng hai tay thả lỏng phía sau. Gió mạnh che mặt, thổi loạn hắn lọn tóc. Ngự kiếm phi hành, đây là tại ngự kiếm phi hành A. Chỉ là, phi hành trên đường, Tống Thư Hằng cảm giác thoáng có chút rét run. Đúng, y phục của hắn bị tạo hóa tiên tử cởi xuống, xuyên qua vân tước tử tiên tử trên người. Khó trách có chút mát mẻ siêu siêu. Đương nhiên, điểm ấy trình độ lạnh siêu siêu đối Tống Thư Hằng mà nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Đây chính là ngự kiếm phi hành cảm giác sao? Tống Thư Hằng cố gắng bày ra đẹp trai nhất tư thế, nói khẽ. Cảm giác chính mình linh hồn đều muốn thăng hoa. Chân chính tu tiên giả, liền phải giống hắn như bây giờ, chân đạp kiếm quang, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Tiếc nuối duy nhất là hắn lần này duy nhất một lần phi kiếm chế tác cùng ngự kiếm, đều là bởi vì ấu bạch tay trái nguyên thần hình chiếu tại thân thể của hắn trong tay trái nguyên nhân. Tương đương nói là hắn đang mượn lấy bạch tiền bối lực lượng, chế kiếm, ngự kiếm. Xem như qua đem nghiện đi, Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng. Kiếm quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong nháy mắt liền tới đến cửu u thế giới ma hải thế giới biên giới. Da đen tử, tạo hóa tiên tử. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Tạo hóa tiên tử siêu một chút, từ trong cơ thể hắn nhảy lên thật cao, một cái xoái khí 360 độ xoay tròn, rơi xuống ma hải thế giới biên giới. Da đen vũ nhu tử thì tương đối là ít nổi danh, nàng một tay án lấy chính mình váy dài, yêu nhã từ Tống Thư Hằng cái bóng bên trong bước ra, đồng thời giơ trong tay ma cải qua camera, nhắm ngay ma hải thế giới, thu tiếp xuống Tống Thư Hằng độ kiếp hình tượng. Tại thu đồng thời, da đen vũ nhu tử còn thông qua Tống Thư Hằng dự lưu cửu u cùng hiện thế địa cầu thông đạo, dùng bản thể tài khoản thượng tuyến, tại cửu châu nhất hào quần bên trong mở quần trực tiếp. A, à, vũ nhu tử lại mở trực tiếp rồi. Lần này cần trực tiếp cái gì? Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất nổi lên nói. Diệt Phượng công tử, ta thấy được chợt lóe lên Thư Hằng tiểu hữu, ta có loại dự cảm không ổn. Đậu đậu nhìn thấy Diệt Phượng sau khi xuất hiện, lập tức đi theo nổi lên. Diệt Phượng ngươi không biết lớn nhỏ, đây là bá Tống Huyền Thánh không phải hàng lởm bản cho nên, chúng ta bây giờ hẳn là muốn tôn xưng hắn là bá Tống Đại Đại. Phải biết, hiện tại liền Nho Gia Hằng Hỏa tôn giả đều thấp bá Tống Đại Đại một cảnh giới. Hằng Hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Vì cái gì ta muốn nằm thương, ta đều cố gắng lặng lẽ tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, tại sao phải kéo ta ra nằm thương. Lại nói, Thư Hằng tiểu hữu có phải là lại muốn độ kiếp rồi. Đông Phương Lục tiên tử bén nhạy nhìn thấy ma hải thế giới bên trong bốc lên kiếp vân hình thức ban đầu. Lại muốn độ kiếp, hắn không phải vừa hiển thánh xong sao? Điền Thiên Đảo chủ nói. Da đen vũ nhu tử mượn vũ nhu tử tài khoản, trả lời, đúng vậy, tiền bối nhóm. Tống tiền bối hiện tại lại muốn độ bát phẩm thiên kiếp. Sách Diệt Phượng công tử ghét bỏ nói, nam nhân đều là lớn móng heo, nói xong một lần cuối cùng huyền thánh giảng pháp. Kết quả hiện tại lại muốn độ kiếp. Bát phẩm thiên kiếp, chống không, Thư Hằng tiểu hữu lại muốn độ bát phẩm thiên kiếp. Lúc này hắn dẫn người sao, tổ đoàn không. Tạo hóa pháp vương đột nhiên nổi lên, lại nói, ta cũng kém không nhiều muốn độ kiếp rồi. Hắn một mực trầm mê lột sắt tôi thể, nhục thân cường độ đã trải qua viễn siêu tự thân cảnh giới. Hiện tại tính toán thời gian, hắn cũng là thời điểm độ kiếp một đợt, đem cảnh giới nâng lên mây, tốt tiếp tục lột sắt tôi thể. Vũ nhu tử, tạo hóa tiền bối, tạo hóa tiên tử để ta thuật lại ngươi một câu, nội dung như sau tạo hóa ngơ ngác, a ngốc ngốc, ngốc. Chính là như vậy. Tạo hóa pháp vương. Ngươi ngược lại là cho ta phiên dịch một chút ha. Đại khái hẳn là tạo hóa tiên tử muốn trở về, hiệp trợ ngươi cùng một chỗ độ kiếp y tứ. Bắc Hà tán nhân suy đoán nói, hắn đương nhiên không cách nào phiên dịch tạo hóa tiên tử,
chỉ là mô phỏng tình huống hiện tại, tiến hành phỏng đoán. Tạo hóa pháp vương. Nói lên độ kiếp đề tài này lúc, Bắc Hà Tán Nhân đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, nói lên độ kiếp, Tô Thị A Thất, người gần nhất còn cùng với Tam Lãng sao? Tam Lãng hắn không phải cũng phải độ kiếp rồi, làm sao đột nhiên liền không có tin tức rồi? Tô Thị A Thất không có trả lời, xem bộ dáng là không online. Bắc Hà Tán Nhân lại thử xuống cuồng đao Tam Lãng, vẫn không có phản ứng. Tam Lãng sẽ không xảy ra vấn đề a? Diệt Phượng công tử có chút lo lắng nói. Chỉ là 5 tấn 6 thiên kiếp, khẳng định là không làm khó được Tam Lãng. Nói thật, luận quần bên trong đạo hữu độ kiếp xác suất thành công, Tam Lãng một mực xếp tại hàng đầu. Bắc Hà Tán Nhân nói. Lệ Chi tiên tử, gần nhất Tam Lãng hoàn toàn chính xác có chút thần thần bí bí cảm giác. Luôn cảm giác hắn lại muốn tố đại tử. Còn có đồng quái, gần nhất cũng rất điệu thấp, rất ít thượng tuyến. Tuyết Lang động chủ nói bổ sung, Tam Lãng cùng đồng quái cùng một chỗ trầm mặc, bọn họ có phải hay không muốn làm cái đại tân văn? Bắc Hà Tán Nhân, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, người biết tin tức gì không? Ta sẽ để cho người chú ý một chút Tam Lãng cùng đồng quái tung tích. Ta vừa thử dùng tu chân công năng nói chuyện riêng bọn hắn, cũng chưa hồi phục, có lẽ là đang bế quan bên trong. Hoàng Sơn tiền bối trả lời. Lệ Chi tiên tử, vất vả Hoàng Sơn tiền bối a, mặt khác Hoàng Sơn tiền bối, qua mấy ngày ta khả năng cũng phải biến mất một đoạn thời gian. Lệ Chi ngươi cũng phải bế quan. Hoàng Sơn tôn giả hỏi. Đúng thế, Lệ Chi tiên tử trả lời, tất cả mọi người là ta trân trọng đạo hữu, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Bắc Hà Tán Nhân. Chính cho tới một nửa lúc, Vũ Nhu Tử trực tiếp hình tượng bên trong, truyền đến từng đợt tiếng sấm. Tống pho thiên kiếp ầm vang giáng lâm. Cùng bình thường bát phẩm thiên kiếp khác biệt, mà hải thế giới bát phẩm thiên kiếp không có độc lập thiên kiếp không gian, lực phá hoại kinh khủng bát phẩm thiên kiếp trực tiếp ngay tại ma hải thế giới bên trong nổ tung lên. Thiên kiếp bên trong, Tống Thư Hàng bản thể, Tống pho song song mà đứng, tỉnh táo nhìn lên bầu trời bên trong bát phẩm thiên kiếp đệ đệ. Quá yếu. Loại trình độ này thiên kiếp không thể được, thậm chí liền ta ra lông đều không phá nổi. Hiện tại chỉ có chính ta độ kiếp, không cần lo lắng sẽ đem cái khác cửu châu nhất hào quần tiền bối nhóm cuốn vào, cho nên chúng ta có thể thoáng vận dụng chút thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng bản thể trong tay trái, thuộc về bạch tiền bối nguyên thần hình chiếu khí tức hiện lên, thứ này cũng ngang với là có người xuất thủ can thiệp thiên kiếp. Trong hư không, ma hải thế giới bát phẩm thiên kiếp uy lực. Nháy mắt được tăng lên. Bạch tiền bối nguyên thần hình chiếu quả nhiên trong bóng tối trợ giúp Tống Thư Hàng, yên lặng hiệp trợ hắn. Bất quá, chỉ có ta cùng bạch tiền bối cùng một chỗ độ kiếp, khoảng cách trung kiếp uy lực còn kém lên một tuyến. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nơi này, là cửu u thế giới. Tại cái này mênh mông cửu u thế giới bên trong, cũng không phải là tất cả tà ma, đều là bạch tiền bối thuộc hạ. Trên thực tế, trước mắt cửu u thế giới bên trong, có cực lớn một bộ phận cửu u tà ma, có được chính mình thế lực cùng hành động phương châm tỷ như đã từng tiến vào hiện thế, tham dự qua phá hủy nho gia tác chiến tà ma. Tống Thư Hàng ngay tại cân nhắc muốn hay không đem chủ ý đánh vào nhóm này cửu u tà ma trên đầu đi. Đang lúc Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời điểm, đột nhiên trong hư không lôi kiếp uy lực, lại không hiểu thấu tăng lên một mảng lớn. Món ăn khai vị lôi kiếp uy lực, đều đã tăng lên tới bát phẩm đỉnh phong cấp bậc. Cứ theo đà này, đến cuối cùng lôi kiếp uy lực thỏa thỏa sẽ đạt tới trung kiếp cường độ. Tống Thư Hàng không khỏi nhìn cánh tay trái của mình, chẳng lẽ là bạch tiền bối may mắn thuộc tính phát động, đưa tới thiên kiếp bạo kích. Không có tấu chương nói, thậm chí liền chỗ bình luận chuyện cũng mất, quá không quen. Luôn cảm giác ta đang chơi game offline, thể nghiệm cảm giác cực kém. Ma hải thế giới không khác thường, trừ bạch tiền bối nguyên thần can thiệp tăng cường thiên kiếp uy bên ngoài. Trước mắt không có phát giác được cái khác tồn tại nhúng tay chúng ta bát phẩm huyền thánh kiếp. Tống pho lên tiếng nói. Hiện tại toàn bộ ma hải thế giới đều tại Tống Thư Hàng nắm giữ phía dưới, chờ độ xong cái này sóng huyền thánh kiếp về sau, toàn bộ ma hải thế giới đều muốn bị Tống Thư Hàng đem đến hạch tâm thế giới đi, cùng hạch tâm thế giới dung hợp, vì nó thăng cấp phối trí. Cho nên, nếu như là ma hải thế giới nội bộ biến hóa, liền tuyệt đối chạy không khỏi Tống Thư Hàng con mắt. Cửu u thế giới phiến khu vực này không khác thường, Tống Thư Hàng bản thể đồng thời lên tiếng nói. Tại hắn cửu u chúa tể quyền hạn tác dụng dưới,
không có người có thể tại cửu u thế giới ảnh hưởng đến mảnh này ma hải thế giới khu vực. Cũng không phải bản thể trong bụng nữ nhi nguyên nhân, nàng đối thiên kiếp cường hóa, tại chúng ta bước vào ma hải thế giới thứ nhất nháy mắt, liền đã kích hoạt, nàng đã trải qua bị tính thành chúng ta tự thân một bộ phận. Tống Phò tỉnh táo phân tích nói. Tống Thư Hàng sờ lên bụng của mình theo hắn nguyên thần ký thác hư không, thực lực tăng cường một đoạn về sau, trong bụng nữ nhi tựa hồ lại phát dục một chút. Nhưng khoảng cách xuất sinh còn rất xa xôi, người khác là 10 tháng hoài thai, Tống Thư Hàng cảm giác chính mình trong bụng nữ nhi nói không chừng muốn mang cái 10 năm 8 năm. Cho nên tổng kết một chút, lần này bát phẩm ma hải thế giới thiên kiếp tăng cường, là bởi vì chúng ta tự thân nguyên nhân, hoặc là bạch tiền bối may mắn giá trị dẫn dắt, để thiên kiếp bạo kích từ đó đạt tới chúng ta cần trung kiếp điều kiện. Tống Phò nói, Tống Thư Hàng bản thể mở to mắt, nhìn về phía trong hư không ngưng tụ thiên kiếp. Cười ha ha một tiếng, như vậy, chân quý chúng ta sau cùng một đợt bát phẩm thiên kiếp đi. Qua cái thôn này mà về sau, liền rốt cuộc không có cái tiệm này. Cho nên, hảo hảo thu một đợt thiên kiếp nguyên liệu nấu ăn đi. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, Tống Thư Hàng cùng Tống Phò đồng thời kích hoạt bạch cốt cự nhân nửa người trên. Hai cỗ đồng dạng lớn nhỏ bạch cốt cự nhân, trống rỗng hiển hiện. Trong hư không, cuồng bạo ma hải thế giới bát phẩm thái cổ kiếp chi lực. Hóa thành lôi trụ hướng phía Tống Thư Hàng cùng Tống U U rơi xuống. Nhưng chúng nó vừa dứt đến một nửa, liền bị Tống Thư Hàng ngưng tụ ra bạch cốt cự nhân nắm lấy. Một tôn bạch cốt cự nhân phụ trách xoa bóp ma hải thái cổ kiếp lôi trụ, đưa nó xoa thành viên trụ trạng về sau, lại đưa cho một vị khác bạch cốt cự nhân. Một vị khác bạch cốt cự nhân phụ trách cho lôi kiếp trụ in dấu lên đơn giản phong ấn. Cũng cấp tốc đưa chúng nó chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong tại ma hải thế giới loại này không có thiên kiếp không gian bát phẩm kiếp chung, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới có thể cử đi lớn nhất công dụng. Hạch tâm thế giới bên trong, sở các chủ bản thể uể oải đưa tay, phụ trách đem Tống Thư Hàng đưa vào hạch tâm thế giới bát phẩm thái cổ lôi kiếp trụ cho hai lần phong ấn, cũng đưa chúng nó chuyển rời đến hạch tâm thế giới thiên đình nhà ăn bên trong đi. Ở nơi đó, tu chân giới thứ nhất tiên chủ Biệt Tuyết Tiên Cơ đã sớm ngo ngoe muốn động. Nàng gần nhất một mực tại nghiên cứu tà vọng nguyên liệu nấu ăn cùng thiên kiếp menu, cũng chỉ điểm sở sở chủ nghệ. Tươi mới nguyên liệu nấu ăn, có bao nhiêu nàng muốn bao nhiêu. Bát phẩm thiên kiếp đối Thư Hàng đã hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Sở các chủ xuyên thấu qua hạch tâm thế giới quan nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không có tôn nghiêm bát phẩm thái cổ thiên kiếp. Hiện tại chính là đi cái quá trình, tiếp xuống liền chờ Tống tiền bối mong đợi trung kiếp. Da đen vũ nhu tử một bên thu vừa nói. Thái cổ thiên kiếp từng lớp giáng lâm. Cùng lần trước đồng dạng, theo thứ tự còn sẽ có chính năng lượng kiếp cùng tâm ma kiếp. Chính năng lượng cường quốc cường thể. Mà lần này tâm ma kiếp còn không có thành hình, liền bị Tống Thư Hàng tâm ma phân thân tàn nhẫn sát hại, cắt chém tổn chữ, trở thành tâm ma kiếp món ăn nguyên liệu nấu ăn. Tâm ma kiếp qua đi, thái cổ kiếp tiến vào ngắn ngủi tụ lực giai đoạn, bắt đầu chuẩn bị sau cùng đại kiếp. Cuối cùng này đại kiếp có thể hay không tăng lên tới cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp cường độ, liền nhìn nó tụ lực năng lượng có đủ hay không. Bạch tiền bối phù hộ, tranh thủ để chúng ta một đợt thành công. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng án lấy tay trái của mình, tại nội tâm cầu nguyện nói. Đây đã là hắn sau cùng bát phẩm thiên kiếp, nếu như thất bại. Hắn muốn dung hợp kiếp tiên ba đặc thù cũng chỉ có đến cửu phẩm kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp bên trong đi. Một ngàn ngày thực tế quá lâu, bá Tống Hào chỉ tranh sớm chiều. Cùng một thời gian, da đen vũ nhu tử thừa dịp giữa trận thời gian nghỉ ngơi, đem vừa rồi chính mình ghi lại tới Tống tiền bối độ kiếp hình tượng, truyền lại cho mình bản thể. Mộng giới, thiêu đốt lên hỏa diễm màu trắng sa mạc bên trong. Quy tiền bối, thông nương, tâm ma xích tiêu kiếm. Vũ nhu tử ngay tại cái này màu trắng sa mạc bên trong hành tẩu. Nóng quá, hành mầm đều muốn khô héo. Chúng ta bây giờ thật tại mộng giới sao? Thông nương lè lưỡi nói rõ ràng trước đó du ngoạn mộng giới khu vực, đều như là như tiên cảnh xinh đẹp, nhưng chuyển, làm sao lại đến ác liệt như vậy hoàn cảnh? Người mộng có mộng đẹp cùng ác mộng giới bên trong tự nhiên cũng sẽ không đều là tiên cảnh, khẳng định cũng có loại này ác mộng hoàn cảnh. Quy tiền bối bình tĩnh trả lời. Đang khi nói chuyện, nó mai rùa lặng lẽ hiển hiện một tầng hơi nước kết giới, đem thông nương bao khỏa trong đó, thoải mái nàng sắp khô héo hành mầm. Tạ ơn quy tiền bối, ta cảm giác tốt hơn nhiều.
Thông nương tiểu thủ không ngừng quạt gió, đối Vũ Nhu Tử nói, Vũ Nhu Tử, chúng ta nếu không thay cái khu vực tiếp tục chơi à? Nơi này thực tế quá dày vò. Vậy chúng ta lại đi một vòng, liền rời đi đi. Vũ Nhu Tử eo buộc tâm ma xích tiêu kiếm, hai chân thon dài một bước phóng ra, chính là hơn 10 bước khoảng cách. Quy tiền bối, chúng ta ra tốc, đuổi theo Vũ Nhu Tử. Thông nương kêu lên. Vậy ngươi có thể ngồi vững vàng. Quy tiền bối đưa tay một tế, từ mai rùa không gian bên trong tế ra một kiện. To lớn ván trượt. Đây là thông nương từ trên mạng đãi tới hàng hóa, chính thông nương chơi vài ngày sau liền đã mất đi hứng thú, quy tiền bối đem ván trượt cường hóa một chút, cất chứa bắt đầu. Chỉ thấy quy tiền bối đem ván trượt để tốt, sau đó chính mình to lớn rùa thân đặt ở ván trượt bên trên. Nó bốn cái rùa vây cá tại màu trắng sa mạc bên trong không ngừng huy động, mà cải về sau ván trượt cho dù ở sa mạc bên trong cũng vận chuyển như bay. Ao ao ao, quy tiền bối nhẹ nhõm đuổi kịp Vũ Nhu Tử tốc độ. Một con ghé vào ván trượt lên rùa biển, tứ chi vẩy nước, nhanh chóng du tẩu. Tâm ma xích tiêu kiếm nhìn qua hình tượng này, yên lặng nửa ngày, nói không ra lời. A, tống tiền bối tỉnh đâu? Lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói. Nàng tiếp thu được da đen Vũ Nhu Tử truyền tới ghi hình hình tượng. Nhanh như vậy liền tỉnh, vậy ta chẳng phải là phải trở về đi làm, nếu không, bị trừ tiền lương sẽ không hay. Thông nương nói. Tỉnh. Nhà ngươi tống lão bản căn bản không có tiền cho ngươi phát tiền lương. Quy tiền bối nói. Cũng đúng a. Thông nương hơi suy nghĩ một chút về sau, lại nói, nhưng là ta gần nhất thật vất vả thăng chức làm giám đốc, dưới tay quản lý một cái vô cực ma tông tinh anh thành viên, nếu như chức vị tổng kinh lý bị lột, có chút không bỏ. Quy tiền bối. Ngươi có thể là có được thiên đạo chi tư thiên tài a, ánh mắt không cần như thế thiển cận, chỉ là một cái chức vị tổng kinh lý ngươi làm sao lại thỏa mãn. Tống tiền bối tỉnh, vậy chúng ta cũng phải tăng tốc tiết tấu. Vũ Nhu Tử nói khẽ. Tâm ma xích tiêu kiếm nghe vậy có chút dừng lại, hỏi, Vũ Nhu Tử, người tại mộng giới đi dạo nhiều ngày như vậy, là muốn tìm cái gì đồ vật sao? Hẳn là muốn tìm một vật, Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Hẳn là, chính ngươi cũng không xác định, tâm ma xích tiêu kiếm sững sờ nói. Sau đó, nó trong lòng hơi động. Hẳn là Vũ Nhu Tử lại đổi hình thức. Từ khi chuyển chức thành bá tống vật trang sức về sau, tâm ma xích tiêu kiếm giữa bất chi bất giác liền nắm giữ rất nhiều tin tức cùng bát quái. Nó biết Vũ Nhu Tử có thời gian sẽ đổi thành yêu nhã hình thức, lúc này nàng thời gian trục phương diện có thể sẽ có chỗ biến hóa. Nghĩ tới đây, tâm ma xích tiêu kiếm quan sát tỉ mỉ lấy Vũ Nhu Tử nhất cử nhất động, nhìn nàng một cái hành động có hay không biến yêu nhã bắt đầu. Đánh giá sau một lúc lâu. Tựa hồ lại cao lớn một chút. Vũ Nhu Tử phát dục kỳ còn chưa kết thúc sao, còn như vậy cao lớn đi xuống, đoán chừng tiếp qua không lâu, liền muốn cùng Thư Hàng tề đầu tịnh tiến đi. Có ý tứ, đến lúc đó Vũ Nhu Tử một mang giày cao gót liền có thể siêu Thư Hàng một đoạn, Thư Hàng cái này tống tiền bối liền biến thành đệ đệ. Không đúng không đúng, ta tại chú ý cái gì đâu. Ta phải chú ý là Vũ Nhu Tử động tác, có hay không biến hóa. Nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra a. Vũ Nhu Tử bản thân liền là Linh Điệp Đảo Đại Tiểu Thư, mà Linh Điệp Đảo thân pháp cùng công pháp, bản thân liền là đi nhẹ giật phiêu miểu lộ tuyến, tiên khí 10 phần. Cho nên chỉ đơn thuần nhìn đi đường, sao có thể nhìn ra nhiều như vậy tin tức đến. Xích tiêu kiếm tiền bối ngươi đang nhìn cái gì đâu? Vũ Nhu Tử mẫn duệ cảm ứng được tâm ma xích tiêu kiếm tại khóa chặt lấy nàng, hì hì cười nói. Ta đang nghĩ, Vũ Nhu Tử ngươi cái này song siêu cấp đôi chân dài. Không đi đạp xe xích lô, thật sự là đáng tiếc. Tâm ma xích tiêu kiếm nghiêm túc nói. Thông nương. Quy tiền bối. Đạp xe xích lô loại sự tình này, ta cho tới bây giờ không có chơi qua. Vũ Nhu Tử ánh mắt sáng lên nói, cái kia xích tiêu kiếm tiền bối, quay đầu sau chúng ta đi tìm vòng xe xích lô tới, sau đó cưỡi trở về thấy tống tiền bối. Tốt nhất là loại kia mang hàng đấu nhân lực xe xích lô, dạng này. Chúng ta liền có thể mang theo tống tiền bối đi hóng mát. Tâm ma xích tiêu kiếm. Nó có thể khẳng định đây là bình thường Vũ Nhu Tử, cũng chỉ có bình thường Vũ Nhu Tử não đường về mới có thể thắt nút thành bộ dáng này, căn bản không theo sáo lộ tới đón người. Mặt khác, cái này Vũ Nhu Tử đạp nhân lực vận hàng xe xích lô, hàng đấu bên trong lấy ôm đầu gối mà ngồi, sinh không thể luyến bá tống. Hình tượng này, ngẫm lại vậy mà như thế mang cảm giác.
thân là tiêu chuẩn tâm ma, ít nhất là so ra đen Vũ Nhu Tử muốn tâm ma rất nhiều tâm ma, Xích Tiêu kiếm tiền bối quyết định trợ Vũ Nhu Tử một tay chi lực. Thế là, nó chuyển qua chuôi kiếm đến, đối Thông Nương nói, Thông Nương, làm phiền ngươi một hồi vào Internet hạ cái đơn, đặt trước một cỗ nhân lực vận hàng xe xích lô. Tống Thư Hàng hiện tại có thể là hạch tâm thế giới tập đoàn đại lão bản, cũng là thời điểm có được một vận chuyển chính mình xe sang trọng. Ngốc Thông Nương nghi ngờ nói, Thư Hàng không phải có một xe kho xe sao? Kia là Bạch tiền bối xe, không phải Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Có đạo lý, cái kia một hồi chúng ta có thể liên tuyến đến hiện thế địa cầu lúc, ta liền đi trên mạng cho Thư Hàng đặt hàng một cỗ hào hoa xe xích lô. Thông Nương gật đầu nói. Thấy Thông Nương như thế thượng đạo, tâm ma Xích Tiêu kiếm mỉm cười, quay lại ta dạy cho ngươi một chiêu tuyệt kỹ thiên đao đồ chân long, để ngươi chiến lực nâng cao một bước. So Tống lão bản phần thiên hỏa diễm đao còn lợi hại hơn sao? Thông Nương hỏi, là không kém gì phần thiên hỏa diễm đao đao pháp, mà lại phần thiên hỏa diễm đao cũng không thích hợp ngươi học tập. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trở thành nướng hành mầm, ta cũng có thể cân nhắc đem phần thiên hỏa diễm đao truyền thụ cho ngươi. Tâm ma Xích Tiêu kiếm phóng khoáng nói. Không cần không cần, cái kia thiên đao đồ chân long là được, mà lại danh tự này nghe cũng bá khí. Thông Nương liều mạng điểm ngọn hành nhọn. Quy tiền bối ghé vào ván trượt bên trên, nhẹ nhàng hoạt động cái này hành lá yêu là thời điểm muốn bay lên, không thể lãng phí nàng vô địch tư chất. Quay lại ta liền dạy ngươi. Tâm ma Xích Tiêu kiếm lại đem lực chú ý quay lại đến Vũ Nhu Tử trên thân, nói, Vũ Nhu Tử ngươi muốn tìm đồ vật, có thể hay không cùng chúng ta miêu tả một chút. Coi như không biết muốn tìm cái gì, người chỉ ít hẳn là có một loại nào đó tâm linh cảm ứng loại hình suy nghĩ a. Để ta suy nghĩ thật kỹ. Vũ Nhu Tử ngừng lại, ngón tay tại chính mình mi tâm nhẹ nhàng gõ gõ. Quy tiền bối ngừng ván trượt, tâm ma Xích Tiêu kiếm cũng an tĩnh lại. Vũ Nhu Tử trạng thái cùng rất nhiều tồn tại có liên hệ, thời gian trục lên Vũ Nhu Tử biến hóa. Linh quỷ phương diện thiên đế Vũ Nhu Tử cái này, Tống Thư Hàng cái bóng bên trong da đen Vũ Nhu Tử, đều có thể ảnh hưởng đến Vũ Nhu Tử bản thể. Nếu như lần này Vũ Nhu Tử muốn tìm kiếm đồ vật không phải thời gian trục lên cái kia Vũ Nhu Tử ảnh hưởng. Chẳng lẽ là thiên đế Vũ Nhu Tử nguyên nhân, tâm ma Xích Tiêu kiếm ở trong lòng suy đoán. Thiên đế muốn thông qua loại phương pháp này, hướng Vũ Nhu Tử truyền lại cái nào đó tin tức. Nhiệt lượng, nóng bỏng địa phương, mặt trời. Hư ảo mặt trời, hoặc là vật tương tự. Lúc này, Vũ Nhu Tử nắm vuốt mi tâm, lên tiếng nói. Hư ảo mặt trời, là bị Tống lão bản, Bạch tiền bối, Phân Thức Tử tiên tử liên thủ bạo chết cái kia sao? Thông Nương hỏi. Mộng giới cái kia đăng tràng rất sâu, trấn áp toàn bộ mộng giới, thậm chí đem nguyên bản mộng giới quy tắc tập hợp thể giết một lần lại một lần tồn tại, chính là lấy hư ảo mặt trời hình thái chính thức đăng tràng. Vị này đại lão không chỉ có thực lực cao cường, mà lại lòng dạ ác độc hung tàn, không cùng nhiều địch nhân bi, có thể động thủ liền bất động miệng. Nhưng chính là như thế sâu một cái đại lão, tại gặp gỡ Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, Phân Thức Tử tiên tử cái này cửu châu nhất hào quần xếp hạng trước ba đại hách bên dưới, thân tử đạo tiêu, nuốt hận mộng giới. Có thể là, nhưng lại khả năng không phải. Tóm lại, chúng ta tại nóng bỏng địa phương tìm xem. Sau đó nhìn xem có thể hay không tìm tới mặt trời loại hình tồn tại. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Mộng giới quy tắc, cùng hiện thế cái khác chưa thiên vạn giới khác biệt. Nơi này chưa hoàn chỉnh tinh hệ, thậm chí liền mặt trời loại vật này, cũng là theo cần xuất hiện. Cái kia tạm thời liền đem mục tiêu định tại mặt trời lên đi. Tâm ma Xích Tiêu kiếm nói. Bên kia có tâm ma, Quy tiền bối lên tiếng nói. Tại đây, xem ta. Tâm ma Xích Tiêu kiếm siêu một chút, từ Vũ Nhu Tử bên hông ra khỏi vỏ, chém về phía tâm ma vị trí. Ở nơi đó, có một gốc chuối tiêu cây hình tâm ma, đang đứng ở hôn mê trạng thái Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối, Phân Thức Tử tiên tử đang đối kháng với cái kia hư ảo mặt trời lúc, dẫn đến toàn bộ mộng giới chấn động. Lại về sau, Bạch tiền bối thông qua thế giới thụ cưỡng ép dẫn mọi người nguyên thần xâm nhập kiếp tiên hư không lúc, càng là đánh thẳng đem những thứ này tâm ma toàn bộ đánh ngất đi. Hiện tại, mộng giới đầy đất đều là hôn mê tâm ma, đến nay còn không có thức tỉnh. Vũ Nhu Tử một đoàn người tại du lịch mộng giới lúc, liền nhặt được rất nhiều hôn mê tâm ma, tùy tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối đưa chúng nó cắt rau hẹ chặt đứt, phòng ấn cất giữ. Bên kia còn có tâm ma, bên kia cũng có, 9 giờ phương hướng còn có.
phiến khu vực này tâm ma số lượng hơi nhiều a. Quy tiền bối nói, có lẽ phiến khu vực này có chút đặc thù. Tâm ma xích tiêu kiếm đạo, nó kiếm quang lướt lên, không ngừng tại hôn mê tâm ma ở giữa du tẩu, thuần thục cắt rau hẹ. Có thể hay không nơi này chính là Vũ Nhu Tử muốn tìm địa phương. Quy tiền bối nói, thông nương, nhưng nơi này cũng không có mặt trời. Đồ ngốc, mặt trời thứ này, là sẽ hạ núi cùng lên núi. Quy tiền bối cưng chiều nói, mộng giới mặt trời cũng phải lên núi xuống núi. Cái này nhiều lâu a? Thông nương nói, rõ ràng là như mộng ảo thế giới, vì cái gì liền không thể một giấc chiêm bao đến cùng, triệt để phá vỡ. Tỉ như để mặt trời tiên tử bị khoa phụ đuổi theo khắp thế giới chạy, chạy đến đâu tính đây? Lại tỉ như 10 cái mặt trời treo ở trên bầu trời, để mọi người bắn chơi, bắn chúng người có thưởng loại hình. Còn có thể biến thành lái xe ngựa mặt trời Mỹ Nam Tử, cao lớn khôi vĩ, anh Tuấn vô tu, xe ngựa chạy đến đâu mặt trời quang huy liền chiếu rọi đến đó. Thông nương án lấy các quốc gia thần thoại là mô bản, phát tán trí tưởng tượng của mình, không ngừng bện cái này đến cái khác liên quan tới mặt trời ảo tưởng. Người đi theo Thư Hàng bên người, khác không có học được, liền học được vô dụng nhất tư duy lung tung khuếch tán sao. Quy tiền bối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thông nương. Nó cái này nhẹ nhàng đập một cái thời điểm, thông nương trên thân trước đó bởi vì mạnh mà khô héo hành bì, bị quy tiền bối đập xuống. Liền thông nương chính mình cũng không có phát hiện chính mình lúc nào vậy mà chút bỏ một tầng hành bì. Quy tiền bối móng vuốt thuận thế nhất câu, thần không biết quỷ không hay liền đem cái này hành bì câu đi. Bất quá thông nương nói những phương pháp này, có thể phổ thông mặt trời lên núi xuống núi thú vị nhiều đâu. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Đang khi nói chuyện, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cắt xong một đợt rau hẹ tâm ma về sau, đem cắt lấy cái kia bộ phận tâm ma phong ấn bắt về, giao cho Vũ Nhu Tử tồn trữ đến túi càn khôn bên trong. Xích tiêu kiếm tiền bối, vốn là đồng căn sinh, tương thiên hà thái cấp A. Thông nương đột nhiên nhìn không được nói. Đều là tâm ma, tại sao phải như thế tổn thương đồng loại? Đương nhiên là vì để cho Thư Hàng hạch tâm thế giới cái kia một đống ngọn hành có thể phát huy được tác dụng A. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối vui vẻ nói. Thông nương há to mồm, nửa ngày nói không ra lời, chỉ cảm thấy chính mình dễ hành đều bị xích tiêu kiếm tiền bối quấn tới đau nhức. Đồng thời, tống Thư Hàng hạch tâm thế giới cái kia một đống hành mầm hình tượng, không ngừng tại trong óc nàng quanh quẩn. Thông nương cảm giác chính mình ban đêm khẳng định phải làm ác mộng. Đâm tâm kỹ năng này, tâm ma xích tiêu kiếm trên người tống Thư Hàng mỗi ngày tôi luyện, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhỏ thông nương ở phương diện này đẳng cấp, cùng nó ở giữa có thanh đồng cùng vương giả ở giữa chênh lệch, thực tế không chịu nổi một kích. Ta vừa kiểm tra một lần, phiến khu vực này sở dĩ hội tụ đông đảo tâm ma, chỉ là bởi vì phiến khu vực này là mộng giới ác mộng khu vực. Mà ác mộng loại hoàn cảnh này, càng thích hợp tâm ma nhóm phát huy thực lực, từ đó ảnh hưởng tu sĩ đạo tâm. Tâm ma xích tiêu kiếm lại đối Vũ Nhu Tử đạo, nó cũng là tâm ma, đi dạo một vòng liền có thể suy đoán ra tường tình. Cho nên, cũng không phải là phiến khu vực này có cái gì đặc thù, chỉ là tâm ma nhóm bản năng sẽ hội tụ ở loại này ác mộng khu vực mộng giới hoàn cảnh mà thôi. Vất vả xích tiêu kiếm tiền bối, Vũ Nhu Tử cũng không thất vọng, nàng một mực là cái phe lạc quan hội viên, nơi này không phải nàng muốn tìm đặc thù chi địa, vậy liền đến mộng giới khu vực khác tìm xem. Dứt lời, Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng tiếp được tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, đưa nó một lần nữa hệ trở lại bên hông. Ta cảm giác chúng ta giống con ruồi không đầu đồng dạng tại mộng giới tìm được cũng không phải cái biện pháp. Tâm ma xích tiêu kiếm tại Vũ Nhu Tử bên eo lắc lư, nói. Tiền bối ngươi có chủ ý gì tốt sao? Vũ Nhu Tử cúi đầu hỏi, nàng cúi đầu góc độ có thể vừa hay nhìn thấy xích tiêu kiếm tiền bối chui kiếm đầu nhọn. Chúng ta về trước cửu u thế giới. Đem Bạch Thánh phân thân nửa người cho mời đi theo đi, thuận tiện mượn Bạch Thánh vận khí. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nói. Bạch tiền bối phân thân nửa người, còn tại cửu u thế giới cửu tu chi mộ bên trong, nghiên cứu Tô Thị A thập lục thí luyện phân thân, thuận tiện trông coi tống Thư Hàng cửu tu chi mộ. Quy tiền bối nhẹ nhàng vạch lên ván trượt, nhắc nhở, nhưng mượn dùng Bạch tiền bối vận khí lúc, nếu như không có Thư Hàng ở bên người đi theo, trong chúng ta rất có thể có người muốn không may. A, à, Quy đạo hữu ngươi cũng nhìn ra điểm này. Tâm ma xích tiêu kiếm nói nó còn tưởng rằng chỉ có chính mình nhìn thấu điểm này, không nghĩ tới tống Thư Hàng bên người vật trang sức nhóm, kỳ thật đều đã nhìn thấu tống. Gặp nạn ta đến kháng,
Thư Hàng bản chất. Quả nhiên, quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết. Bạch tiền bối phân thân nói hắn hiện tại tạm thời không thể rời đi cửu U, bởi vì Tống tiền bối tại độ kiếp, hắn được nhìn xa xa cửu tu chi mộ, nói không chừng Tống tiền bối trung kiếp cần hắn xuất thủ tương trợ. Lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng đáp. Nàng vừa rồi dùng tu chân nói chuyện phiếm công năng thử liên hệ bạch tiền bối, sau đó tại bạch tiền bối bế quan thời điểm, quả nhiên có liên lạc bạch tiền bối phân thân, cũng đạt được hồi phục. Đáng tiếc, nếu có bạch thánh ở đây, dù chỉ là phân thân, chúng ta liền có thể dùng hắn đến dò đường. Tâm ma xích tiêu kiếm vô cùng tiếc nuối nói. Xích tiêu kiếm đạo hữu tỉnh, cầm bạch thánh dò đường, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Quy tiền bối nhắc nhở. Thông nương, vậy chúng ta liền lại bốn phía dạo chơi. Tìm vận may. Đừng vội, Vũ Nhu Tử xoa cằm suy tư một lát, sau đó nàng lại thử liên hệ một vị khác cửu châu nhất hào quần tiền bối bá tống chi âm đồng quái tiên sư. Đồng quái tiền bối, có hay không tại, ta tìm ngươi tính mấy quẻ. Vũ Nhu Tử dò hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, đồng quái tiền bối, tam lãng tiền bối tựa hồ cũng không thế nào tại tuyến, liền Hoàng Sơn tiền bối nói chuyện riêng cũng đều không có về. Vũ Nhu Tử cũng không xác định chính mình nói chuyện riêng, có hữu hiệu hay không. Vũ Nhu Tử ngươi muốn tìm ta xem bói. Đương nhiên ở đồng quái tiên sư nhanh chóng trả lời, chờ một chút, mấy ngày gần đây đang bế quan, tiếp thu được thật nhiều tin tức không có hồi phục, cho ta mấy phút thời gian, ta về trước phục một chút Hoàng Sơn tiền bối bọn hắn. Mấy phút sau, đồng quái tiên sư sung sướng liên hệ Vũ Nhu Tử, Vũ Nhu Tử, ngươi có thể coi là cái gì? Ngươi là tháng này cái thứ nhất tìm ta xem bói, ta cho ngươi miễn phí. Tạ ơn đồng quái tiền bối, ta muốn để tiền bối giúp ta quái toán một chút, ta sau đó phải đi phương hướng, chính xác không chính xác. Vũ Nhu Tử trả lời. Sau đó phải đi phương hướng, phương diện kia, trên việc tu luyện, tình cảm phương diện, đồng quái tiên sư hỏi. Vũ Nhu Tử trước quay người, mặt hướng phương Tây, sau đó trả lời, là mặt chữ lên ý tứ. Ta gặp được một cái xiên giao lộ, xin tiền bối giúp ta tính toán, ta sau đó phải đi phương hướng chính xác không chính xác. Cái này đơn giản, ngươi lại chờ một lát, ta đến vì ngươi lên một quẻ. Đồng quái tiền bối vui vẻ nói. Một lát sau, quẻ tượng kết quả là đại lợi phương Tây, Vũ Nhu Tử ngươi bây giờ là mặt hướng phương Tây vị trí sao? To gan tiến lên đi, ngươi tại cái phương hướng này nhất định có thể tìm tới thứ ngươi muốn. Đồng quái tiền bối tự tin nói. Cái này một quẻ là hắn năm nay tính toán nhất có cảm giác một quẻ. Vũ Nhu Tử yên lặng gật đầu, sau đó lại đem quy tiền bối kéo tới, đem quy tiền bối cùng thông nương bày thành mặt hướng phương đông vị trí, lại cho đồng quái tiền bối phát cái tin, tiền bối, ngươi lại giúp ta tính toán tống tiền bối nhà sủng vật thông nương, nàng muốn đi phương hướng chính xác không? Còn phải lại đến một quẻ, xem ở ngươi là tháng này thứ nhất đơn trên mặt mũi, ta mua một tặng một, cho ngươi thêm đưa một quẻ. Đồng quái tiên sư vui nói. Một lát sau, ác long tại phương đông, đại họa đông phục, con đường này được không có thể. Đồng quái tiền bối trả lời. Tạ ơn đồng quái tiền bối hen hát Vũ Nhu Tử vui vẻ trả lời. Sau đó, một con Vũ Nhu Tử vui vẻ mang theo một thanh kiếm, một con ván trượt rùa biển, một gốc trên đá hành, bước lên tiến về đông thổ đại đường đường xá. Đây mới là đồng quái tiên sư chính xác sử dụng phương thức. Kỳ thật. Cửu Châu nhất hào quần tiền bối nhóm một mực có nghiên cứu tại muốn làm sao lợi dụng đồng quái tiên sư hắc quái thuộc tính. Bất quá muốn lợi dụng hắc quái, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mặc dù khẳng định đồng quái tiên sư quẻ bói, chắc chắn sẽ không là chính xác. Nhưng là, quẻ tượng loại vật này cũng không phải là không phải đen tức là trắng chủ yếu là bởi vì xem bói ra hỏa đều có bệnh nghề nghiệp, bọn hắn thích đem một cái đơn giản quẻ bói giảng vô cùng mơ hồ. Giảng khiến người cảm thấy vô cùng cao đại thượng, phảng phất mỗi câu lời nói đều rất có đạo lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm giác quẻ bói hoàn toàn không hiểu ra sao. Nói trắng ra là chính là rõ ràng sẽ giảng tiếng người, nhưng chính là không chịu giảng tiếng người. Cho nên, biết rõ đồng quái hắc quái thuộc tính, nhưng muốn lợi dụng được tốt lợi dụng, cũng cần một chút kỹ xảo. Vũ Nhu Tử là vị phi thường hiếu học hậu bối. Nàng tại thường ngày tới nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Lặng lẽ giống như gì sử dụng đồng quái tiền bối hắc quái thuộc tính lý luận phương thức, ghi tạc tâm lý. Hôm nay, rốt cục có xác minh cơ hội. Sự thật chứng minh, cửu châu nhất hào quần tiền bối nhóm thảo luận ra lý luận, phi thường thực dụng. Vũ, Quy, Thông,
kiếm bằng nhanh nhất tốc độ hướng đông tiến lên. Các nàng xuyên qua thiêu đốt màu trắng sa mạc, trải qua nham tương hồ nước, xông qua nhiệt độ cao hơi nóng khu vực tại kinh lịch cái này đến cái khác kiếp nạn về sau, vậy mà thật tìm được một cái nghi là mục tiêu đồ vật. Tại màu trắng nhiệt độ cao hơi nóng khu vực phần cuối, các nàng xem đến một vòng. Ngay tại tẩy hơi nóng tắm, mặt trời, hư ảo mặt trời, ngâm mình ở màu trắng nhiệt độ cao hơi nóng bên trong, ánh sáng của nó cùng nhiệt lượng, toàn bộ bị màu trắng hơi nóng che đậy. Chính vì vậy, Vũ Nhu Tử các nàng ngay từ đầu tại màu trắng sa mạc bên trong lúc, không thể nhìn thấy cái này vòng hư ảo mặt trời. Mặc dù không có ta tưởng tượng phương án thú vị, nhưng là tắm mặt trời cũng rất có ý tứ. Thông Nương hài lòng nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vũ Nhu Tử cười nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, muốn tiếp tục tới gần sao? Mặc dù là hư ảo mặt trời, cùng chân chính hằng tinh khác biệt. Nhưng nó vẫn như cũ có được to lớn nhiệt lượng, thực lực không đủ tồn tại tới gần nó, có bị hóa thành cho tàn nguy cơ. Tỷ như, mai rùa lên Thông Nương. Nếu như không có Quy Tiền Bối dùng thủy hệ trận pháp bảo hộ lấy nàng, nàng đã sớm triệt để khô héo. Vũ Nhu Tử muốn tìm chính là nó sao? Quy Tiền Bối dò hỏi. Đại khái a, Vũ Nhu Tử dùng không xác định giọng nói. Nàng chỉ là bản năng muốn tại mộng giới tìm kiếm đồ vật, nhưng tương đối làm nàng đau đầu chính là, nàng không cách nào đem chính mình muốn tìm mục tiêu chính xác tới trình độ nhất định. Chính Vũ Nhu Tử cũng rất đau đớn đầu óc, nàng không quá am hiểu ứng phó loại tình huống này, luôn cảm giác loại chuyện này, hẳn là muốn từ Tống Tiền Bối ra mặt mới đúng, loại chuyện này là Tống Tiền Bối tương đối am hiểu lĩnh vực. Mà nàng chỉ dùng đi theo Tống Tiền Bối sau lưng, hưởng thụ mạo hiểm vui vẻ mới đúng. Vậy liền vào xem, Quy Tiền Bối nói. Muốn đi vào mặt trời nội bộ, cảm giác làn da giống như là đang thiêu đốt đồng dạng, cái này nhất định là loại dự cảm không ổn. Thông Nương nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm. Không, Thông Nương, người đây không phải dự cảm, mà là hiện thực. Quy Tiền Bối ôn nhu nói, đây là ảo giác của ngươi, có ta thủy hệ trận pháp bảo hộ, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhìn qua hư ảo mặt trời, nhịn không được nói, lúc này, thật hẳn là đem Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra, sau đó từ hắn chống lên các đại tôi thể công pháp, mãng nhập hư ảo mặt trời nội bộ mới đúng. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Chúng ta cũng không thể một mực dựa vào Tống Tiền Bối. Dù cho rời đi Tống Tiền Bối, chúng ta cũng phải chống đỡ tràng diện. Vũ Nhu Tử khích lệ nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, ta thật không phải ý tứ này. Như vậy, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, vất vả ngươi. Vũ Nhu Tử đưa tay rút ra Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, đồng thời bấm một cái kiếm quyết. Bao trên người ta đi, cái này hư ảo mặt trời yếu ớt nhiệt lượng, đối ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đắc ý nói. Quy đạo hữu muốn bảo vệ Thông Nương, Vũ Nhu Tử mặc dù thực lực không tệ, nhưng nếu là muốn ứng phó một chút đột phát trạng thái, thực lực của nàng còn hơi có vẻ không đủ. Cho nên một vũ, một rùa, một hành, một kiếm bên trong, thích hợp nhất xuất ra đầu tiên tiến vào hư ảo mặt trời đi thăm dò, cũng chỉ có nó. Tại Vũ Nhu Tử kiếm ấn bên trong, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vọt hướng cái kia hư ảo mặt trời. Sau lưng. Quy Tiền Bối chi sau trong hư không đạp một cái, mở ra một cái không gian chi môn để phòng vạn nhất. Nhiều tầng kết giới, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thanh âm truyền đến. Nó tại trốn vào hư ảo mặt trời trên đường, gặp được kết giới phòng ngự. Có thể phá vỡ nó sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Mặt khác, trong đó sẽ không tung ra cái trước đó bị Tống Tiền Bối đánh nổ ngoan nhân đại lão a. Chỉ cần nghĩ đến đây loại kích thích khả năng. Vũ Nhu Tử cảm giác toàn thân tế bào cũng bắt đầu sinh động. Chỉ là đơn giản kết giới, ta thậm chí có thể tại không phá hư kết giới này chỉnh thể kết cấu điều kiện tiên quyết, trốn vào trong đó. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tự tin nói. Như vậy, lên đi, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Vũ Nhu Tử vui sướng kêu lên. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm siêu một chút, xuyên thấu tầng kia kết giới, đánh thẳng trốn vào đến hư ảo mặt trời bên trong. Cùng một thời gian. Cửu U thế giới, Ma Hải thế giới bên trong. Tống Thư Hàng đợi nửa ngày trung kiếp rốt cục thành hình. Lần này trung kiếp sẽ là cái gì bộ dáng? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không. Một hồi trước, là trực tiếp đem thực lực hạn định tại thất phẩm cảnh giới Cửu U chúa tể ấn ký cho lôi ra đến kết quả, kéo ra khỏi cái hàng lởm chúa tể Tống Thư Hàng bản nhân ấn ký. Lần này, trung kiếp sẽ chơi ra hoa dạng gì đến? Mặc kệ là cái gì hình thái,
một mực tới đi. Tống Thư Hàng nói, hắn muốn mượn lấy cái này trung kiếp, để thể nội kiếp tiên tam đại đặc thù thăng hoa. Tới, bản thể, Tống Pho kêu. Chỉ thấy tại ma hải thế giới trong hư không, có một vòng thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm mặt trời hiển hiện, treo thật cao tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Nó chính là lần này trung kiếp, có được cửu phẩm kiếp tiên cuối cùng đừng công kích thái cổ kiếp thiên kiếp. Hiện thế, không người tĩnh mịch bên trong tinh vực. Tới, thiên đế mở to mắt. Ở sau lưng nàng, cái kia vòng mặt trời nhỏ cùng mặt trời nhỏ nội bộ sắt thép hóa thân yên lặng xoay quanh. Chúng ta đi cộc, thiên đế đưa tay trong hư không vạch một cái. To lớn truyền tống trận pháp hiển hiện. Bất quá, thiên đế truyền tống mục tiêu cũng không phải là Tống Thư Hàng chỗ cửu U Ma Hải thế giới, mà là nhảy vào đến hiện thế một cái siêu cỡ nhỏ chư thiên vạn giới vị diện bên trong. Cái này chư thiên vạn giới vị diện, so với mộng giới đến còn phải càng nhỏ hơn. Toàn bộ thế giới bên trong, chỉ có một vòng hằng tinh húc nhật, đang chậm rãi vận chuyển. Thiên đế chỉ tay một cái, đem sắt thép hóa thân cùng mặt trời nhỏ dừng lại. Sau đó, nàng tế lên chính mình, thẳng tắp hướng phía cái kia vòng hằng tinh bên trong đánh tới. Ma hải thế giới bên trong, ngay tại độ kiếp Tống Thư Hàng bản thể, đột nhiên đầu có chút trầm xuống. Có một cái hình tượng từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Kia là tinh không bên trong, hằng tinh đột nhiên bắt đầu tăng lên thiêu đốt, dập tắt hình tượng. Đây chính là Tống Thư Hàng tiếp xúc bất hủ giả ký ức bên trong, thế giới song đời bắt đầu. Tống Thư Hàng sững sờ. Tu sĩ giác quan thứ 6 là rất cường đại, có thời gian đột nhiên từ trước mắt lóe lên hình tượng, thường thường là một loại báo hiệu, không thể coi nhẹ. Ta đã làm gì, ta phát động cái gì sao? Tống Thư Hàng nhìn qua đỉnh đầu trung kiếp đen nhánh mặt trời, một mặt mộng bức. Vì cái gì đột nhiên muốn xuất hiện thế giới hủy diệt điềm báo hình tượng? Chẳng lẽ, bởi vì ta tại ma hải thế giới mân mê ra trung kiếp, trở thành thế giới hủy diệt nút bấm, ta một kiếp này độ xong, thế giới liền muốn sụp đổ hủy diệt. Quá giật đi, coi như tận thế cũng phải giảng cứu nhân quả pháp A. Ta tại cửu U thế giới, hơn nữa còn là tại cửu U thế giới bên trong phục hồi ra ma hải thế giới bên trong độ kiếp, mà ta còn nắm giữ lấy cửu U chúa tể quyền hạn cấp bậc, chẳng khác gì là tại an toàn trong phòng thiết một cái dương an toàn lại tiến hành thí nghiệm, tuyệt không ngoài ý muốn khả năng. Vô luận ta làm sao thao tác, đều không nên nổ rớt toàn bộ chư thiên vạn giới mới đúng. Công đức xà Mỹ nhân học lại Tống Thư Hàng thanh âm, hỏi, phát động cái gì? Chúng ta cái thiên kiếp này, muốn hay không tạm dừng một chút? Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Tạm dừng không được, cái này sóng thiên kiếp là từng cường hóa sau cửu phẩm cấp trung kiếp cường độ. Tống Pho cái kia bộ phận Tống Thư Hàng ý thức lập tức nếm thử điều khiển ma hải thế giới trận văn, ý đồ ảnh hưởng trên bầu trời đen nhánh mặt trời trung kiếp, kết quả không thành công. Trung kiếp, lạc tử vô hối. Cậu đàn cha, ta cái thiên kiếp này rơi xuống về sau, thế giới có thể hay không đột nhiên sụp đổ. Tống Thư Hàng thừa dịp đầu đội trời kiếp rơi xuống trước một điểm cuối cùng thời gian, cấp tốc liên hệ đứng ngoài quan sát cậu đàn cha. Cậu đàn cha khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Độ cái kiếp còn có thể đem thế giới cho nổ. Nhưng hắn lần trước độ cái kiếp lúc, thiên đạo nổ. Trình cầu đàn tiên tử nhắc nhở. Cầu đàn cha. Sau đó, trình cầu đàn tiên tử lại đối Tống Thư Hàng nói, yên tâm đi, hiện thế chư thiên vạn giới trước mắt bình thường, ngươi một mực độ thiên kiếp của ngươi đi. Trình cầu đàn ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Tống Thư Hàng mẫn duệ nói. Đang khi nói chuyện, trung kiếp đen nhánh mặt trời đã trải qua giáng lâm. Đen nhánh mặt trời một mực tại giáng lâm Tống Thư Hàng đỉnh đầu 200 mét phạm vi lúc, nó cái kia kinh khủng nhiệt lượng mới một hơi bạo phát đi ra. Toàn bộ không gian bên trong trình độ một nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Lấy đen nhánh mặt trời làm trung tâm, 200 mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ, cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tảng đá, cửu U tà năng, ma hải thế giới thái cổ ma năng, toàn bộ trở thành đen nhánh hỏa diễm nhiên liệu. Liền liền Tống Thư Hàng cùng Tống Pho bên ngoài thân bạch cốt cự nhân trên thân, cũng bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt. Thậm chí ngọn lửa này đánh thẳng thẩm thấu đến bạch cốt cự nhân thể nội, tại Tống Thư Hàng cùng Tống Pho trên thân hiện lên. Hỏa diễm để bọn hắn làn da khô ráo. Tống Thư Hàng đưa tay tại trên cánh tay mình nhẹ nhàng một vòng, ngọn lửa đen kịt bị liên miên biến mất, hất ra. Không thể lại để cho hỏa diễm thiêu đốt xuống dưới, ta đã không có dư thừa quần cộc. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện,
hắn vận chuyển tứ đại tôi thể công pháp. Biến dị cương thủ, thánh viên long lực thần công, nho ra kim cương thân cùng từ béo cầu đại lão cái kia kế thừa tới thể lỏng kim thân quyết. Đạo ý khôi giáp hiển hiện, che đậy Tống Thư Hàng thân thể, miễn cho hắn tẩu quang. 200 con nho ra vượn hiển hiện, vây quanh ở Tống Thư Hàng cùng Tống Pho sau lưng, nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong đen nhánh mặt trời. Vậy liền đổi nó, trưởng tâm lôi. Tống Pho kêu, hắn giơ cao tay phải lên, một phát bạch tiền bối thân truyền trưởng tâm lôi thần thông nổ ra. Lúc này trưởng tâm lôi thể tích theo Tống Thư Hàng thực lực tăng lên, tiến một bước cường hóa, đạt đến thành phố cấp trưởng tâm lôi trình độ, thậm chí khoảng cách cấp tỉnh cũng không còn xa xôi. To lớn trưởng tâm lôi, đánh thẳng đem đen nhánh mặt trời thôn phệ. So với cái này đen nhánh mặt trời đến, Tống Phó Anh ra thành phố cấp trưởng tâm lôi càng giống là một cái lôi điện mặt trời. Đen nhánh mặt trời trung kiếp thể tích cùng thành phố cấp trưởng tâm lôi so ra, chỉ là cái tiểu lão đệ. Rầm rầm rầm. Trưởng tâm lôi thôn phệ trung kiếp đen nhánh mặt trời về sau, điên cuồng oanh tạc bắt đầu. Từ trên tấm hình đến xem, đó căn bản không phải Tống Thư Hàng tại độ trung kiếp. Đen nhánh mặt trời, mà là cái này đáng thương đen nhánh mặt trời tại độ Tống Thư Hàng trưởng tâm lôi đại kiếp. Chói mắt lôi quang, tràn ngập toàn bộ ma hải thế giới. Ma hải thế giới biên giới. Da đen vũ nhu tử đưa tay, tại trưởng tâm ngưng tụ ra một cái lớn chừng miệng chén màu đen trưởng tâm lôi. Thân là tâm ma, nàng không cách nào ngưng tụ ra chính quy trưởng tâm lôi, chỉ có thể thi triển ra loại này ma lôi tới. Nhìn lấy mình lòng bàn tay trưởng tâm lôi, nàng lại ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng cái nhìn kia nhìn không thấy bờ trưởng tâm lôi mặt trời. Đồng dạng là trưởng tâm lôi, Tống tiền bối cũng quá khoa trương. Da đen vũ nhu tử nói, muốn học. Thân là yêu nhã, chăm chỉ hiếu học tâm ma, nàng muốn học tập Tống tiền bối chiêu này biến dị trưởng tâm lôi. Có chiêu này biến dị trưởng tâm lôi về sau, cái gì khác lôi pháp, căn bản đều không cần. Vô luận là cơ sở ngũ lôi oanh đỉnh, phổ thông lôi pháp địa ngục, đỉnh tiêm tiên kiếm vạn lôi quyết, cũng không sánh nổi Tống tiền bối cái này một cái thành phố cấp trưởng tâm lôi. Tạo hóa tiên tử, đối mặt cái này thành phố cấp trưởng tâm lôi, nàng hát không ra lời nói tới. Rầm rầm rầm, tại Tống Pho thành phố cấp trưởng tâm lôi điên cuồng tứ ngược bên dưới. Trưởng tâm lôi bao khỏa bên trong đen nhánh mặt trời trung kiếp thể tích, bắt đầu không ngừng áp xúc. Nhưng là, tại đen nhánh mặt trời bị áp xúc đến một nửa lớn nhỏ lúc, nó đột nhiên bạo khởi phản công. Theo nó nơi trọng yếu, ngọn lửa đen kịt điên cuồng hiện lên. Lần này đen nhánh hỏa diễm, nhiệt độ cao hơn, không có gì không đốt. Liền liền Tống Pho trưởng tâm lôi, cũng dần dần bị từng bước xâm chiếm, lôi điện bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Trung kiếp quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Đến ta ra sân, công đức xà Mỹ nhân đọc lấy hào khí toàn trường lời kịch, nàng lấy ra bình thiên quan đeo lên. Hai tay vỗ tay, thân hình khuếch đại, cùng thiêu đốt bạch cốt cự nhân tiến hành dung hợp. Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bay ra, phụ trên người công đức xà Mỹ nhân. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cộng công đức xà Mỹ nhân cộng bình thiên quan cộng bạch cốt cự nhân bí pháp. Công đức xà Mỹ nhân trên thân hiển hiện một bộ tinh xảo hoa Mỹ khôi giáp, nàng tay phải cầm Trung Yên Thánh Kiếm, tay trái cầm một mặt điêu khắc vĩnh bất hãm lạc thánh thành đồ án tấm thuẫn. Mà lại lần này, nàng vậy mà hiếm thấy ngưng tụ ra hai chân. Vũ trang công đức nữ đế hình thái. Từng tại thất phẩm cảnh giới lúc, Tống Thư Hàng liền có lòng tin dựa vào vũ trang công đức nữ đế hình thái đi đối cửu phẩm thiên kiếp. Hiện tại, Tống Thư Hàng đã trải qua tấn thăng bát phẩm. Đồng thời thành công ký thác nguyên thần. Công đức xà Mỹ nhân cũng hoàn thành tiến hóa trung cực, ngưng tụ ra hai chân. Lần này, nàng đã trải qua biến càng mạnh. Công đức đại nhật, vũ trang công đức nữ đế trong miệng khẽ quát một tiếng. Một vòng so Tống Pho thành phố cấp trưởng tâm lôi còn muốn khổng lồ mấy phần công đức húc nhật hiển hiện, đánh thẳng đem trưởng tâm lôi cùng đen nhánh mặt trời một ngụm nuốt vào. Thiên kiếp Pac-Man, da đen vũ nhu tử nháy nháy mắt, nói. Tạo hóa tiên tử. Nàng phát hiện chính mình, từ nghèo. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Công đức đại nhật thôn vệ thành phố cấp trưởng tâm lôi, thành phố cấp trưởng tâm lôi thôn vệ đen nhánh mặt trời trung kiếp. Đáng thương đen nhánh trung kiếp, tại hai cái đại ca nội bộ run lẩy bẩy. Tại trưởng tâm lôi cộng công đức đại nhật song trọng đả kích bên dưới, trung kiếp đen nhánh mặt trời rất nhanh duy trì không được, sụp đổ ra. Nó vừa mới đăng tràng. Còn chưa kịp tới triệt để phát huy,
liền bị trưởng tâm lôi cộng công đức đại nhật triệt để luyện hóa, liền hạch tâm đều bị chôn vùi thành cặn bã. Rõ ràng thân là khủng bố đến đủ để hủy diệt vừa tấn cấp cửu phẩm kiếp tiên trung kiếp, nhưng nó vừa đăng tràng, còn chưa kịp tới giảng câu cái gì, liền nhanh chóng rời trận. Cho nên nói, đối mặt một chút đặc thù địch nhân lúc, ra sân liền đánh thẳng ném ra chính mình công kích mạnh nhất mới là vương đạo. Đừng nghĩ đến tiến hành theo chất lượng, thận trọng từng bước. Bởi vì tiến hành theo chất lượng, rất có thể đại chiêu đều không đến cùng thả, nện trong tay, sau đó liền chết. Đen nhánh mặt trời trung kiếp phương thức công kích, hiển nhiên không chỉ là ra sân nhiệt độ cao cùng ngọn lửa đen kịt đơn giản như vậy. Theo nó tạo hình đến xem, nó va chạm, mặt trời bạo tạc thậm chí là làm ra thiên kiếp lỗ đen loại hình thủ đoạn, cũng có thể. Nhưng thật đáng tiếc, nó không có cơ hội này. Trung kiếp tiêu tán, trên bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu dần dần biến mất. Thiên kiếp tiêu tán về sau, thiên kiếp phản hồi tác dụng tại Tống Thư Hàng trên thân. Kiếp tiên sinh cơ, cái kia đoạn nhỏ kiếp cốt lại thêm hiện tại Tống Thư Hàng nguyên thần ký thác hư không hình chiếu, tam đại kiếp tiên đặc thù lại một lần nữa bắt đầu cộng minh bắt đầu. Tống Thư Hàng thể nội, phát ra ù ù tiếng trống, phảng phất có từng mặt đại cổ tại có tiết tấu gõ. Oanh ầm ầm oanh. Trên đỉnh đầu, con kia cầm đầu đại thánh viên nhãn tình sáng lên. Nó liếm liếm ngón tay, lật ra Nho Gia Kinh thư thứ 36 trang, đi theo lấy cái này tiết tấu, bắt đầu ngâm sướng bắt đầu, diệt 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 diệt. Sau lưng nó, một đám tiểu thánh viên theo sát lão đại bước chân, lật ra trang sách, lớn tiếng ngâm tụng, mị 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 mị. Thánh viên nhóm một bên ngâm sướng, còn vừa thỉnh thoảng dậm chân, phối hợp cái này tiết tấu. Thánh viên nhóm đây là tại học ngoại ngữ sao? Da đen vũ nhu tử đem thu hình lại ống kính nhắm ngay thánh viên, ngữ trọng tâm trường nói. Liền hầu tử đều biết học một môn ngoại ngữ là quan trọng cỡ nào sự tình, cho nên, chúng ta có lý do gì không chăm chú đi học viễn cổ ngôn ngữ đâu. Có phải là, bản thể? Thân là một con hợp cách tâm ma, nàng muốn nghiêm khắc đốc xúc bản thể đi học tập. Để bản thể lâm vào tri thức trong hải dương, tuyệt vọng dẫy giụa. Tạo hóa tiên tử. Nàng cúi đầu, ngón tay xoắn suýt quấn dao. Nàng phát giác ra được, chính mình hôm nay trạng thái phi thường không đúng. Không chỉ có không giành được lời kịch, hát không ra âm nhạc, từ nghèo. Cái này, hẳn là trong truyền thuyết không có linh cảm, tạp văn rồi. Thân là Nho Gia thánh nhân thân truyền đệ tử, nàng vậy mà cũng có tạp văn một ngày, cái này khiến chính nàng đều rất kinh ngạc. Ma hải thế giới bên trong. Tống Thư Hàng thể nội đại cổ âm thanh một tiếng vang vọng gần ngàn lần nhiều, tại cái này đại cổ chấn hưởng thanh bên trong, kiếp tiên sinh cơ như hoa nở rộ. Tống Thư Hàng có thể cảm giác được tuổi thọ của mình bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Mặc dù hắn còn không có chân chính tấn thăng kiếp tiên cảnh giới, nhưng lúc này tuổi thọ của hắn đã hoàn toàn đột phá bát phẩm huyền thánh hạn chế, chậm rãi hướng phía kiếp tiên thọ nguyên tới gần. Hiện tại, người khác mỗi qua 60 giây liền sẽ thiếu một phút thọ nguyên, mà Tống Thư Hàng mỗi qua 60 giây liền sẽ tăng trưởng gần trăm năm thọ nguyên cực hạn, mà lại loại này tốc độ tăng liên tục không ngừng, khả năng sẽ còn tiếp tục cực kỳ lâu. Sau đó là cái kia một đoạn nhỏ kiếp cốt, nguyên bản tại công đức phỉ kình thể nội kiếp cốt, bắt đầu xương thuẫn tăng sinh, từ công đức phỉ kình thể nội một mực tăng trưởng đến Tống Thư Hàng thể nội, phân liệt sinh sản. Không gian này kiếp cốt dung nhập về sau, để Tống Thư Hàng thân thể phát sinh biến hóa, để thân thể của hắn bắt đầu chủ động thích ứng không gian lực lượng. Lúc này Tống Thư Hàng, chân chính trên ý nghĩa cảm ứng được không gian pháp tắc truyền tới thân mật cảm giác. Hắn cảm giác chính mình phảng phất chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể phá vỡ không gian. Lúc trước thông qua tam nhãn tiền bối đổ ước, từ béo cầu đại lão phân thân tiểu hào nơi đó cực thắng tới không gian tri thức, tại thời khắc này, bắt đầu dung hội quán thông. Nguyên bản những thứ này không gian tri thức đối Tống Thư Hàng đến nói là chết, chỉ có thể tồn tại trong đầu tích cho. Hiện tại, những kiến thức này toàn bộ sống lại. Ký thác tại kiếp tiên hư không nguyên thần, bắt đầu chủ đạo kiếp tiên ba đặc thù. Lấy kiếp tiên nguyên thần làm hạch tâm, kiếp cốt, kiếp tiên sinh cơ chính thức thăng hoa, đản sinh ra kiếp tiên không gian lực lượng. Giờ khắc này, không gian vì Tống Thư Hàng nắm giữ. Hắn đưa tay phải ra, nắm tay, nhẹ nhàng trong hư không nện cho một chút. Xoạt! Hắn hữu quyền chỗ không gian vỡ vụn ra, vết rách không ngừng lan tràn, đánh thẳng hóa thành kinh khủng không gian công kích thủ pháp. Đây là từ béo cầu đại lão nơi đó kế thừa tới không gian quyền hành vận dụng tiểu khiếu môn. Ha ha, từ hôm nay trở đi, hạch tâm thế giới liền sẽ không như vậy túng.
Tống Thư Hàng tâm tình khoái trá. Chân chính nắm giữ không gian lực lượng về sau, một chút không gian cấm cố thủ đoạn, hắn có thể thử nghiệm bạo lực phá giải. Đến lúc đó, hắn hạch tâm thế giới liền có thể thực sự trở thành hắn bảo mệnh át chủ bài. Hạch tâm thế giới thăng cấp kế hoạch, có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tống Phò đồng thời lên tiếng nói. Kiếp thiên ba đặc thù thăng hoa về sau, Tống Thư Hàng nguyên thần, nhục thân đều chiếm được cường hóa. Hiện tại, là thời điểm đem ma hải thế giới cho chuyển vào đến hạch tâm thế giới, để nó cùng hạch tâm thế giới dung hợp, thăng cấp. Dung hợp ma hải thế giới sự tình, có thể phân thân Tống Phò đến xử lý. Sau đó, chính là tu chân nói chuyện phiếm công năng nội hạch thăng cấp sự tình. Tống Thư Hàng bản thể nói. Tu chân nói chuyện phiếm thiên phú thêm hảo hữu công năng kỳ thật còn tạp cơ kẹt tại nơi đó, nó là cái tai họa ngầm, để Tống Thư Hàng có bạo thể mà chết tiềm ẩn nguy hiểm. Mà bây giờ, Tống Thư Hàng nguyên thần hoàn thành ký thác hư không quá trình, nhục thân cũng đã nhận được cường hóa, không gian thủ đoạn đã trải qua nắm giữ. Hắn hiện tại tuy là bát phẩm, nhưng cửu phẩm kiếp tiên có đồ vật, hắn đồng dạng không kém. Cho nên, là thời điểm liên hệ Long Lạc nữ sĩ, đồng loạt ra tay chỉnh lý cái kia thêm hảo hữu công năng tạp cơ vấn đề, thanh lý khổng lồ hảo hữu số liệu, thuận tiện thăng cấp hạ tu chân nói chuyện phiếm công năng. Tại Bạch Tiền Bối tỉnh lại trước đó, đem hai chuyện này giải quyết. Ta đoán chừng Bạch Tiền Bối sau khi tỉnh lại, sẽ có đại động tác. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối lúc ấy có thể ngày hôm đó đêm đẩy nhanh tốc độ, tăng giờ làm việc hoàn thành tạo thần kế hoạch. Thậm chí hắn mấy lần nhắc qua tạo thần kế hoạch phi thường cấp bách. Cho nên, tại tạo thần kế hoạch sau khi hoàn thành, Bạch Tiền Bối hẳn là sẽ có bước tiếp theo hành động. Như vậy, chúng ta cố lên. Tống Phò đưa tay cùng Tống Thư Hàng vỗ tay. 3. Song trưởng đập một cái về sau, Tống Thư Hàng bản thể. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất còn có công đức xà mỹ nhân. A, Tống Tiền Bối không thấy. Da đen vũ nhu tử sững sờ, sau đó suy đoán nói. Chẳng lẽ Tống Tiền Bối muốn thí nghiệm một chút không gian năng lực sao? Tống Thư Hàng bản thể, một mặt mộng bức xuất hiện tại một chỗ siêu tiểu hình hiện thế chư thiên vạn giới vị diện bên trong. Nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chuyện gì xảy ra? Tống Tiền Bối lúc này, vũ nhu tử thanh âm tại hắn bên tai vang lên, thế giới. Thế giới thế nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nghi ngờ nói. Oanh! Kinh khủng bạo tạc quang mang, che mất hắn ánh mắt. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Tống Thư Hàng mơ hồ nhìn thấy vũ nhu tử miệng tại trương động lên, tựa hồ đang kể lấy cái gì. Nhưng là tiếng nổ quá vang dội, Tống Thư Hàng căn bản nghe không rõ lời nàng nói. Sau lưng vũ nhu tử, là một viên bạo tạc mặt trời. Hôm nay, thế giới cũng tại hủy diệt bên trong. Vô luận là ở thế giới nào, chắc chắn sẽ có như vậy một túm người, bởi vì đủ loại lý do. Chăm chỉ không ngừng muốn hủy diệt thế giới. Có trả thù tính hủy diệt thế giới, có vì dã tâm của mình hủy diệt thế giới, có trời sinh có phá hư khuynh hướng mà muốn hủy diệt thế giới, có nguyên nhân vì hôm nay ăn cơm mắc răng cũng phải hủy diệt thế giới. Thậm chí còn có vì cứu vớt thế giới, mà muốn trước hủy diệt thế giới, lấy tên đẹp phá rồi lại lập. Thế giới một mực rất vô tội, nó cùng nó các huynh đệ tỉ muội luôn luôn tại nằm thương, trở thành tai nạn bối cảnh tấm. Cũng may tuyệt đại đa số người, cho dù có hủy diệt thế giới suy nghĩ, cũng thiếu khuyết lực lượng hủy diệt thế giới, cho nên bọn hắn lại thế nào cố gắng cũng chỉ là nghĩ viển vông. Nhưng cũng sợ chính là loại kia có ý tưởng còn có năng lực hành động ra hỏa, loại người này một khi sinh ra hủy diệt thế giới suy nghĩ, thế giới kia liền lập tức xong đời, liền phát biểu cái A khoát thời gian đều không có. Tựa như hiện tại, Tống Thư Hàng một mặt tuyệt vọng nhìn qua viên kia bạo tạc hành tinh. Viên này hành tinh cách hắn rất rất xa, mà lại viên này hành tinh cũng coi là thể tích tương đối nhỏ cái chủng loại kia. Nhưng dù nói thế nào, nó chung quy là một viên hành tinh. Uy lực nổ tung, liền bình thường cửu phẩm kiếp tiên cũng không dám ngạnh kháng. Thiên đế Tống Thư Hàng trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước mắt cái này đôi chân dài căn bản không phải vũ nhu tử, mà là thiên đế tiên tử. Là nàng, đem chính mình từ ma hải thế giới trực tiếp kéo vào đến hiện thế. Kéo đến cái này hủy diệt thế giới bên trong. Công đức xà mỹ nhân còn duy trì vũ trang công đức nữ đế hình thái, nàng chống lên tấm thuẫn, đem Tống Thư Hàng cùng mình bảo hộ trong đó, phòng ngự chỗ xa xa hàng tinh bạo tạc dư uy. Người điên rồi, Tống Thư Hàng truyền âm quát. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử nghiêng đầu,
tiểu thủ đặt ở chính mình trên lỗ tai, bày ra ta nghe không được tư thế, trong miệng còn tại dùng miệng hình kêu, Tống tiền bối, ngươi nói cái gì, ta nghe không đến. Tống Thư Hàng, nghe không được ngươi cái quỷ a, ta là truyền âm nhập mật, cũng không phải gầm rú ra. Gặp lại, Tống Thư Hàng hướng phía tiền nhiệm thiên đế tiên tử phất phất tay, quả quyết xoay người, lưu cho thiên đế tiên tử một cái vô tình bóng lưng. Hắn cũng không muốn lưu tại nơi này bồi thiên đế tiên tử đối mặt tận thế. Dù sao, hắn chỉ là cái tu luyện không đủ một năm tiểu manh tân, thế giới hủy diệt loại này đại kiếp với hắn mà nói thực tế quá kích thích, không chơi nổi. Quay người sau Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không nhẹ nhàng đẩy, mới lĩnh ngộ không gian năng lực kích hoạt. Trong hư không, có một đạo vết nứt không gian như ẩn như hiện, bắt đầu hóa thành không gian chi môn. Hắn hiện tại cũng là chân chính nắm giữ không gian lực lượng tu sĩ. Sau lưng, thiên đế tiên tử nhìn qua mở ra không gian chi môn chuẩn bị bỏ chạy Tống Thư Hàng, lại không chút nào dáng vẻ kinh hoàng, cũng không có muốn ngăn cản Tống Thư Hàng ý tứ. Nàng chỉ là án lấy chính mình tiết tấu, bình tĩnh ở sau lưng mình triển khai một cái lĩnh vực hình kết giới. To lớn viễn cổ thiên đình hư ảnh, phù hiện ở thiên đế tiên tử bên người. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng không gian chi môn mắt thấy sắp thành hình lúc. Đột nhiên bị một cỗ mang theo kiếp nạn thuộc tính lực lượng quấy nhiễu, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, lực lượng này, không phải thiên đế cũng không có quấy nhiễu hắn không gian chi môn. Thiên kiếp, công đức xà mỹ nhân nhìn không được phát ra tiếng nói. Không sai, là thiên kiếp, thiên đế tiên tử thanh âm vang lên, mà lại, là tống tiền bối thiên kiếp của ngươi đát. Tống Thư Hàng, thiên kiếp của ta đã trải qua kết thúc. Trên lý luận đến nói là kết thúc, bất quá, tống tiền bối ngươi có hay không cảm thấy, ngươi vất vả tạo nên tới trung kiếp, uy lực có chênh lệch chút ít yếu. Ba lần năm trừ liền bị ngươi giải quyết. Hoàn toàn cùng trung kiếp tên tuổi không cách nào xứng đôi đát thiên đế tiên tử thanh âm vang lên lần nữa. Tống Thư Hàng trong lòng có loại bất an dự cảm. Không sai đát, tống tiền bối người bây giờ tâm lý to gan ý nghĩ là chính xác, đây hết thảy đều là ta ở sau lưng dở trò quỷ. Ta trước đó nói không quấy nhiễu tống tiền bối độ kiếp, kia là ta hèn hạ hoang ngôn cộc. Thiên đế tiên tử không biết xấu hổ thừa nhận nói. Nàng muốn nói đều nói xong, để Tống Thư Hàng không lời nào để nói. Mắng nàng hèn hạ, nói nàng không biết xấu hổ. Chính nàng đều thừa nhận, còn nói cái giám cộc. Sau đó, tống tiền bối người có phải hay không nghĩ đến, ta là thế nào làm được điểm này. Tại nhiều người như vậy ngay dưới mắt, lặng lẽ quấy nhiễu tống tiền bối thiên kiếp của ngươi, thậm chí còn đem thiên kiếp uy lực lấy ra một bộ phận, đem bộ phận này thiên kiếp áp sau một chút thời gian, kéo tới hiện tại. Thiên đế tiên tử lại nói. Tống Thư Hàng sờ lên khuôn mặt của mình. Hôm nay đi ra ngoài không có mang mặt nạ, không cần phải nói, thiên đế tiên tử khẳng định là tại cùng hắn tiến hành đọc mặt giao lưu. Bị cướp lời kịch vậy thì thôi, tại đối mặt đại lão lúc, hắn thậm chí liền lời kịch đều không cần giảng, đại lão chỉ dùng nhìn hắn mặt, liền có thể một người cách tự nói tự đáp, đem đối thoại cho giảng xong. Có thể đem thiên kiếp uy lực tiệt hồ đồng thời áp về sau, cái này dựa vào chính là ta mới con đường trường sinh thời gian đại đạo. Tại ta toàn lực thi triển thời gian đại đạo tình huống dưới, liền xem như thiên kiếp, ta cũng có thể thoáng ảnh hưởng đến một chút xíu. Không cần quá nhiều, chỉ dùng ảnh hưởng đến một cái điểm tựa, liền có thể làm được đem thiên kiếp từng nhóm trả tiền, áp sau trả khoản. Thiên đế tiên tử có chút dừng lại về sau, tiếp tục nói, đương nhiên, muốn vượt giới ảnh hưởng đến tống tiền bối thiên kiếp, còn nhất định phải có một cái môi giới. Mà ta rất may mắn, trong tay liền có như thế một cái môi giới thể. Thời gian chi đạo, quả thực muốn làm gì thì làm, vi phú bất nhân. Mà thiên đế nói đến môi giới lúc, Tống Thư Hàng sắc mặt cứng đờ. Không sai, chính là sắt thép hóa thân đát thiên đế tiên tử vỗ tay phát ra tiếng, càng chỗ xa xa, mặt trời nhỏ hiển hiện. Mặt trời nhỏ bên trong, sắt thép hóa thân khẽ chấn động, ở bên người hắn có thiên kiếp khí tức khóa chặt. Lấy cùng Tống Thư Hàng tương liên sắt thép hóa thân thành môi giới, ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng thiên kiếp. Đối với thiên đế đến nói, quả thực dễ như trở bàn tay. May mắn vài ngày trước, tống tiền bối chính ngươi tìm đường chết, ta không có đem sắt thép hóa thân trả lại cho ngươi. Thiên đế nhếch miệng lên. Nếu không phải lần trước Tống Thư Hàng đột nhiên muốn cho nàng phát giọng nói niệm thiên địa đại biến, nàng lúc ấy đã đem sắt thép hóa thân vật quy nguyên chủ. Tống Thư Hàng lúc này hận không thể nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ, bóp lấy lúc ấy cổ họng của mình,
để ngay lúc đó chính mình đừng dùng giọng nói chuyện phiếm, đổi văn tự. Văn tự nói chuyện phiếm tốt bao nhiêu, tại sao phải giọng nói, không biết trò chuyện giọng nói bởi vì khẩu âm không đúng tiêu chuẩn, sẽ phát sinh rất nhiều hiểu lầm sao? Thụ thiên kiếp chi lực ảnh hưởng, Tống Thư Hàng bị khốn ở hủy diệt thế giới bên trong. Hắn thử nghiệm mở ra hạch tâm thế giới. Quả nhiên, hạch tâm thế giới đã trải qua lặng lẽ meo meo túng. Nói đi, thiên đế tiên tử, ngươi muốn làm gì? Tống Thư Hàng nói. Thiên đế tiên tử nghiêm túc nói, ta trước đó cùng Tống tiền bối nói qua, ta nghĩ mời ngươi liên thủ với ta giết một người. Giết ai? Sẽ không là giết chính ta à? Tống Thư Hàng cảnh giác nói. 50 đến 50, thiên đế tiên tử từng bước một đạp về Tống Thư Hàng, nói, giết ta, hoặc là Tống tiền bối ngươi chết. Tống Thư Hàng, nguyên lai là ngươi không muốn sống. Ngươi không muốn sống, không cần kéo lên ta à. Ngươi không được qua đây à. Ngươi thiên đế muốn tìm cái chết, quan ta bá tống chuyện gì? Tại sao phải lôi kéo ta cùng ngươi cùng một chỗ? Ta chỉ là một con vô tội đồng thời thoáng có chút cấn tay động vật có vú à.